Rồi, em chào mọi người. Rồi, hello mọi người nhé. Chấm lên tương tác chia sẻ like cho em với các chị ơi. Chấm lên tương tác chia sẻ like nhé. Rồi, có áo tím không chị? Có luôn chế ơi. Có áo tím luôn nhé. Mọi người cố gắng chấm lên tương tác và sẽ được theo dõi like giúp em nhé. Áo sau em size màu hả? Thì em lên luôn nha mọi người. Rồi chị nào thấy em rồi các chị chấm lên tương tác nha mọi người nhá. Chấm lên tương tác và mỗi chị cho em xin nút chia sẻ like luôn nha các chị nhá. Rồi em chào chị Yến Nguyễn này, cố gắng hiện logo người chia sẻ cho em để đầu like em tặng quà nha mọi người nhá. Cố gắng hiện logo người chia sẻ cho em để đầu like em tặng quà. Có áo mẹ luôn, hôm nay đủ. Có đủ cho mọi người luôn nhá. Rồi à, chấm lên tương tác cố gắng chia sẻ like cho em mọi người nha. Các chị vô đông đông đi rồi mà đâu em tặng Hà tặng quà. À, Tích Minh hả? Tích Minh em cũng không biết nữa chị ơi, chắc tầm 2-3 áo gì đấy á nhá. Rồi ạ, à, hồi sáng nay mà chị nào mà chưa chốt được á, mọi người cố gắng nhá. Hôm nay là săn luôn giúp em nhá, chiều nay săn luôn giúp em nha. Rồi chấm lên tương tác cố gắng chia sẻ like cho em mọi người nha, đẩy mạnh view lên ha. Rồi, đầu like em tặng cho các chị con này. Đầu like tặng cho các chị một con đỏ kim size nha mọi người nhá, tặng luôn các chị ha. Rồi em chào chị Linh Linh, Liên Linh. Em chào chị Liên Linh này. Rồi nha mọi người nha, cảm ơn chị Tích Minh đã là người chia sẻ này. Ờ, vừa chốt đơn áo dài có sự đơn dùng em Nguyễn Phượng hả? Cả đơn nếu mà đủ đơn. Chị có báo rồi không chị Nguyễn Phương ơi, sự không có đủ đơn bên em xả ra rồi. Rồi em thấy chị Trang Nguyễn Thuy này, chấm lên tương tác chia sẻ like. Rồi comment cho em con này là mã tặng mọi người, tặng cho chị đầu like với giá này. Tặng cho chị đầu like với giá 39.000 nha mọi người nhá. Tặng đầu like với giá 39k áp dụng chia sẻ like. Em chào chị Hải Phòng con gái nhá. Tặng 39k kèm số điện thoại mọi người đó, comment đúng cú pháp cho em ha. Rồi em thấy chị, em chào chị Tranh Đá Mạ, Tranh Đá Mai. Rồi hãy lên cho em là tặng 39k và kèm số điện thoại giúp em mọi người nhá. Con này size S thôi, con này M luôn này, con này size M đổ lại luôn cho em mọi người nhá. Tặng 39k kèm số điện thoại áp dụng chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Comment mã tặng 39 đi các chị ơi, mã tặng cho em 39k áp dụng chia sẻ like. Các chị cứ chia sẻ cho em mọi người nhé, hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong các nhóm hội là em sẽ chốt đơn nha mọi người nhé. Tặng 39k giúp em mọi người, đẹp không? Cái này XM mặc đồ các tặng 39.000. Tặng 39k. Tặng 39k giúp em ha. Chị nào có logo người chia sẻ là em chốt đơn nha mọi người. Chị nào có logo người chia sẻ comment đầu tiên là em tặng ha. Rồi ạ, à, mã tặng này, tặng 39k cho chị Hiền Nguyễn là người comment đầu tiên nhá. Tặng 39k cho chị Hiền Nguyễn này, cố gắng chốt cho em đủ đơn luôn. Rồi xanh này em tặng luôn cho mọi người này, xanh này dành cho chị nào mà size S nhá. Tặng cho chị đầu like với giá này 49k, chốt comment mã xanh. Xanh 49k kèm số điện thoại mọi người nhá, S mặc vừa lên mã xanh. Rồi size S là mang vừa mọi người nhá, chốt comment mã xanh giúp em ha. Xanh 49k xanh, cố gắng đẩy view lên cho em nha mọi người nhá. Rồi lên mã xanh giúp em ha. Xanh 49k mọi người nhá, áp dụng chia sẻ like, chốt comment mã xanh. Rồi mã xanh mọi người nhá, xanh xanh 49k. Chị nào chưa chia sẻ là em không chốt đơn nha mọi người nhá, cố gắng hiện logo gửi chia sẻ cho em với nha. Rồi ạ, à, một con này đỏ, đỏ này cho em size M này. Đỏ này size M. Đỏ cho em size M mọi người, 50 kg đỏ là eo 72, chắc comment mã đỏ tặng luôn cho chị 49k luôn. 49.000 lên cho em là mã đỏ các chị ha, đỏ 49 này. Mã đỏ cho em ạ, 49k. Rồi xanh ạ, xanh 49 em chốt chị Lan, Loan Trần này, cố gắng chia sẻ like cho em chị Loan Trần ơi. Cố gắng chia sẻ like giúp em nhá. Rồi em chào chị Nguyễn Thảo này. Rồi lên cho em con này là mã đỏ mọi người nhá. Đỏ 39. À đỏ 49. Đỏ 49k mọi người ơi, lên đỏ giúp em 49.000 đỏ. Đỏ 49, mã đỏ cho em ha, 49k. Em in được mày. Thắt ra vô lại không chị đổi mã ấy, chắc mã. Rồi đỏ 49 ạ, chia sẻ like đi mọi người. Giá này em đang áp dụng chia sẻ like đúng rồi. Thắt ra vô lại. Rồi đỏ ạ, đỏ, đỏ nha, đỏ. Rồi đỏ mờn cho chị Hana Nguyễn đã là người chia sẻ này. Đỏ mờn cho Hana Nguyễn đã là người chia sẻ. Hana Nguyễn này có đơn sáng này. Chị nào mà sáng này có đơn á, mọi người báo dồn giúp em nhá. Chị nào sáng này có đơn thì chị báo dồn giúp em ha. Trời ơi, một con này tà dập ly. Một con tà tà này. Đỏ con này tà xếp ly giúp em ha. Rồi size M 50, à, con này cũng size S thôi. Size S thôi các chị, 40 tại 48 kg thôi. Chốt comment mã dập ly. Chốt comment cho em con này là mã dập ly mọi người nhá. 69k. 69k chị nào chốt comment mã dập ly giúp em mọi người nhá. Size S ha. 40 tại 48 kg mà ok. Rồi lên cho em con này mọi người.
Rồi áo em mặc hả? Rồi từ từ em lên luôn nhá. Rồi lên cho em là mã, mã dập ly đi mọi người, mã dập ly. Dập ly giúp em các chị hạ đổi cho em đi. Rồi lên mã dập ly cũng không thấy được luôn. Rồi dập ly cho em nha mọi người. Dập ly cho em 69 nhá các chị ơi, lên mã dập ly giúp em 69k, mã dập ly 69, mã dập ly 69. Rồi em lên luôn, đảo em đang mặc đây nha mọi người, đảo em đang mặc là xé. Cái này bao nhiêu đây chị? Đẹp lắm. Con này cho em là chất ngọc trai nè mọi người, kết bà nhá. Rồi tại luôn cái chị 69k, con này chất comment cho em là mã, mã mã đẹp đi. Đẹp cho em 69k mọi người nhá. Rồi dập ly ai chất dập ly. Rồi. Kim Hương mã dập ly 69. Rồi đỏ này cho em mọi người nhá, 69k luôn, chị nào chất comment mã đẹp. Đẹp kèm size S hoặc M. Đẹp cho em kèm size S hoặc M mọi người nhá, 69k thôi, lên mã đẹp cổ cho em kết bà đi. Đẹp nhá, kèm size S hoặc M cho em mọi người nhá, chốt comment mã đẹp 69k thôi mọi người, quá rẻ luôn. 69.000 lên mã đẹp cho em nhá, cố gắng nhá, chia sẻ like cho mọi người. Đẹp, đẹp này, đẹp cho chị Lan Trần một cam, đẹp em còn M. Đẹp M, đẹp xe M, ai chốt đẹp M này, đẹp M. Rồi, can canh đây đúng không các chị, em lên luôn nha mọi người, can canh này. Rồi, Lưu Dung RV, mấy con này xe gì, xe M hay L? M. Size M cho em một con dâu lụa nha mọi người nhá. Dâu lụa giúp em. Trời ơi con này đẹp mê luôn á. Size M nhá, chị nào 50kg đổ lại eo 72. Chất rất là đẹp luôn cho em mọi người theo hoa nhá. Rồi size M eo 72 đổ lại, chị nào chốt comment cho em là mã dâu lụa. Này bao nhiêu chị? Dâu lụa cho em mọi người nha. Rồi 130. 130.000 chị nào chốt comment cho em là mã dâu lụa 130 này. Dâu lụa cho em là size M mọi người nhá. Hàng dâu size M nói chung là ít lắm nhá. Rồi chị nào chốt comment cho em là mã dâu, dâu lụa, dâu lụa 130, dâu lụa 130, số xinh xỉn. Rồi dâu lụa chắc chị Thủy Phan này, dâu lụa chắc Thủy Phan 130. Dâu lụa chắc Thủy Phan cho em nhá, 130. Con xỉn luôn đó mọi người, em hết nhá, em hết dâu lụa. Rồi con vàng này cho em mọi người, vàng này cổ kết ngọc luôn này các chị ơi, vàng. Vàng này dành cho chị nào size M chốt nhá, size M chị nào chốt vàng, con này tương tự như con đỏ hồi nãy các chị. Rồi vàng nha mọi người nhá, mã vàng, vàng size M. Vàng size M 69 các chị ha, lên mã vàng, vàng M 69k. Vàng size M 69k kèm số điện thoại cố gắng nhá, đẩy view lên cho em nha mọi người. Rồi lên mã vàng. Vàng size M 69 các chị ơi, lên mã vàng. Vàng M, vàng size M 69k chốt mã vàng. 69 chốt Thủy Phan. Rồi vàng 69 chốt Thủy Phan. Rồi lên cho các chị mình con trắng này nhá. Trắng này em có mấy can luôn này các chị. Trắng này em có số lượng này. Rồi em có size M mọi người chốt comment mã trắng này. Trắng cho em mọi người nhá, trắng. Trắng 59k các chị ha. Trắng 59k cho em là kèm size hoặc M mọi người nhá. Chốt comment mã trắng. Chị nào lấy số lượng báo em nha mọi người nhá. Chốt comment mã trắng giúp em ha. Rồi lên mã trắng đây các chị ơi, trắng kèm size hoặc M. Lên cho em là mã trắng mọi người, mã đẹp nha. Hết rồi. Em hết rồi, hết, hết đẹp rồi. Rồi gọi không nghe máy. Trắng M cho Loan Trần. Rồi trắng M Loan Trần. Trắng M cho Hoa Năng nữa. Ồ em hết rồi hay sao ấy nè. Đây, trắng. Đây. Hana Nguyễn này. Rồi đây đây đây, cái này có Hana Nguyễn, cái này S rồi, cái này S rồi. Rồi trắng còn S thôi các chị. Trắng S là Đỗ Thị Thêm, trắng S Đỗ Thị Thêm rồi đơn sáng rồi. Ok chị nào có đơn sáng các chị cứ báo dồn giúp em nhá. Rồi 59k một áo thôi mọi người, chốt comment mã trắng này. 59k một áo thôi, chị nào chốt comment mã trắng giúp em nhá. Trắng em còn S thôi các chị, em hết M rồi. Trắng hết M rồi mọi người, trắng em còn S thôi, chị nào chốt comment mã trắng cho em mọi người nhá. Trắng là size S này. 59k thôi các chị ơi, 59k lên mã trắng ha. Rồi có màu vàng luôn mọi người, trắng S nha chị tính. Trắng S cho Lưu Dung này, chị Lưu Dung này. Trắng toàn năm tay. Hết trắng. Em hết trắng rồi các chị ơi, em hết trắng rồi. Rồi lên cho mọi người con hồng này nhá, hồng này nhiều này, hồng này kèm size SM luôn. Hồng cho em kèm size S hoặc M mọi người nhá, chốt comment mã hồng 59k luôn. Mã hồng cho em mọi người nhá, kèm size S hoặc M 59k một áo ạ, lên mã hồng. Mã hồng kèm size S hoặc M cho em mọi người nhá, 59k, chấm lên tương tác đi các chị ơi. Chấm lên tương tác cho em nhá, áo mẹ hở, rồi ok ạ. Rồi lên cho em là mã hồng đi mọi người ơi, hồng kèm size S hoặc M giúp em. Rồi trắng 52kg hả, em hết rồi chị, em hết trắng rồi. Rồi lên hồng cho em đi mọi người, 59k cho comment mã hồng. Hồng M cho Trang Nguyễn Thùy. Rồi, Trang Nguyễn Thùy, hồng của hồng mấy đâu rồi? Hồng S cho Hana Nguyễn. Rồi, hồng S cho Hana Nguyễn của cái hồng này đâu? Hồng cho Kim Hương, ở đi rồi rồi Kim Hương cái này phải không? Rồi nằm đâu rồi ạ? Đúng rồi, cái đấy mờ rồi nhá. Hồng, hồng cho em mọi người đợi em một tí. Đây hồng, đây đây rồi. Hồng mờ, hồng Nguyễn, hồng mờ cho hồng Nguyễn.
Rồi Hồng này không có bạn Hồng Nguyễn này này có gọi, lờ ơi, Hồng Nguyễn này một bịch to luôn, gọi không nghe gọi đâu này. Có được đâu, gọi 5 cuộc cái đó giờ còn gọi cấp hàng không có lờ luôn các chị ơi, Hồng này có lờ luôn. Sao trời. Rồi Hồng mơ này. Rồi đó, rồi hết luôn, hết Hồng nha. Sang Hồng Nguyễn nha chị nha, chị một cọc to luôn đó nha. Rồi Hồng còn S thôi, Hồng S này, Hồng S Nguyễn Hoa, Hồng S Nguyễn Hoa. Rồi Hồng S cho Nguyễn Hoa. Rồi em hết luôn, tay em đây nóng này. Được rồi, gọi mấy cuộc luôn. Gọi chị tổng 5 cuộc á, sáng nay gọi lại cho em máy. Đây em lên áo mẹ cho các mặt chất cho các chị này. Con này tay ngắn đấy, con này tay ngắn cho em mọi người nhá. Size L, rồi size L cho em mọi người. Ảnh nhũ này đẹp không, size L cho em mọi người nhá. Eo 76 bỏ lại cái chị chốt cho em mọi người nhá. Rồi xả lũ chị 150, 150 con này chốt có men tay ngắn giúp em nhá. Size L eo 76 đổ lại chốt này. Size L cho em eo 76 đổ lại các chị chốt cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã tay ngắn này, tay ngắn 150 kèm số điện thoại này, theo hoa kết đáy giúp em như này nha mọi người. Ảnh nhũ này xinh lắm luôn. Rồi ạ, size L nhá, eo 76 đổ lại mặc vừa. Chị nào chốt comment cho em con này là mã tay ngắn đi, tay ngắn giúp em mọi người nhá. Tay ngắn giúp em 150, tay ngắn cho em là 150 kèm số điện thoại ha. Lên mã tay ngắn chị ha. 52 con size L chị nhá, 52 tí mắc size L giúp em. Rồi một con đỏ lụa, một con dâu cho em đỏ lụa mọi người nhá. Size S mặc vừa 40-48 kính chốt comment đỏ lụa. Đảo lụa này sẽ ép mọi người nhá, đảo lụa 100, cái này 120 thôi, lên mã đảo lụa 120. Đảo lụa sẽ ép 120 mọi người ơi, chốt comment mã đảo lụa giúp em nhá. Size S 120 chỗ cổ này, rất là cưng luôn nha mọi người nhá. Lên mã đảo lụa size S 120. Chị mới vừa chốt lại đơn đi chị ơi. Đảo lụa sẽ ép 120 các chị ơi, lên mã đảo lụa nhá, đảo lụa S 120. Đảo lụa size S cho em 120. Rồi cái cách tân này tặng luôn cho các chị nhá. 39.000. 120 cho Trang Nguyễn Thùy. Rồi Trang Nguyễn Thùy mã đỏ lụa này, Trang Nguyễn Thùy mã đỏ lụa các chị cố gắng chốt cho em từ hai áo nha mọi người. Rồi ạ, à, size dành cho chị nào ạ, à, dưới 50kg chốt có men cách tân này, mã gấm tím đi, gấm tím cho em xả luôn các chị 39k thôi, lên mã gấm tím giúp em nhá. Gấm tím cho em 39.000 các chị ơi, lên mã gấm tím đây, gấm tím 39k nha mọi người nhá. Chị nào ạ, à, dưới 50kg chốt. Vân Ngô chỗ chị bên giao hàng họ không nhận đi đơn nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này là gầm tím các chị ơi. Gầm tím ấy, 39k chắc comment gầm tím giúp em. Gầm tím thì Tết Minh. Rồi gầm tím cho chị Tết Minh, gầm tím em còn. Gầm tím em còn chị nào chắc comment. Rồi gầm tím em còn luôn, 39k thôi mọi người nhá. Gầm tím size ở dành cho chị nào từ dưới 50kg thôi. Rồi ạ, à, Loan Trần có đơn, Loan Trần có gầm tím. Rồi em lên cho các chị về một con vàng cổ yếm. Màu này cho em màu vàng gì ta, màu vàng nghệ xinh lắm. Con này dây cho em cột cổ yếm nhá mọi người nhá. Dây này, dây này cổ yếm cho em như này nha mọi người. Rồi ạ, à, chị nào mặc size này, cái này như S thôi, size S thôi các chị, S thôi. Chị nào 40-48 ký mặc ok này, 40-48 ký mặc vừa. Con này chị nào chốt comment cho em cổ yếm đi, 69k lên cho em là cổ yếm 69. Ôi cái màu đẹp lắm luôn đó mọi người. Cổ yếm cho em 69k, S thôi các chị nhá. 40-48 ký các chị chốt này, 40-48 ký chị chốt cho em mọi người nhá. Lên mã cổ yếm giúp em, cổ yếm cho em mọi người nhá. Gọi chất đơn rồi nhưng mà ý là lúc mà bên anh tạo đơn á. Tuyết Minh lấy hai cái chị ơi. Rồi Tuyết Minh. Ừ. Chị một gầm tím nữa nha. Ok này, ok chị ở đâu? Cái này chứ. Cái này đi. Rồi ạ, à, rồi cổ yếm cho em mọi người nhá. Cổ yếm thì 69k. Cổ yếm cho em 69k. Đây này mọi người, xinh lắm luôn. Cổ yếm sẽ 69k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã cổ yếm giúp em. Cổ yếm sẽ 69k các chị ơi, lên cổ yếm. Cổ yếm nha mọi người. Thật. Rồi cổ yếm nha các chị ơi, chốt comment mã cổ yếm mọi người chấm lên tương tác đi. Thấy chị lên tương tác rất là kém luôn này. Chấm lên tương tác cho em nha mọi người ơi, chấm lên tương tác nha. Rồi lên hồng cho các chị này, một con hồng đậm. Hồng đậm này em có size luôn. Cổ này. Yếm của chị Loan Trần. Cổ yếm Loan Trần có áo mới size M. Áo mới size M hả? Ok có luôn chị ơi, theo dõi like nha. Rồi. Rồi con này cho em mọi người, mẫu này em có size S với size M, chị nào chốt comment mã hồng đậm. Hồng đậm cho em ạ, 59k kèm size S hoặc M mọi người nhá, chốt comment mã hồng đậm. Hồng đậm kèm size S hoặc M mọi người nhá, lên mã hồng đậm giúp em. Mã hồng đậm mọi người nhá, kệ đi. Hồng đậm cho em nha mọi người, kèm size S hoặc M cho em mọi người, 59k S thôi, cái đấy S thôi. Rồi cách tân 40kg khó luôn chị Liên Phạm ơi, cá luôn nhá. Rồi lên cho em mọi người nhá, mã hồng đậm kèm size S hoặc M. Đẹp xỉ luôn các chị, 59k thôi, 59.000 thôi các chị nhá. Lên mã hồng đậm giúp em, 59k hồng đậm. Hồng đậm cho em là 59.
thoại cho chị thôi. Lên phòng đặt giúp em. Rồi, đây. Lên cho mọi người màu này, màu gì? Màu xanh đen này. Xanh em đen. Gửi nhưng mà bên giao hàng họ trả lại chị ơi. Không có gửi được chị Vân Ngô ơi, chị hiểu mà không gửi được nhá. Hồng đậm mờ hả là ủa chị Loan Trần thì mẫu nào chị thấy chị. Chị mua về cho thôi sao về chị Loan Trần. Cái này cái con này nó bị lỗi dưới tà để mọi người về cái chị gấp like lên nhá. Cái này về mọi người gấp like lên giúp em xả lúc cái chị 99k thôi. Rồi 99k thôi mọi người nhá. Về gấp like lên giúp em rồi lên lỗi. Lỗi này size M mọi người, lỗi size M, lỗi size M 99k lên mã lỗi. Em biết đâu. Lỗi size M 99k mọi người nhá, chốt comment lỗi cho em. Lỗi. Rồi ạ, mua mặc hả? Mua mặc mà chốt vừa size S vừa size M chị. Chị mua nhiều là chị phải cao giúp em nhá. Rồi ạ, lên cho em mọi người nhá. Lỗi này, lỗi M 99k chốt comment lỗi. Các chị về chỉ cần gấp like lên cho em là được nhá. Về gấp like lên cho em là được mọi người nhá. Chốt comment lỗi cho em 99k, lỗi 99 này. Lỗi nha mọi người. Quyên lên số điện thoại nhá. Rồi ạ, Đinh Quyên chốt hàng kèm số giúp em. Rồi Hồng Động chị nào chốt comment. Hồng đậm chị nào chốt comment cho em nha mọi người nhé. Mã hồng đậm này 59k thôi. Hồng đậm là 59 nha mọi người. Thôi lỗi chốt chị khác đi. Chứ đợi cái chị lên số rồi. Rồi hết thanh xuân okay, luôn. Rồi nhá. Rồi Đinh Quyên này. Mọi người chốt mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng cho em đi. Rồi. Lên cho các chị một căn đảo hoa nổi này. Rồi đảo này cho em mọi người ép mặc vừa 40-48kg lên mã đỏ. 40-48 Trang Mai Trang. Trang Mai Trang hả? Hồng đậm mờ hả? Rồi. Ok này, Trang Mai Trang hồng đậm mờ. Rồi. Rồi nha mọi người chốt comment cho em con này là mã đỏ nhá. Mã đỏ. Rồi đỏ. Rồi chị cua Rang Mai Nguyễn ơi gọi chị thuê bao. Bên em gọi chị 2 ngày luôn thuê bao hết chị ơi. Rồi lên đỏ cho em này 59k chốt comment đỏ. Đỏ S thôi. Đỏ size S thôi mọi người ơi, đỏ này S thôi các chị, size S thôi. Rồi chốt comment mã đỏ 59.000 đỏ nhá. Đỏ 59k. Có mờ luôn á, đỏ kèm size hoặc mờ. Đỏ kèm size hoặc mờ cho em mọi người nhá. Rồi lên mã đỏ. Chị nhá, chị phải nhớ rõ đây là hàng thanh lý nha. Hàng thanh lý nha mọi người, rồi đỏ nhá. Đỏ kèm size hoặc mờ giúp em. Đỏ kèm size S hoặc mờ mọi người nha, có L đỏ luôn. Rồi S M L luôn mọi người kèm size giúp em đi. Lên mã đỏ kèm size. Rồi ạ, size M Đinh Quyên này, M này. M. M Đinh Quyên có S M L luôn các chị nhá. 59k lên mã đỏ kèm size đẹp lắm luôn các chị này. Rồi mã đỏ cho em nhá, kèm size SML mọi người, lên mã đỏ kèm size 59k thôi. Rồi 59k thôi mọi người nhá, đỏ S cho Nguyễn Phượng này, đỏ S cho chị Nguyễn Phượng. Đỏ S cho Nguyễn Phượng. Đôi này nghe máy nha. Đỏ M Trang Mai Trang. Đỏ M Trang Mai Trang, đỏ M Trang Mai Trang. Chị cua Răng Me Nguyễn ơi, đơn trước là gọi thuê bao chị. Gọi chị không có được. Gọi 3-4 ngày liên tục. Rồi. M này. Rồi Liên Linh. Ơi. Kèm size đi các chị ơi, kèm size đi. Hana Nguyễn là đơn sáng nhiều rồi nè. Hana Nguyễn đơn nhiều các chị ơi. Rồi M. M này. Chị Liên Linh nha, kèm size giúp em đi chị ơi. Kèm size, cái này M này, cái này S này. Đó, ai chốt này. Rồi nha mọi người ơi, em lên cho các chị một con vàng này ha. Rồi đỏ L Lại Thuận này, đỏ L cho Lại Thuận. Đỏ S cho Huỳnh Ngọc đi. Đỏ S Huỳnh Ngọc, ok. Đỏ L Lại Thuận, mọi người chốt cho em đủ đơn. Các chị cố gắng chốt cho em đủ đơn nha. Chốt đủ đơn cho em. Rồi con này dành cho chị nào mà size này. Liên Linh chốt hàng với số điện thoại nha chị ơi. Size S mặc vừa chốt comment mã vàng đi ạ. À. S mặc vừa lên mã vàng. Đây S đây. Rồi. Đỏ ủa em vứt rồi. Có một cái L thôi. Một cái size L thôi. Rồi ạ, à, chị nào chốt này comment lên cho em cái này là mã vàng mọi người nhá. Mã vàng, rồi vàng. Vàng 59k lên mã vàng. Ủa mới vứt hai cái mà. Vàng nha mọi người. Cái này là trên này. Mình mới nhét cho ai á. Rồi vàng 59k mọi người nhá. Chốt comment mã vàng. Vàng 59. Chốt vàng cho em. Lên mã vàng. Vàng 59k. Lên cho em là mã vàng báo L đó. Vàng cho em nha mọi người. Vàng. Vàng ha. Liên Linh hả? Phần là sau mất rồi chị. Rồi đỏ mờ em hết rồi chị ơi. Đỏ mờ em hết rồi. Hồng hả? Hồng nào? Hồng S là hồng nào ta? Hồng đậm hả chị? Mai Mai Hoàng. Hồng đậm đúng không? Hồng S đậm này cho Mai Mai Hoàng. Hồng S đậm này. Hồng đậm S cho Mai Mai Hoàng này. Ok. Hồng đậm S cho chị Mai Mai Hoàng. Rồi lên xanh tá hạng hẹn cho mọi người này. Cố gắng chấm lên tương tác nha. Chia sẻ like cho em nha mọi người. Rồi con này dành cho chị nào mặc size M thôi. Size M 50kg trở lại eo 72. Con này là 4 tà cho em mọi người nhá. Xanh đà cho em 4 tà. Chị nào ạ 50kg trở lại eo 72 chốt.
Rồi eo 72 đổ lại chốt cho em con này mọi người nhé. Chốt comment mã xanh đá này. Xanh đá cho em các chị nhá. Xanh đá cho em này 170. Xanh đá cho em 170 kèm số điện thoại lên mã xanh đá giúp em 170k. Xanh đá 170 kèm số điện thoại ha. Lên mã xanh đá cho em. Linh chốt hàng và kèm số điện thoại nhá. Lựa mã khác, mã kèm size và kèm số điện thoại trên cùng trên một dòng mới lên đo được nhá các chị ơi. Rồi, em còn vàng các mọi người, em còn mã vàng. Em còn là mã vàng. Em còn mã vàng. Rồi lên cho các chị nhìn tím này. Lên cho các chị nhìn một con tím này nhá. Rồi chấm lên tương tác đi các chị ơi. Xanh đá là size M, xanh đá M nhá. Rồi S mặc vừa 40 tại 48 kg lên mã tím cho em 59k. S mặc vừa 40 tại 48 kg ha. Lên cho em cái này là mã tím các chị nhá. Rồi tím cho em 59k kèm số điện thoại này. Lên cho em là mã tím nhá. Mã tím 59k các chị ơi. Chốt comment mã tím này. Tím 59k kèm số điện thoại nhá. Lên mã tím giúp em ha. Tím sẽ S 59 ạ. Rồi tím cho em sẽ S mọi người 59k. Chốt comment mã tím này. Rồi chị nào chốt comment mã tím giúp em mọi người nhá. Mã tím. Tím size S 59k các chị ơi. Lên mã tím ạ. Chị nào chốt comment mã tím giúp em. Tím size S nha mọi người. Lên mã tím ha. Tím S 59. Tím S 59. Rồi một con hồng kim sa này. Hồng cho em kim sa. S mặc vừa luôn. 40 tới 48 kg mặc ok. Đơn từ 80.000 là đủ đơn đấy các chị. Rồi con này chốt comment cho em là mã kim sa mọi người. Mã kim sa. Kim sa xả các chị 69k. 69k lên cho em là mã kim sa mọi người nhá. S mặc vừa lên kim sa 69 này. S mặc vừa lên cho em là mã kim sa 69k mã kim sa. Kim sa cho em 69k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã kim sa. Đem lên cho mọi người một con hàng mới nhá. Lên cho các chị mình một con hàng mới nhá. Màu này màu vàng đồng theo này kim sa luôn. Rồi ạ, à, size L chốt cho em con này mọi người nhá. Size L. Rồi kim sa của Đinh Quyên rồi. Rồi con này chị nào chốt comment vàng đồng mọi người. Hàng mới cho em các chế nhá. Hàng mới 100% luôn. Size L 55kg đỏ lại eo 76 mã ok. Lên mạng vàng đồng cho em nhá. 159k. 159k. Chốt comment cho em con này là mã vàng đồng 159 kèm số điện thoại. Lên mã vàng đồng cho em mọi người nhá. Vàng đồng 159k. Vàng đồng 159 kèm số điện thoại. Chị nào size L chốt cho em nhá. Ui đẹp lắm luôn. Size L chốt mọi người nhá. Lên mã vàng đồng 159k vàng đồng. Vàng đồng 159 kèm số điện thoại nha. Em thấy chị Hằng Nguyễn này. Vàng đồng này là size L mọi người. Vàng đồng L. Trời ơi Hằng Lê chị nghe em đọc sai rồi chị nhá. Rồi vàng đồng nha mọi người. Vàng đồng. Vàng đồng. Vàng đồng có size ML á nhá. Vàng đồng em có size ML. Chị nào chốt comment vàng đồng kèm size M hoặc L giúp em mọi người. Cái này là size ML. Có size ML. Rồi M cho Đinh Quyên này. M cho Đinh Quyên 159.000 nhá mọi người. 159k lên mã vàng đồng kèm size M hoặc L. Vàng đồng cho em kèm size M hoặc L. Ủa sao chiều nay tương tác kém vậy ta. Rồi vàng đồng cho em kèm size M hoặc L đi mọi người. Chốt comment vàng đồng nhá. Đinh Quyên ơi chỉ lấy M hay lấy L chị ơi. Size kèm size. Kèm size giúp em. Rồi lên cho mọi người một con trắng theo ruy băng. Rồi lên cho mọi người một con trắng theo ruy băng này các chị ơi. Chấm lên tương tác đi mọi người. Em thấy chị mắng này. Rồi trắng theo ruy băng cho em nhá. Con này chị nào ép mặc vừa 40 tại 48 kg đấy. Lên mã trắng cho em mọi người. Mã trắng ạ. À, có mấy áo thôi. Rồi trắng. Trắng kèm size. Có L luôn. Trắng kèm size cho em mọi người. Có SML. SML đi ạ. À. 3 4 áo gì đấy thôi các chị ơi. Lên mã trắng kèm size SML. Trắng kèm size SML cho em mọi người nhá. 59.000 một áo thôi. Rồi 59k một áo thôi. Rồi trắng L cho chị biến nhớ ạ. Trắng L cho biến nhớ. Rồi trắng em còn chị đang chắc comment hết L rồi. Rồi trắng nhá. Trắng trắng còn SM mọi người nhá. Trắng 59k. Rồi trắng size S này cho chị Thủy Phan này. Trắng S Thủy Phan. Trắng L lên linh hả? Hết rồi chị. Hết rồi. Linh chốt hàng chốt mã kèm số đi ạ. À. Trắng M cho chị Nguyễn Miễn. Rồi trắng M Nguyễn Miễn. Em còn trắng M luôn. Trắng M em còn trắng M luôn các chị. Em còn trắng M luôn. Nguyễn Miễn là giờ có đơn xá. Em tay. Trắng mờ hả? Tâm Tỷ hả? Tâm Tỷ sáng nay chưa có đơn chị. Có hả? Có hả? Rồi ok, trắng mờ cho Tâm Tỷ này. Ok. Rồi à, con này chị nào chốt comment hồng đi mọi người. Hồng. Hồng này cho em mọi người nhá. S mặc vừa thôi lên hồng 59k hồng. S mặc vừa mọi người nhá, lên hồng 59k chốt comment mã hồng. Mã hồng sẽ S 59 mọi người, hồng. Hồng cho chị Nguyễn Hiếu một con, hồng Nguyễn Hiếu một con. Rồi M hả? M eo 72 chị ơi, trắng lời em hết rồi. Rồi lên hồng cho em đi mọi người. Hồng nhá, hồng em còn một. Hồng cho em 59k còn một áo này các chị ơi. Lên mã hồng.
Hồng nha mọi người, chốt comment hồng, hồng cho Mai Mai Hoàng. Hồng cho Mai Mai Hoàng, em hết hồng luôn. Rồi, em hết hồng luôn nha mọi người. Đây cho các chị vàng. Vàng này em có đúng một con này thôi. Rồi vàng này cho em mọi người, ép bạc vừa lên mã vàng này. Ép bạc vừa 40-48kg lên mã vàng cho em nhá, 59k. Vàng cho em 59k kèm số điện thoại mọi người nhá. Sao ép là mang vừa 40-48kg bác ok nhá. Lên mã vàng các chị ha, chốt comment mã vàng này. Rồi vàng cho em 59k mọi người nhá. Lên mã vàng, 59.000 vàng. Vàng 59k, hồng em chốt rồi chị Mai Mai Hương ơi. Hồng em chốt rồi nha, em còn vàng, em còn là mã vàng mọi người. Chốt thì comment lên cho em là mã vàng mọi người nhá. Vàng lên cho các chị một con gấm đấy. Gấm, gấm này sẽ ép thôi. Gấm này cho em sẽ ép thôi mọi người. Chấm lên tương tác nha. Các chị chấm lên tương tác nha, em còn mã vàng. Rồi gấm đỏ, gấm đỏ này ép mặc vừa luôn. 40-48kg mặc ok. 40-48kg mặc vừa. Hồng đấy em hết rồi, để em lên hồng khác cho. Rồi gấm đỏ cho em đi mọi người. Ồ gấm đỏ này là 4 hả? Gấm đỏ cho em mọi người, xả luôn cái chị 69k đi ạ. 69k lên gấm đỏ. Gấm đỏ sẽ ép 69 nha các chị ơi. Lên mã gấm đỏ cho em nhé, sẽ ép mặc vừa. 69k lên gấm đỏ ép 69 ha. Gấm đỏ sẽ ép 69k mọi người nha. Lên mã gấm đỏ. Gấm đỏ này thanh tâm đạn. Thanh tâm đạn này từ nghe máy giúp em nha chị ơi. Cái kìa. À vậy hả. Rồi ok này, vàng hả. Vàng ép này, đào fan. Đào fan có số trên, rồi ok. Rồi một con đảo ngọc che mọi người, ép mặc vừa, lên mã đảo ngọc, đẹp chưa ạ? Đảo ngọc che mọi người nhá, đảo ngọc này là 59k luôn, lên mã đảo ngọc. Đảo ngọc nha mọi người, 59k hả? Vàng đào fan rồi, em hết vàng rồi. Rồi ok chị lại thuận chưa đủ đơn đâu. Rồi lên cho em con này mọi người nhá, mã đỏ này, đỏ ngọc nhá, 59k. Chốt cho một áo đi chị ơi. Đỏ ngọc 59k cho em là sẽ ép mọi người nhá, lên mã đỏ ngọc, đỏ ngọc ép. Đỏ ngọc sẽ ép 59 nhá các chị ơi, lên mã đỏ ngọc, em hết gấm đỏ rồi. Em hết gấm đỏ rồi. Rồi đỏ ngọc 52kg vừa không hả? Không vừa rồi chị. Không vừa. Rồi không vừa, size 52kg mắc L đi chị. Rồi tâm độ thanh được. Rồi ok, tâm độ thanh này, đỏ ngọc cho tâm độ thanh. Để tai nào, đỏ. Đây. Đỏ này khác nè. Ờ, cái này đỏ ngọc luôn này. S luôn, đỏ ngọc S này. Đỏ ngọc S cho đào fan. Đỏ ngọc S cho đào fan dồn. Ok, đỏ ngọc S cho đào fan. Rồi em lên cho mọi người một con hoa nổi này. Con này theo hoa. Con này theo hoa cho em mọi người nhá. Hoa nổi con này 69k. 69k con này chị nào chốt comment cho em là mã hoa nổi cái chị ha. Hoa nổi 69 S thôi. Rồi S mặc vừa mọi người, 40-48kg lên hoa nổi 69 này. Đẹp chưa? Hoa nổi 69k mọi người, ép mặc vừa là chị nào 40-48kg này. Trang ngân một bọc tao gọi đâu có được đâu. Rồi à, lên cho em con này mọi người nhá. Mã hoa nổi cái chị ơi, hoa nổi. Hoa nổi cho em 69k kèm số điện thoại mọi người nhá. Ép chốt 40-48kg này. 40-48kg các chị chốt cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã hoa nổi, mã hoa nổi. Hoa nổi cho em mọi người nhá. Tìm ngọc 52kg cho chị với hả? Ngọc mà 52kg hả? Mọi người theo dõi like giúp em đi. Các chị theo dõi like cho em đi mọi người. Cái nào em đọc sai L thì chị chốt nhá. Cái nào em đọc L thì chị chốt nhá. Đây đỏ ngọc em còn, chị nào chưa chốt được. Đỏ ngọc sẽ ép em còn. Gọi đâu có được đâu mà đi đơn chị Trang Ngân. Rồi ạ, à, đảo ngọc sẽ ép em còn, chị nào chốt comment. Đảo ngọc ép em còn, chị nào chốt này comment nhá. Rồi, đây lên cho mọi người cách tân. Cách tân này cho em mọi người, dưới 50kg thôi. Dưới 50kg các chị chốt cho em mọi người nhá. Dưới 50kg chốt Nguyễn Biển. Rồi, đảo ngọc cho Nguyễn Biển. Đảo ngọc cho Nguyễn Biển, 59k, ok. Rồi, hoa nổi hả? Hoa nổi này, hải quân chốt hàng kèm số cho em đi chị ơi. Hải quân chốt hàng kèm số này. Rồi à, con này chị nào chốt comment mã cách tân. Cách tân cho em mọi người, dưới 50kg chốt comment cách tân 39.000. 39k chốt comment mã cách tân cho em mọi người nhá. Cách tân 39 ạ. Cách tân cho em 39k kèm số điện thoại mọi người nhá. Dưới 50kg các chị chốt ha. Rồi dưới 50kg chốt cho em mọi người nhá. Lên mã cách tân 39k. Cách tân cho em 39k kèm số điện thoại mọi người. Lên mã cách tân giúp em nha. Cách tân 39. Cách tân. Rồi hai cách tân chị Tích Minh. Tích Minh là đơn nhiều cọc giúp em nha chị ơi. Tích Minh đơn nhiều cọc nha. Rồi ok Hải Quân, hoa nổi cho chị Hải Quân. Hải Quân chốt cho em đủ đơn luôn nha. Cách tân em còn, chị nào chốt cứ comment giúp em nha. Rồi lên cho các chị đen trắng này.
Trên trắng này size S mặc vừa mọi người. 40 tờ 48 ký chốt này. 40 tờ 48 ký chốt cho em mọi người nhá. 59k chốt comment mã ren trắng này. Ren trắng cho em 59k. Ren trắng cho em 59k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã ren trắng 59. Đơn chiều nay đơn sáng nay là chị nhá. Rồi, chắc nhiều lắm nha. 8 áo rồi. Rồi ạ, à, trắng ren cho chị Thanh Tâm Đặng này, 59 luôn. Trắng ren cho chị Thanh Tâm Đặng hết 59k đây tổng tâm tất cách tâm hồng này để xinh các chị. Cách tâm hồng này xinh này mọi người. Có nhiều này. Em hết ren trắng rồi, em hết ren trắng rồi các chị. Rồi cái này lửng này mọi người, cách tân lửng này, đẹp lắm luôn. Cách tân hồng cho em mọi người 50 ký thổi lại các chị chốt nha. 50 ký thổi lại mọi người chốt cho em mọi người nha, cách tân mã cách tân hồng. Cách tân hồng cho em xả 39 luôn, lên mã cách tân hồng giúp em. 39k là mã cách tân hồng mọi người nhá, cách tân hồng 39. Đồng mã cho em con này là cách tân hồng mọi người nhá. Lấy cái đảo ngọc luôn hả để con biết còn không á. Hình như em hết đảo ngọc để bạn đi chị. Rồi để em lên mẫu khác cho nha. Rồi cách tân hồng cho em 39k mọi người, cách tân hồng. Cách tân hồng nha mọi người. Cách tân hồng. Hàng thanh lý cho mọi người, hàng đã qua sử dụng nhá, hàng đã qua sử dụng ta. Không chốt được bỏ ngọc thì chốt bỏ này cho em này. Bỏ này comment cho em là mã hoa nổi đi. Hoa nổi cho em là mọi người, size S mặc vừa 40 tới 48 kg lên hoa nổi này. 40 tới 48 kg mặc vừa nhá. Con này lên hoa nổi hả? Anh nặng quá. Hình như là không gọi được. Anh nặng này gọi cũng được nha chị ơi. Chị ánh nặng bên em gọi chị không được này, gọi hai hôm luôn. Rồi hoa nổi này, một con cho chị Hải Quân. Hoa nổi Hải Quân một con, hoa nổi em còn. Rồi hai cách tân trắng hả? Hai cách tân trắng hả? Cái tân trắng là cái tân hồi nãy hả? Đây. Hai cái tân trắng này. Của chị nào đây? À, Nguyễn Thảo này, ok. Rồi ạ, à, rồi lên cho em mọi người nhá. Hoa nổi cho em 59k thôi. Hoa nổi là 59k sẽ cho mọi người 48 ký đổ lại các chị chốt nhá. 48 ký thảo lại chốt nha. Cách tân hồng ạ, à, Đông Nguyên chốt hàng kèm số cho em chị ơi. Gọi chị Đông Nguyên chốt hàng kèm số, gọi chị 2 hôm. 3 hôm luôn á. 3 hôm là 6 cuộc. Gọi 6 cuộc đâu nghe máy đâu. Mà chị đâu gọi. Rồi chốt hàng mã kèm số cho em chị Nghĩa Lê ơi. Chốt hàng mã kèm số nhá. Cách tân hồng cho Đông Nguyên. Cách tân hồng mà em chốt chị Đông Nguyên. Mọi người cố gắng chốt cho em đủ đơn hàng là từ 80k. Đông Nguyễn này, rồi Nhàn Hạ Thị Thanh này chốt hàng kèm số đi mọi người. Hoa nổi cho chị Đào Phan một con. Hoa nổi cho Đào Phan một áo này, 59.000 một áo thôi các chị. 59k một áo thôi mọi người, ok này. Rồi. Rồi chị nào chốt nữa comment giúp em mọi người. Hoa nổi 59k kèm số điện thoại. Nghĩa Lê hả? Nghĩa Lê chốt mã gì? Chốt mã kèm số điện thoại kèm size trên cùng một dòng giúp em đi. Nghĩa Lê hoa nổi này. Mã kèm size kèm số điện thoại là ở trên cùng một dòng giúp em nha mọi người nha. Rồi ạ, hoa nổi cho chị Nghĩa Lê, chốt cho em đủ đơn này, 59k thôi. Hoa nổi cho chị Nhàn Hạ Thị Thanh này, 59 luôn này. Các chị chốt cho em đủ đơn là từ 2 áo nha mọi người nhá. Chốt từ 2 áo giúp em. Đây, đây con này. Mọi người muốn nu. Nu cho em mọi người nhá, nu. Rồi ạ, à, không có ML đâu chị xòe Vũ Thị ơi. Không có ML, em chỉ có hoa nổi là sẽ ép thôi. Nhá, lấy thì ok. Lấy thì ok, thích tâm váy. Rồi, ép mặc vừa mọi người. Ép mặc vừa, cái này chị nào chốt comment nu theo đi các chị. Mã nu theo. Rồi cách tân hồng còn. Rồi Mai Oanh này, cách tân hồng cho Mai Oanh này, chốt cho em đủ đơn. Cách tân hồng Mai Oanh. Rồi hoa nổi Nhàn Hạ Thị Thanh em chốt rồi chị ơi nhá. Rồi size M đỏ Linh Cao chốt mã gì ạ? À? Nghĩa Lê. Nghĩa Lê mặc M giúp em chị. Lưu theo cho em mọi người nhá. 59k kèm số điện thoại sẽ S thôi. 40 tự ổn tàn ký em không chốt đơn cho Thanh Ngân nữa nhá. Nếu muốn chốt đơn thì vào inbox trang bay em chị ơi, hoặc là Zalo nha. Rồi ạ. Rồi nu theo cho em mọi người nhá. Nu theo rồi hoa nổi không có L đâu. Hoa nổi em chỉ có size S thôi mọi người. Rồi lên cho em cái này là mã nu theo các chị nhá, mã nu này, nu sẽ S mọi người, 59k lên nu. Nu S 59 nhá, chốt comment mã nu, nu sẽ S ha, 59k. Nu size S 59k mọi người nha. Đây em lên cho các chị này còn sót một con này. Con này hàng mới đấy. Con này cho em là hàng mới là mọi người. À. Rồi các chị thích size ta thì em sẽ lên hàng mới cho các chị nhá. Lên xem các chị hàng mới ha. Rồi size M này 50kg thỏ là eo 72. Rồi 50kg thỏ là eo 72. Nu S cho chị Lưu Dung. Rồi lên cho em cái này là mã xanh cổ vịt mọi người nhá. Con này theo cho em mọi người nhá. 119k là hàng mới đấy. Chốt comment cho em là mã xanh cổ vịt các chị ha. Xanh cổ vịt 119 size M.
Rồi 50kg thổ lại eo 72, hàng mới 100% cho em các chị nhá. Rồi lên cho em là mã này xanh cổ vịt các chị ơi, xanh cổ vịt cho em 119k. Kèm số điện thoại luôn cho em mọi người nhá. Con này là size M. Rồi size M cho em mọi người nhá. Size M lên mã xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt size M mọi người nhá. Xanh cổ vịt cho em là size M. Xanh cổ vịt size M. Số Zalo hotline trên tường cho em chị ơi. Hoặc là xanh cổ vịt trang bay cho em nhá. Em mới chốt đơn chị ơi. Rồi xanh cô ban này. Linh Quyên đơn nhiều rồi nhá chị nhá. Ồ con này hàng kim sa. Con này cho em là hàng kim sa mọi người nhá. Xã XL chốt. XL chốt cho em con này mọi người nhá. Eo 80 đổ lại lên mạng xanh cô ban. Trời ơi đẹp lắm luôn. 159k lên mạng xanh cô ban 159 này. Xanh cô ban cho em 159 mọi người nhá. XL chốt eo 80 đổ lại. 60kg thỏ lại eo chị là 80 nhá. Lên mạng xanh cô ban cho em các chị ha. Rồi mã xanh cô ban cho em là 159 kèm số điện thoại lên mạng xanh cô ban cho em mọi người nhá. Linh Quyên ơi chị cọc cạc cho em thì em chốt tiếp nha. Không em dừng lại nhá. Rồi lên mã xanh cô ban đi mọi người. Xanh cô ban chị nào cho đơn mà trên 500.000 các chị cọc trước đi. Rồi à, lên mã xanh cô ban mọi người nhé. Xanh cô ban 159k. Xãy cái lời chốt eo 80. Xãy cái lời chốt cho em mọi người nhé. Eo 80 đổ lại chốt này. Eo 80 đổ lại chốt cho em mọi người. Mã xanh cô ban. Hả? Cái size nào cũng chốt hết. Rồi em lên cho mọi người màu này. Màu này màu gì? Cam đất à? Lên cho các chị màu cam đất theo này. Mẫu này em có size L thôi. Rồi xanh cô ban em còn mọi người. Xanh cô ban em còn. Chị Linh Quyên ơi đơn chị nhiều cọc giúp em thì em mới chốt tiếp nha. Chứ thấy size nào chị chốt này. Rồi size L cho em mọi người. Eo 76 mặc ok. Mã cam đất này theo. Vải đẹp lắm luôn mọi người. Cái này về các chị nhận hàng bao mê cái chất vải đấy luôn á. Rồi size L cho em mọi người. Eo 76 mặc ok ha. Ok chị Hoa lại cho đi trẻ ơi. Rồi ạ, à, size L 55kg đổ lại eo chị nào 76 mắc ok ha. Rồi lên cho em cái này là mã cam đất mọi người, 119k. Xanh cô ban chị Nguyễn Nguyệt. Rồi xanh cô ban chất Nguyễn Nguyệt này. Rồi lên cho em cái này là cam đất mọi người nhá. Cam đất size L 119k là size L. Là size L cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã cam đất nha mọi người nhá. Cam đất size L 119k. Hàng mới cho em mọi người nhá, hàng mới hàng theo. Hàng mới cho em là theo mọi người nhá. Lên mã cam đất này. Cam đất size L 119k lên mã cam đất ạ. Cam đất nha mọi người, chờ cái tân váy. Hết rồi. Cái tân váy đây, để em lên cái mẫu này cho mọi người luôn này. Rồi cam đất cho mọi người nhá, mã cam đất. Cam đất đây, cái tân váy em còn ít thôi, còn tầm 1 2 bộ chỉ đấy thôi. Xanh cô ban 55kg vừa không em? Em hết rồi chị. Em hết rồi chị. 2XL. 2XL con này chị nào chốt comment váy đỏ đi. Cách tân cho em là liền váy luôn như này mọi người nhá. Cách tân này là liền váy cho em như này luôn mọi người nhá. 2XL chốt eo 85 đổ lại và vừa. Eo 85 đổ lại là mặc ok mọi người nhá. Lên cho em là váy đỏ. Váy đỏ cho em mọi người 99k mới luôn cho em ha. Rồi 99k chị nào chốt comment cho em là váy đỏ. Rồi ạ, à, cam đất cho chị à, yêu một người thật khó đấy. Một con này. Cam đất em còn một. Cam đất Meoka hả? Meoka hình như có mua hàng hay sao vậy? Rồi Meoka này, váy đỏ em hết rồi. Váy đỏ em hết rồi. Rồi, ủa, đâu, từ từ. Váy đỏ đây, váy đỏ cho chị Trần Bình một con. Váy đỏ là 99k mọi người nhá. Váy đỏ 99k này, chốt Trần Bình một con. Vứt lộn. Rồi, váy đỏ này của Trần Bình nè. Váy đỏ Trần Bình một con. Váy đỏ em còn. Váy đỏ em còn, con chị nào chốt comment 99k thôi. 99k thôi mọi người nha. Rồi váy bao bì không có được gì. Mẹ em bán áo dài mà. Rồi đây lên váy hồng cho mọi người. L, M, L. Trần Bình có đơn rồi nha. Trần Bình có đơn. Trần Bình có váy đỏ này. Váy đỏ em cần một á. Chị nào chốt comment. Rồi ok. Rồi đây à, em lên cho mọi người này. Ôi. Cách tân hồng. Cách tân hồng. Con này comment cho em là váy hồng đi. Rồi váy hồng cho em mọi người. Váy hồng cho em kèm size ML. MLXL lên cho em là váy hồng. Cái này là nó rờ ấy mọi người. Cách tân mà nó rờ chân váy rờ giúp em nhá. Rồi ạ, à, váy hồng cho em mọi người nhá. 99k lên váy hồng giúp em kèm size. Rồi. Cách tân hồng 39. Cách tân hồng là 39 chị ở đâu á? Cái nào chị chốt cái nào chị ơi? Rồi váy hồng này là cho em là 99k mọi người, hàng mời nhá. 99k lên cho em là váy hồng kèm size MLXL. MLXL cho em mọi người nhá. Váy hồng kèm size. Váy hồng cho em mọi người nhá. Size L cho chị Hoa Lán ấy.
Size L chất hoa là nhá, 99k thôi mọi người nhá. Quá rẻ luôn, nhanh tay cho em. Em cần mấy bộ thôi. Em cần mấy bộ thôi, chị nhận hàng được đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hương Võ này. Em cảm ơn chị Hương Võ nhá. Rồi nhanh tay giúp em mọi người nha. Comment lên cho em là mã váy hồng, váy đảo cho Hương Lê một can. Váy đảo cho chị Hương Lê một can này. Ok. Rồi váy hồng cho em kèm size ML XL. ML XL. Có 2XL cho mày. Ừ. Rồi ạ, à, váy hồng nha, kèm size đi chị Tân Đào ơi. Váy hồng L. Ánh bạn hở, để ý máy giúp em nha chị Ánh bạn ơi. Bên em gọi chị hôm qua gọi cũng không được này. Tân Đào kèm size, Tân Đào kèm size 99k một set như này mọi người nha. Lên váy hồng 99k, váy hồng kèm size M. Còn M với 1X thôi, em còn M với 1X thôi, nhanh tay giúp em. Áo này chất gấm á mọi người nha, chất gấm này. Áo này chất gấm mà gấm kiểu gấm mềm đó mọi người. Tân Đào ơi, kèm size cho em chị ơi. Rồi chị Tân Đào kèm size giúp em. Tân Đào kèm size cho em nha. Đây, trời ơi. Lên cho mọi người một con này. Size L hả hết luôn. Size L, em... Tân Đào. M, cái đấy M. Rồi ok Tân Đào. Ok chị Tân Đào nha. Còn hình như là còn giữ đơn. Váy đỏ 2X em hết rồi chị. Em hết váy đỏ 2X rồi, để em lên váy khác cho mọi người. Rồi kim sa đỏ cho em con này mọi người nhá. Kim sa đỏ 2XL. Eo chị Đào 85 độ lại chốt này. 65kg thổ lại nha chị ơi. 65kg thổ lại eo 85 hết rồi. Hết váy đỏ rồi, để em lên váy khác cho. Rồi 65kg thổ lại eo chị Đào 85. Chốt comment kim sa đỏ cho em con này mọi người. Rồi kim sa đỏ cho em là 159k nha mọi người, con này hàng mới luôn. 159k chị nào chốt comment kim sa đỏ 2XL chốt ha. Rồi 2XL chốt mọi người, chốt đúng mã cho chị em ơi là cái mã gì thế. Rồi à, lên cho em là mã kim sa đỏ nha mọi người nhá. Kim sa đỏ 159k. Kim sa đỏ 159 và kèm số điện thoại. Kim sa đỏ. Đấy em mới lên 2XL đấy. Kim sa đỏ cho Trần Bình. Kim sa đỏ cho Trần Bình. Mọi người chốt chắc chắn giúp em nha. Đây, lên cho các chị váy này. Váy này comment hoa vàng đi. Váy này hoa vàng cho em mọi người. Em có size M với 2X này. Bóc phải xe ta rồi. M với 2XL cho em mọi người nha. Em còn đúng hai váy thôi. Em còn đúng hai váy thôi. Con này là liền luôn cho em mọi người nhá. Cách tân liền váy luôn cho em như này. 99k chị nào chốt comment mã hoa vàng kèm size. Hoa vàng kèm size M hoặc 2XL cho em mọi người 99k. Nhanh tay giúp em. Rồi lên cho em con này là mã chị hoa vàng. Chị ơi, em không kết bạn được đâu. Rồi hoa vàng mọi người nhá. Hoa vàng kèm size cho em mọi người M hoặc là 2XL 99k mọi người nhá. 99k M và 2XL mai của. Rồi nha mọi người, 99k kèm size, kèm size, kèm size, kèm size. Hoa vàng M và 2X cho Mai Oanh. Mai Oanh này, hết luôn. Em hết rồi, em hết rồi. Cái này hoa xanh đi, con này mềm vàng hoa xanh. Con này mềm vàng hoa xanh này. L 1XL. L với XL cho em mọi người nhá. L XL, comment cho em con này là hoa xanh đi mọi người, tay này. Con này là mềm vàng hoa thiết hoa xanh mọi người nhá. Cách tân cho em liền váy luôn. Hết hoa vàng rồi mọi người, comment cho em hoa xanh đi. Hoa xanh kèm size L hoặc XL 99k luôn, lên mạng hoa xanh giúp em. Hoa xanh kèm size mọi người nhá, 99k. 99.000 em sẽ báo giá trên từng áo luôn mọi người nhá. Rồi chốt comment cho em là mạng hoa vàng để hoa xanh đi các chị. Hoa xanh giúp em kèm size, hoa xanh kèm size. Hoa xanh cho em mọi người nhá, L hoặc là 1XL, à, L. Đúng không ta? L 1X đó. L hoặc XL. L hoặc XL cho em mọi người, L. Xanh L cho Phương Vũ Minh. Rồi Phương Vũ Minh em còn 1X chị, em còn 1X nha. Em còn 1X thôi nha. Đây xả nốt này, còn cách tân váy em còn 1X em xả cho hết các chị nha. Rồi trắng, váy trắng các chị ơi. Váy trắng em còn size L thôi, comment váy trắng giúp em 99k luôn. Váy trắng trên size L mọi người nhá, liền váy luôn này, lên mạng váy trắng các chị ha. Váy trắng size L 99k kèm số điện thoại mọi người nhá, đẹp xỉu luôn này. Rồi lên cho em là váy trắng nhá, size L 55kg thổ lại cho chị nào 76 chốt nha. Rồi lên cho em cái này là mã chị được hoa xanh không? Còn size XL thôi. Còn XL thôi chị, hoa lá ơi. Ưng thì mặc rộng một xíu cũng được mà. Mấy cái nói chung là mấy cái hàng cách tân như này không cần để mặc phải quá ôm người đâu mọi người nha. Mặc rộng xíu cho đẹp. Rồi lên cho em cái này mã trắng đi mọi người. Váy trắng ha. Váy trắng trên size L mọi người nhá. 99k em còn đúng hai con thôi. Còn đúng hai áo thôi mọi người nhá. Còn đúng hai váy thôi. Chắc comment cho em là váy trắng đấy. Váy trắng giúp em mọi người size L 99k. Chắc có comment mã váy trắng. Váy trắng size L cho Mai Lâm. Có một rồi. Đơn gọi không nghe máy này. Mai Lâm có một đơn gọi không nghe máy. Đơn này cố gắng để ý máy giúp em nha chị Mai Lâm ơi. Váy trắng cho chị Maria Nguyễn này. Phải không? Đúng rồi, Maria Nguyễn này.
quay sang đấy dự bị cho Trần Nhung đi. Chị Trần Nhung được dự bị nhá chị ơi. Trần Nhung được dự bị nhá. Rồi lên cho các chị nhìn hồng theo nha. Em lên chậm người con hồng theo này. SML 1X SML SML XL hồng theo các chị ơi. Hồng theo này là hàng mới luôn cho em mọi người nhá. Hồng theo này là hàng mới cho em mọi người. Đơn sau các chị ơi, đơn sau bên em có chị không có được nha. Rồi trắng lờ em hết rồi chị, em hết trắng lờ rồi. Rồi ạ, hồng theo cho mọi người kèm size SML XL luôn. Hồng theo kèm size SML XL luôn cho em mọi người 119k. Con này cho em là vải chi phong. Vải này cho em là vải chi phong mọi người, đẹp lắm luôn này. Hồng Thị Lan Anh á hả? Đâu có đơn đâu, mình bữa nay không có đơn. Rồi nha, lên cho em con này là mã hồng theo mọi người nhá. Có đơn là bên em gọi rồi. Hồng theo kèm size kèm số điện thoại luôn cho em mọi người nhá. Chất comment mã hồng theo SML 1X, SML và XL cho em mọi người đẹp lắm luôn. Chất vải cho em là chi phong theo vi tính các chị nhá. Hồng theo kèm size đi mọi người, mã hồng theo kèm size này. Mã hồng theo cho em mọi người nhá, kèm size kèm số điện thoại. XL ạ, à, Thanh Đào lên số cho em chị Thanh Đào ơi. Thanh Đào. Thanh Đào lên số điện thoại này. Rồi, có áo cô dâu anh có luôn. Rồi chốt comment hồng theo đi mọi người, 119k hồng theo. Hồng theo 119 ạ, à, kèm size kèm số điện thoại nhá, lên mã hồng theo. Mã hồng theo nha mọi người ơi. Đấy, theo size L cho Trần Nhung. Trần Nhung. Váy trắng hết rồi chị ơi. Rồi sao là Trần Nhung, vải trắng em hết rồi. Rồi à, con này cho em mọi người, dâu này cho em là dâu cổ tròn. Sao lại dán 59 ở đây không? Rồi con này cho em mọi người size dành chị đằng S không? S mặc vừa. Rồi 40 tới 48 ký mặc ok, comment mã cổ tròn cho em 99k. Rồi ạ, à, 99k hồng theo XL. Hồng theo XL. À Thanh Đào hả? Thanh Đào là mã hồng. À, cái tên XL là cái nào? Nguyễn Nguyệt hồng theo XL ok. Rồi cổ tròn đi, hồng theo M cho Nguyễn Biển. Hồng theo M cho Nguyễn Biển. Rồi nha chị nào chắc comment cho em cái này là cổ tròn đi mọi người. Cổ tròn 99k. Cổ tròn sẽ 99k. Hàng dâu là hàng đã qua sử dụng nha mọi người nhá. Hàng dâu cho em là hàng đã qua sử dụng nha các chị ơi. Rồi Đảo Ngọc còn một con nè mọi người. Đảo Ngọc sẽ 59k. Đảo Ngọc sẽ 59k mọi người ơi, lên mã Đảo Ngọc sẽ mặc vừa 459k. Đảo Ngọc S59 nha mọi người ơi, lên mã Đảo Ngọc sẽ nhá, 59k Đảo Ngọc. Đảo Ngọc sẽ 59k mọi người nhá, lên mã Đảo Ngọc. Chịu luôn, chả biết đâu. Chốt mã gì luôn ạ. Rồi em còn là mã Đảo Ngọc các chị ơi, em còn là mã Đảo Ngọc. Đây em lên con nâu. Nâu theo này cho mọi người này. Nâu theo này em còn size ML các chị ơi. Nâu theo này em còn size M với size L mọi người nhá. Ôi hàng mới 100%. Màu này các chị mặc đi chùa chứ bên nha mọi người nhá. Rồi S hả? S là chị nào mà chung là L68 đổ lại nhá. Chị mà chung là size nhỏ nhất rồi. 48 ký đổ lại nhá. Rồi à, con này chị nào cho comment cho em là mã nâu mọi người. Nâu 119k lên nâu. Nâu kèm size màu hoặc L cho em mọi người nhá. Cho comment mã nâu 119k cho em là hàng này là hàng theo mọi người nhá. Về các chị nhận hàng rồi, vải này các chị mê luôn á. Rồi mã nâu kèm size đi mọi người. Nâu kèm size M hoặc L giúp em. 4XL hả? 4XL vẫn có nhưng mà ít á. Rồi ạ, à, lên cho em là nâu đi mọi người. Mã nâu kèm size mọi người nhá. Chốt comment nâu. Màu nâu này mặc đi chùa giúp em nha mọi người nhá. Lên mã nâu. Nâu kèm size M hoặc L. Size ML72, LL76 giúp em mọi người nhá. Chốt comment mã nâu. Hải Lý. Hải Lý 60 kg này. Ok. Rồi à, chốt comment cho em là nâu đi mọi người. Rõ cái nâu này đẹp mà không chị nào chốt hả? Nâu 119k thôi mọi người nhá. Chốt comment mã nâu. Nâu 119. Nâu cho em là 119k kèm size M hoặc L. Nâu 119k kèm size M hoặc L giúp em. Sạch đẹp luôn nha. Nâu này không có S rồi. Các chị ưng thì về mọi người bóp đi. Cái giá này thiệt sự luôn. Các chị đi đâu cũng mua được luôn á. Nha. Rồi ạ. À, theo có theo đó xanh đen không sót nữa. Theo có xanh đen không hả? Đây, cầm một con. Cầm một con này là size L thôi mọi người, xanh đen đi. Xanh đen cho em mọi người nhá. Con này là vải lụa chi phong luôn cho em này. Xanh đen size L. Rồi, xanh đen cho em size L mọi người nhá. 119k. Xanh đen size L 119 mọi người. Size L là L76 đổ lại. L78 hả? Mặc trên XL đi chị Liên Trương ơi. 782X nha. Rồi nha mọi người, lên cho em là bạn xanh đen. Xanh đen size L 119 thu hồng chất hàng kèm số.
Okay. Thu Hồng cho em chốt hàng kèm số. Rồi ok, có số rồi hả? Rồi ok. Rồi lên cho mọi người xanh cô ban, xanh XL, nâu hả? Kèm size chị Binh Su ơi. Binh Su kèm size. Binh Su cho em kèm size như trời ơi. Rồi lên xanh cô ban cho mọi người xanh XL. Eo 80 đổ lại mặc vừa, hàng này kinh xa. Trời ơi, đẹp mê luôn á. Rồi XL eo 80 đổ lại mặc vừa, chị nào chốt comment bạn xanh cô ban. Xanh cô ban cho em mọi người nhá, 159k. 159k chị nào chốt comment mạng xanh cô ban. XL chốt eo 80 đổ lại mặc ok ha. 60kg đổ lại eo 80 lên mạng xanh cô ban giúp em 159k. Xanh cô ban 159 và kèm số điện thoại nhá, lên mạng xanh cô ban. Xanh cô ban 159 nhá các chị ơi, lên mạng xanh cô ban giúp em mọi người nhá. Mạng xanh cô ban 159 giúp em ha. Xanh cô ban 159k kèm size, kèm số điện thoại luôn. Rồi 100 tím này, tím này mới luôn. Xanh cô ban XL 5 lê lên số này, 5 lê chất hàng kèm số cho em nha. Tím hả? Được rồi. Bảy tay. Trời, con này size L. Con này cho em size L mọi người. Size L lên mạng tím okay. Các chị size L. Trời ơi, theo kim sa này. Đó, Binh Su size M ok chứ. Rồi size L 55kg thảo lại eo 76 chốt cho em con này mạng tím đi mọi người. 159 luôn. 159k chị nào chốt comment mạng tím nhá. 5 lê lên số cho em đi trời yêu ơi. Rồi chốt vào bên trên con này là tím đi ạ. Mã tím nhá. Tím 159 size L chốt eo 76 mặc vừa. Eo 76 đổ lại mặc ok nhá. Rồi xanh cô ban hả? Xanh cô ban hả? Để em coi còn size không nha. Rồi xanh cô ban XL này, Lan Nguyễn này. Ok. Xanh cô ban XL cho Lan Nguyễn. Rồi ok này. Rồi tím size L nha mọi người nhá. Tím size L 159. Tím size L 159k mọi người nhá. Lên mạng tím nhá. M hả? M cá. M biết là còn không nè. Rồi. Đây, M đây. Xanh có ban M này, chứ chị Binh Su. Xanh có ban M cho Binh Su, ok. Rồi. Các chị ưng màu gì nữa đây, mọi người comment nha. Đây, em lên bộ này cho mọi người. Bộ này có size L 1X. L, XL. Trời ơi, bộ này comment cho em là bộ mã hoa hồng đi. Đây nha. Hoa hồng nguyên một bộ cho em mọi người nhá, một áo một quần. Rồi chị nào chốt comment cho em là mã hoa hồng kèm size L hoặc XL. L eo 76, XL eo 80 cho em mọi người nhá. Lên mã hoa hồng kèm size. Hoa hồng cho em mọi người nhá, kèm size L hoặc XL 139.000. Nguyên một bộ gồm một áo một quần giúp em như này nha mọi người nhá. 60kg hả? Ok Lan Nguyễn ạ. Rồi, rồi lên cho em là mã hoa hồng kèm size. Không có hết rồi chị. Rồi lên cho em là hoa hồng kèm size L hoặc là XL cho em mọi người nhá. 139k cho em là gồm một áo một quần. Con này cho em là chất lụa chi phong. Lụa chi phong giúp em nha mọi người. Rồi XL ạ. XL của chị ấy đấy. À, Thu Hồng, bộ S hả? Cái này bộ này không có S rồi, để em lên bộ khác đi. Size S thì em lên bộ khác nhá. Rồi, XL cho chị Lưu Dung. Rồi. 8M luôn á mọi người. Rồi XL cho chị Hồng Hạnh Nguyễn này. XL cho Hồng Hạnh Nguyễn. Rồi ạ, hoa hồng L cho Trinh Ngô. Có M luôn mọi người, em còn ML. ML XL các chị ơi, ML XL. Cái này của Trinh Ngô. Bộ hoa hồng ạ, size L cho chị Mêu Ca. Bộ hoa hồng L cho Mêu Ca. Có M mọi người. Có M nhá, Trinh Ngô, Mêu Ca cả đơn. Rồi, còn một còn sót mấy bộ thôi, nhanh tay giúp em. Em còn size M và L, em còn ML. Chị nào chốt comment hoa hồng. Hoa hồng nhá, 139k thôi, đẹp lắm luôn mọi người. Hoa hồng kèm size mọi người ơi, chốt comment mã hoa hồng. Hoa hồng mọi người nha, hoa hồng kèm size giúp em lên mã hoa hồng mọi người nha. Rồi, ok Hồng Hạnh Nguyễn này lên lại số này. Rồi hoa hồng đi các chị ơi. Kèm size M hoặc L, em cần ML thôi. Rồi em cần ML thôi, chị nào muốn lấy thêm quần. Rồi size L cho chị Hằng. Hằng Hoàng, Hằng Hoàng, Hằng Hoa. Gì? Rồi M cho chị Đồng Thị Lan Anh. M cho Đồng Thị Lan Anh. Rồi hoa hồng kèm size đi mọi người. Đẹp lắm luôn. 139k một bộ. 139.000 một bộ thôi các chị ơi. Nhanh tay giúp em 139k. Rồi 139.000 thôi mọi người nha. Lên cho em là mã hoa hồng kèm size. Rồi hoa hồng kèm size nha mọi người. Hoa hồng kèm size 55kg cao 1m56. Mặc sẽ cho em size XL. Mặc lợn mặc L đi. XL hả? Mặc XL đi chị nhá. Mặc XL giúp em. Rồi cái này XL luôn cho em nè mọi người. 60kg khẩu lại eo 80. Màu này màu xanh ngọc cho em hàng kết kim sa.
Rồi XL 80 đổi lại mặc vừa, bộ hoa hồng còn đó, chị nào chốt thì comment nhá. Chờ lên cho em, cái này là mã xanh ngọc đi mọi người, 159. Xanh ngọc cho em là 159k mọi người nhá. Chị nào mà sẽ cái lò chốt L80 đổi lại chốt nha mọi người nhá. L80 đổi lại. Rồi lên cho em là mã xanh ngọc nha mọi người nhá. Mã xanh ngọc. Xanh ngọc cho em mọi người, chốt comment mã xanh ngọc nhá. Xanh ngọc cho em 159k. Xanh ngọc 159 kèm số điện thoại nhá. Lên mã xanh ngọc. 63 kính mắc hãy cho lời chị Trịnh Thị Mai ơi. Ồ đẹp lắm luôn này, cái màu này này. Xanh ngọc 159 nha mọi người. Xanh ngọc cho em 159k. Xanh ngọc 159 và kèm số điện thoại nha. Lên mã xanh ngọc. Xanh ngọc đây, em lên con tím này cho mọi người, tím 3D. Cái nào? Đây, mở thôi. Mở hết ạ. Cái mẫu này em còn mở thôi, hoa tím các chị. Hoa tím cho em con này hàng 3D mọi người nha, hàng 3D, mẫu này em còn size M thôi. Rồi size M cho em mọi người, 50kg đổi lại L72 chốt comment mã tím. Size M 50kg đổi lại L72 chốt comment mã tím cho em các chị. Rồi tím cho em mọi người 99k chốt comment mã tím đấy. Tím size M L72 đổi lại chốt nhá. Rồi xanh ngọc và bạch mai chốt hàng kèm số cho em chị Bạch Mai ơi. À, xanh ngọc đấy mặc quần màu vàng đấy. 55kg không không được à, 55. Rồi XL. Ok chị Hải Lý này. Rồi Hải Lý ạ. Rồi cho chị chốt hàng mã kèm số cho em đi. Tím cho em mọi người 99k, 99k chốt comment mã tím nhá. Tím size M 50kg đổi lại L72 nhá. K1m 50 50kg mặc L cho em chị Nguyễn Huê nhá. Rồi lên cho em là mã tím đi các chị ơi, mã tím đấy. Tím cho em 99k mọi người nhá. Lên mã tím, tím 99 đấy. Chốt comment cho em là mã tím các chị nhá. Tím 99k kèm số điện thoại lên mã tím. Tím size M 99 nha mọi người. Lên mã tím M. Tím M 99k lên mã tím giúp em nha. Hồng hả? Đây. Hồng em có con này mọi người, hồng thì em có con này. Ờ tím đẹp mà không chị nào chốt này. Hồng này giờ cho chị nào mặc sẽ thôi, 40 tại 48 kính đấy. 40 tại 48 kính mắc vừa. Hồng này là hàng đã qua sử dụng các chị nhá. Xanh ngọc hả? Rồi XL bạch mai này, ok này. Bạch mai có xanh ngọc này, rồi kim kim tiết có xanh ngọc này. Hôm cái này 60kg đổi lại thôi. Ủa, kim tuyết hả? À 63kg không vừa rồi chị Kim Tuyết ơi. 63kg không vừa rồi. Rồi ạ, à, lên trên con này mọi người nhá. Hồng 59k hồng, hồng này là hàng đã qua sử dụng. Hồng này là hàng đã qua sử dụng nha mọi người nhá. Rồi lên trên là mã hồng. Rồi tím mờ cho chị Mêu ca. Tím mờ Mêu ca. Tím mờ em cỏ đó mọi người, chị nào chốt comment nhá. Rồi hồng nha mọi người ơi. Hồng 59k chốt hồng. Hồng size S mọi người, hồng. Hồng size S nha các chị ơi, lên mã hồng. Xanh này hả chị? Xanh này hả? Xanh này size M thôi chị ơi. Xanh này cho em size M, hàng này là 4 tà nhá. Xanh xanh đá. Xanh đá size M cho em mọi người nhá. Con này ạ. 170. 170k chị nào chốt comment cho em là xanh đá 170. Xanh đá size M cho em 170 kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã xanh đá giúp em size M, L72 đổi lại. Rồi xanh ngọc hả? XL cho Trần Bình một con này. Xanh ngọc XL cho Trần Bình này. Dồn đơn Trần Bình được 3 áo rồi. Trần Bình được 3 áo rồi. Rồi xanh đá cho em mọi người. Của chị Lưu Dung. Lưu Dung này đơn này cọc cho em như chị Lưu Dung ơi. Đơn này cọc nhá. Rồi 170 đơn này cọc giúp em. Xanh đá. Rồi con này cho em mọi người dâu. Một con dâu lụa cho em mọi người nhá. Ôi đẹp xỉu luôn mà cái con này nó bị lỗi rồi. Cái này nó bị lỗi mất rồi mọi xanh người. Xanh ngọc đấy đúng không? Đúng rồi. Trần Thị Thảo. Rồi xanh ngọc cho chị Trần Thị Thảo. Minh Thương nào thị sao mất rồi chị. Đây này. Cái này nó bị lỗi, nó bị sức chỉ với mọi người, nó bị tư á. Rồi về cái chị xử lý giúp em nhá. Rồi xả luôn các chị nhá. Size S mặc vừa, cái này lên mạng lỗi đi. Lỗi hả ta? Rồi 89k. Chắc comment cho em là lỗi nha mọi người. Bao nhiêu cọc cạc nhá. Đấy các chị thấy lỗi không ạ? Lỗi này 89k chắc comment mã lỗi các chị nhá. S mặc vừa lên lỗi giúp em 89k. Lỗi. Tím mờ cho chị Chi Kim. Tím mờ Chi Kim. Giang Lan ơi, nhắn tin trong trang. Rồi ạ, à, lỗi cho em nha mọi người. Chốt comment lỗi này, lỗi 89k. Lên lỗi giúp em. Lỗi cho em 89 nha mọi người. Chốt comment lỗi giúp em ha. Lỗi này sẽ S ha. Lỗi đấy cho em sẽ S mọi người nha. 89k, chốt comment lỗi. Rồi, váy. Váy vàng này. Váy vàng em còn ML với 2XL. Váy vàng này em còn này mọi người. Lỗi cho Hà Thùy Linh. Lỗi cho Hà Thùy Linh.
lỗi Hà Thứ Linh 89K về xử lý lỗi cho các em nhá. Rồi ạ, váy vàng là mọi người cách tân là liền váy luôn cho em mọi người nhá. Chốt comment váy vàng kèm size 99K. Váy vàng cho em kèm size mọi người nhá. Size ML 2XL. ML và 2XL cho em mọi người, các chị nghe kỹ size chốt nhá. Cách tân liền váy cho em luôn như này mọi người nhá. Rồi lên cho em là váy vàng kèm size. Váy vàng cho em là kèm size và kèm số điện thoại mọi người nhá. 99K thôi, hàng mới luôn. Rồi 99K luôn mọi người nhá. Lên cho em là váy vàng kèm size. Ủa, đẹp xỉu không? Lên váy vàng nha các chị nhá, hàng mới cho em, lên mã váy vàng này. Rồi váy vàng cho em kèm size ML 2XL. Em cần mấy váy không? Là hết các chị nhá. Rồi lên váy vàng cho em. Có mẫu váy này có 2XL ấy chị ơi. Chốt đi ạ. À. Váy vàng nha mọi người, váy vàng. Rồi cái con đỏ. Nhiều cọc cạc nha chị nhá. Ok, L vàng cho hoa lá. L vàng cho hoa lá, HL luôn. Chốt nhiều cọc cạc nha. HL còn M với 2X thôi, còn M với 2X thôi. Rồi con này cho em mọi người. Chị nào bảo dưới 50kg này, lên cho em là cách tân đỏ. Dưới 50kg chốt, cái này là áo á. Cái này áo á mọi người. Rồi lên cho em là áo đỏ đi. Áo đỏ cho em 39k. Áo đỏ cho em 39k dưới 50kg chốt comment áo đỏ này. 39.000 áo đỏ nhá. Áo đỏ cho em 39k, kèm số điện thoại lên mã áo đỏ. Áo đỏ cho em mọi người nhá. Dưới 50kg này, 39k chốt comment mã áo đỏ. Rồi váy L hỏi em hết L rồi. Em còn à, từ từ. HL rồi. Áo đỏ 39k, áo đỏ 39. Là tầm 6 đến 7 cái rồi chị. Áo đỏ 39 nha mọi người, lên áo đỏ giúp em 39k. Trang Ngân ơi, chị nhắn tin trong cái số ở trên chưa? Kết bạn Zalo đi chị Trang Ngân ơi. Kết bạn Zalo đi. Rồi lên cho mọi người một xanh bơ. Xanh bơ cho em mọi người nha, con này hàng mới luôn này, XL chốt. Rồi áo đỏ chị Phạm Thông một cam. Phạm Thông à? Rồi, Trang Ngân ok. Phạm Thông ok. Lúc này thì phải nghe máy cho em đấy nhá. Rồi, đây, áo đỏ cho Hoa Nguyễn Thị nè, ok. Áo đỏ cho Hoa Nguyễn Thị 39.000 thôi, các chị chốt gửi đơn. 39k thôi mọi người, chốt gửi đơn cho em nhá. Rồi lên xanh bơ này. Xanh bơ XL 159 các chị ơi. Lên mạng xanh bơ, hàng mới nhá. Xanh bơ cho em XL mọi người nhá. Eo 80 đổ lại mặc vừa, 159k. Lên cho em là mạng xanh bơ. Xanh bơ 159 kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mạng xanh bơ giúp em. Xanh bơ cho em mọi người nhá, lấy M cũng được. Trần Thị Thắm này, lấy M cũng được này. Khoa Nguyễn Thị ơi, lên lại số cho em, sai số rồi chị. Trần Thị Thắm lấy M này, ok. Rồi ạ, lên cho em là xanh bơ đi mọi người ơi. Mã xanh bơ XL nhá, 159k. Xanh bơ XL 159 nha mọi người ơi. Lên mã xanh bơ. Rồi khi nào gọi chốt đơn, mai chị. Mai. Sáng mai nhá. Bạch Mai. Rồi em lên cho mọi người một mã nhá. 3D cho em nha mọi người. Bạch Mai lên số đi chị ơi. Cái này mới về tới luôn đó các chị. Bạch Mai chắc là kèm số đi chị Bạch Mai ơi. Đây. Chim đỏ cho em nha mọi người. Con này chốt comment mã đỏ đi. Kèm size ML, bụng size. Hả? Có 2X có. Mấy bạn 2X. Đó. Rồi. Lan Nguyễn. Rồi Bạch Mai lên số cho em đi ạ. Rồi con này chị nào chốt comment cho em là mã đỏ mọi người nha. Đỏ chim đẹp lắm luôn. Em có đủ size ML XL. SML XL hàng mới về luôn đó mọi người, còn nóng hổi nhá. Rồi à, lên cho em là mã đỏ đi các chị ơi, mã đỏ kèm size. Đỏ 99k mọi người nhá, đỏ 99k, 99 đúng không chị? Ok, Hoàng Nguyễn Thị chốt đủ đơn nha. 99 đúng không chị? Rồi 99k mọi người nhá, lên cho em con này là mã đỏ kèm size. Trời ơi, cái mẫu này đẹp lắm luôn đó mọi người. Ok Bạch Mai, ok chị Bạch Mai này. Rồi ạ, à, mã đỏ mọi người nhá, kèm size SML 1X luôn cho em đủ size. Mẫu này còn đủ size, các chị chốt cho em đi mọi người. Váy vàng hãy cho Phạm Thông. Phạm Thông lên số nha. Ủa có đơn rồi mà. Lại có cái áo này rồi nè. Rồi đỏ kèm size đi chị Trần Nhung ơi. Rồi đỏ kèm size chị Hà Thúy Linh ơi. Đỏ L cho Mai Lâm. Đỏ L cho chị Nữ Hoàng Sóc Nữ. Rồi đỏ kèm size S là eo 68 đổ lại em mọi người. S là eo 68 đổ lại nhá. Rồi đỏ kèm size đi mọi người. Đỏ M cho Hà Thúy Linh. 3S đỏ này. 3S đỏ cho chị cô ba cô ba. Không, em chỉ có 2S thôi. Có 2S thôi chị. Đỏ XL cho Cúc Tống. Đỏ L cho Trần Nhung. Hết size L rồi chị Trần Nhung không có rồi. Rồi Trần Nhung. Rồi ok Trần Nhung có này. Rồi à, em còn SMXL. SMXL mọi người, đỏ kèm size SMXL thôi. Còn SM1X thôi các chị nhá. Trời ơi, đẹp lắm luôn mọi người, 99k thôi. 99k thôi giúp em mọi người nhá. Em hết L rồi các chị, em hết L rồi chị Vũ Vĩ Huỳnh ơi. Hết L mất rồi.
Rồi comment cho em là mã đỏ kèm file mọi người nhá. SM với 1X nhá. SM hoặc là XL cho em mọi người 99k. Đẹp xỉu luôn á, lên mã đỏ. Đỏ kèm file. 3 cái S hả? Không, có 3 cái S, có 3 cái M. S chỉ có 2 cái thôi. 2 cái S được không chị? 2 cái S 1 cái M được không chị? 2 cái S 1 M được không chị? 3 cô 3 ơi. Được thì ok. Rồi ok, Vĩ Huỳnh lấy XL này. Vĩ Huỳnh lấy XL này. Ok chị yêu. Rồi nha mọi người nha, 99k một áo thôi. 99k một áo đó. 99k một áo thôi. Rồi ok chị, 3 cô 3 này. Lấy 2 S 1 M. Rồi ok, 2 S 1 M. Đây. Đây. Rồi nha mọi người, rồi ok này, đỏ em còn là M và XL. M và XL, em còn M và XL, chị nào chốt comment cho mọi người 99k một áo thôi, rất đẹp luôn. 99k một áo thôi các chị ơi. Đây cái con váy này em xả luôn này. Váy này em xả luôn cho mọi người này. Đây, đẹp lắm. Váy này comment cho em là váy á, mã váy đi. Mã váy này cho em size L mọi người nhá. Cách tân cho em liền váy các chị đẹp lắm luôn, size L. 55kg thỏ là eo chị nào 76 mặc ok nhá. Rồi lên mã váy. Váy cho em mọi người nhá. Váy 99k. Cách tân liền váy giúp em. Cách tân liền váy cho em mọi người nhá. Chốt comment mã váy. Vĩ Huỳnh là chốt XL á. Rồi. Rồi lên cho em là váy mọi người. Váy nhá. Váy này size L này, cầm thịt thắm. Váy size L à, váy đúng rồi. Váy size L cho chị cầm thịt thắm. Cầm thịt thắm. Váy L cho chị cầm thịt thắm. Lên chọc một con vàng đồng kim sa. Con này size M không? Vàng đồng cho em con này kim sa mọi người nhá. Size M chốt. Size M chốt cho em con này mọi người nhá. Em hết váy rồi. Rồi 50kg thổ là eo 72. Chị nào chốt comment cho em con này là mã vàng đồng. Vàng đồng cho em mọi người nhá. Vàng đồng 159k mã vàng đồng cho em. Rồi ok chị ba cô ba này. Mặc đồng phục. Rồi ạ, lên cho em con này là mã vàng đồng mọi người nhá. Vàng đồng 159 là size M. 50kg thỏ là eo 72, các chị chốt cho em mọi người nhá. Chốt comment mã vàng đồng. Vàng đồng cho em mọi người nhá. 159k chốt comment mã vàng đồng. Mã vàng đồng 159 và kèm số điện thoại các chị ơi. Lên mã vàng đồng giúp em. Mã vàng đồng mọi người nhá. 159k là hàng mới luôn cho em này các chị ơi. Lên mã vàng đồng. Vàng đồng nha mọi người ơi. Chốt comment mã vàng đồng. Vàng đồng 159. Vàng đồng cho em là 159k nha mọi người ơi. Chốt comment mã vàng đồng nhá. Con xanh theo này này các chị nào sẽ ép thì chốt này. Xanh theo này chị nào sẽ ép chốt nè mọi người. Ép mặc vừa 40-48kg. Mẫu này em còn mấy áo luôn này các chị ơi. Rồi lên cho em con này là mã xanh theo mọi người nhá. Mã xanh theo ép mặc vừa. Rồi 119k cho em là mã xanh theo mọi người nhá. Xanh theo 119 cho em kèm số điện thoại. Size S các chị nhá. 40-48kg chốt ha. Rồi 40-48kg mà ok. Chị nào chốt comment mã xanh theo. Xanh theo cho em là 119k, XL là eo 80 độ lại chị Vĩ Huỳnh ơi. Nha, eo 80 độ lại chị ơi. Rồi ạ, lên cho em là mã xanh theo mọi người nhá. Xanh theo 119k kèm số điện thoại giúp em. Size S nha. Hai áo ren hả? Rồi ạ, chắc không đủ đơn đấy chị ơi. Rồi xanh theo cho em mọi người nha. Xanh theo không có L rồi, xanh theo này là size S nhá. Xanh theo này là size S cho em mọi người nha. Rồi. Rồi lên cho mọi người xanh đây. S, M, L, 1X, 2X, 4X luôn. Đây, chị nào mà hỏi size to đây mọi người. Mẫu này em có size 4XL luôn này. Chốt comment mã xanh. Khoa xanh đi. Khoa xanh giúp em mọi người nhá. Kèm size S, M, L, 1X, 2X, 4X đủ size nha mọi người nhá. 99k một áo thôi. Lên mạng khoa xanh giúp em. Khoa xanh 99k mọi người nhá. Đủ size thì các chị chốt đi ạ. Lên mạng khoa xanh giúp em. Xanh theo hả? Xanh theo không còn size to đâu mọi người, xanh theo em chỉ có size S thôi. Rồi ạ, lên mã hoa xanh cho em kèm size đi mọi người, 99k một áo nhá. 99k một áo, chị nào mà muốn lấy đồng phục về mặc đồng phục các mọi người chốt cái mẫu này giúp em nha. Rồi áo nâu size gì hả? Nâu là size M chị ơi, 119 chốt comment nâu. Nâu là size ML chị, nâu em có size ML nhá. Rồi ạ, lên cho em con này là hoa xanh kèm size đi mọi người, 99k. Trời ơi, cái con này đẹp xỉn luôn á. Lên cho em là mã hoa xanh đi mọi người, hoa xanh 99k. Kèm size nha mọi người nha. Rồi hoa xanh kèm size đi các chị. Hoa xanh kèm size kèm số điện thoại giúp em. Rồi ạ, hoa xanh này size L cho chị Trần Nhung. Hoa xanh L cho Trang Ngân này. Hoa xanh L cho Hà Thùy Linh. Hoa xanh size M cho chị Bùi Thị Huyền. Rồi chị nào chốt hoa xanh nữa thì comment giúp em nha mọi người. 99k thôi. Hoa xanh 2XL cho chị Bùi Bích Thịnh này. Rồi 2X ạ. Rồi XL cho chị Loan Nguyễn. 2X cho chị Mai Nhật Thu.
99k thôi mọi người. XL cho chị Bạch Mai. Ồ, đẹp lắm luôn các chị, 99k. Hoa xanh kèm size và kèm số điện thoại. Hoa xanh kèm size kèm số điện thoại rồi. Xanh theo S này Nguyễn Lạc này. Cái này xanh theo S này Nguyễn Lạc này. Rồi ạ, mẫu này có tới size 4XL luôn cho em mọi người nhá. Rồi hoa xanh này size L cho chị Phạm Biền. Hoa xanh L Phạm Biền. Hoa xanh L cho Tân Đào. Ồ, đẹp lắm luôn nha mọi người. Đây đang bán lẻ đây chế. Em đang bán lẻ đây. Đây nha. Rồi ạ, lên cho em mọi người nhá. Cho comment cho em là mã hoa xanh 99k một áo nhá. 99k một áo, chị nào chốt comment cho em là hoa xanh kèm size và kèm số điện thoại là có đơn. Từ size S tới size 4XL luôn mọi người. 4XL là eo 100 đổ lại các chị nhá. Có tới size eo 100 luôn nha mọi người nha. Rồi size lớn nhất nhiêu kính vừa? Tầm 70 hả? 75 7 2X là 65, 3X là 70, 75. 75kg luôn chị Lê Minh Đạt ơi nhá. Size lớn là 75kg đổ lại luôn cho em. Rồi 99k mọi người ơi, hoa xanh kèm size đi ạ. 99k. Hoa xanh XL cho Nguyễn Hân. Hoa xanh XL Nguyễn Hân. Ôi đẹp lắm luôn đó mọi người. Mua mà diện là mùng 8 tháng 3 các chị nhá. Ok, chị nào có đơn rồi thì báo em nhá. Rồi lên mạng hoa xanh đi các chị, hoa xanh em còn. Hoa xanh em còn nhá. Hoa xanh kèm size và kèm số điện thoại là có đơn 99k. Có màu vàng không em hả? Có luôn. Hoa xanh S cho chị Huyền Lê Ngọc. Hoa xanh S em đang mặc này của chị Huyền Lê Ngọc. Đây, S đang mặc cho chị Huyền Lê Ngọc này. Rồi hoa xanh em còn. Hoa xanh hả? 65kg hả? Thuyết hàng anh Tuyết lên số cho em. Lên số điện thoại giúp em đi chị. Chị lên áo tặng cô giáo đi đây. Muốn tặng cô giáo đi hốt mấy cái mẫu này này chị. Nha, nói chung là không có kén độ tuổi mặc đâu. Hoa xanh ạ, L. Cô đang mê người nên lên lại số khác cho em đi chị. Rồi em hết luôn. Hết bản Zalo đó chị ơi. Hết L. Hết L rồi. Đây S này của chị gì rồi đây. Rồi. Đây S đây. Rồi nha mọi người, hoa xanh ạ, 3X bùa 4X, 3X, 2X này. Mầm non Bình Minh lên số cho em chị, mầm non Bình Minh ơi. 234. Đúng rồi. Lên số điện thoại cho em chị mầm non Bình Minh ơi để em chốt đơn nhá. 99k một áo quá rẻ luôn đó mọi người. 99k một áo quá rẻ luôn á. Lên màu đỏ rồi ok. Đỏ vàng nói chung là màu gì em cũng có các chị ơi. Rồi ok chị mầm non Bình Minh. Ok chị mầm non Bình Minh, ba áo. Rồi ok nha. Rồi lên mẫu gì cho các chị đây. Nâu, này chị nào hỏi nâu này này. Nâu này em có size ML mọi người nhá. Này là hàng theo. Con này là hàng theo cho em mọi người nhá. Mời cho em 100% luôn các chị, 119k thôi. Rồi ạ, hoa xanh nhà XL Huyền Lê Ngọc dồn này. Có đơn rồi đấy. Lại chốt S. Hết rồi chị. Hết XL mất rồi chị ơi. Mọi người phải nhanh tay. Mọi người phải nhanh tay. Chốt mã khác đi. 2XL cho Hồng Lê dồn đơn sáng này. 2XL cho Hồng Lê dồn đơn sáng. Rồi hiện tại em còn xe to mọi người. SM 2X3X4X. SM 2X3X4X em còn hoa xanh mọi người nhá. Rồi nâu cho em 119k. Kèm size M hoặc là size L. M hoặc L giúp em mọi người nhá. Màu này các chị mặc đi chuồn. Hoa xanh kèm size đi ạ. 2X à, chốt hạ anh là hồi nãy là chốt 2X ạ. 65kg. Hết. Hết luôn rồi. Rồi màu đỏ hả? Và 3X, 4X thôi các chị ơi. Hoa xanh em còn 3X với 4X thôi nha mọi người nha. Còn SM với 2X thôi nha. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người ơi. Mã nâu kèm size đi ạ. Nâu 119k. Con này theo này các chị. Không có XL, không có XL rồi chị nha. Rồi ạ, lên cho em là mã nâu kèm size mọi người ơi. M hoặc L. Nâu kèm size M hoặc L giúp em. Nâu kèm size M hoặc L nha mọi người. Mặc 3X đi. Mặc size 3X đi các chị ơi. Mặc 3X đi, Tuyền Thanh. Tuyền Thanh, có đơn nha chị mầm non Bình Minh ơi. Chốt rồi nhá. Chị mầm non Bình Minh là em chốt rồi này. Mầm non Bình Minh em chốt rồi nhá. Rồi em lên cho chị tâm váy vàng này. Váy vàng này còn sót một con thôi các chị. Chị nào nhanh tay được nhá. Váy vàng cho em size L 99k. Lên mã váy vàng. Váy vàng cho em mọi người nhá. Lên rồi, hồi nãy lên rồi. Rồi váy vàng cho em mọi người nhá. Size L eo 76 mặc vừa. Chốt comment váy vàng cho em 99k. Váy vàng size L 99k mọi người nhá. Chốt comment váy vàng. Váy vàng 99 nha mọi người ơi. Chốt comment váy vàng 99k. Size L chốt nhá. Size L cho em mọi người. Size L. Size L Huỳnh Thanh có đơn chưa ta? Hình như có rồi. Rồi sao ạ? Rồi của chị Huỳnh Thanh. Huỳnh Thanh nha. Váy vàng L của chị Huỳnh Thanh. Em hết luôn. Em hết váy vàng rồi. Em hết váy vàng rồi. Rồi lên cho mọi người xanh cô ban này này. Xanh cô ban này cho em xanh màu. Hết váy vàng rồi các chị. Hết váy vàng rồi. Rồi ạ. Đây em thấy chị Kim Thành nhá. Xanh mờ mọi người.
xanh co bang cho em ạ. Size M, cái này hàng mới luôn cho em, kim size các chị nhá. Size M chốt 50kg thỏ là eo 72, chị nào chốt comment mạng xanh co bang. 50kg thỏ là eo 72, chị nào chốt comment mạng xanh co bang cho em. Xanh co bang cho em mọi người nhá. Chị à, chị xanh Kỳ Dương Thị chốt mã gì chị ơi? Chờ lên cho em cái này là xanh co bang size M này, 159k mọi người. 159k. Vậy họ hết rồi, em hết váy vàng rồi. Hết váy vàng nhá. Rồi xanh cô ban đi mọi người, mã xanh cô ban, cái màu này sáng da này. Rồi lên xanh cô ban giúp em size M. Eo 72 đổ lại. Size M là 50kg đổ lại eo 72 các chị. Ai? Huỳnh Thanh không có đơn hả? Chốt váy vàng cho người khác đi. Huỳnh Thanh nãy giờ không có số điện thoại. Xanh Kỳ Dương Thị này có nhá, có váy vàng. Xanh Kỳ Dương Thị có váy vàng nhá. Rồi ạ, xanh cô ban cho em đi mọi người. Lên mạng xanh cô ban Loan Nguyễn này, xanh cô ban Loan Nguyễn rồi. Quỳnh Thanh lên số sau hết rồi. Rồi dự bị nha. Rồi em dự bị như chị Quỳnh Thanh thôi. Rồi ok, là xanh cô ban em còn ạ. Ok, ok các chế. Ok mọi người. Rồi em lên cho mọi người một bộ này. Bộ tím này. Bộ tím này sẽ ép các chị ơi. Bộ tím hoa cà cho em nha mọi người. Bộ tím cà. Bộ này à, em cần size không. Rồi SM 2L. Bộ tím cho em mọi người, nguyên một bộ cho em như này các chị nhá. Gồm một áo một quần. 139k lên bộ tím. Màu này là màu tím hoa cà. Kèm size giúp em nha mọi người. SM với 2XL. Em còn đúng 3 size đấy thôi các chị nhá. Nhanh tới giúp em. Rồi lên cho em là mã bộ tím kèm size. Bộ tím kèm size cho em, chất này là chất chi phong mọi người nhá. Theo vi tính. Trời ơi, đẹp xỉn luôn ạ. Rồi lên cho em là mã này. À tím bộ tím. Bộ tím kèm size các chị nhá. SM hoặc 2XL. SM hoặc 2XL cho em mọi người. Rồi xanh cô ban thảo Phạm Huệ chất hàng kèm số cho em chị Phạm Huệ ơi. Phạm Huệ lên số. Rồi bộ tím kèm size em có SM với 2 các chị lên huyền này không có L rồi. Bộ này không có size L rồi. Rồi lên bộ tím kèm size giúp em đi nào. Chốt comment bộ tím 139k nguyên một bộ gồm một áo quần. Rồi 2XL cho Hà Nguyễn này. Ok. Bộ tím 2XL cho Hà Nguyễn hồ đẹp lắm mọi người. Chốt đi ạ, 139k thôi. Nguyên một bộ gồm một áo và quần giúp em như này nha mọi người. Bộ tím kèm size lên lại bộ tím giúp em này. Bộ tím SM thôi, còn SM. Rồi bộ tím em còn SM không có gì. Bộ tím em còn SM thôi. Rồi bộ tím còn SM thôi. Trời ơi, lên cho mọi người một mẫu siêu siêu đẹp luôn này. Hồng. Ôi, đẹp chưa? SML XL. Lên mạng hồng. Mã hồng kèm size mọi người nhá. Trời ơi, cái con này đẹp xỉu. Bộ tím sẽ là chị Long Kim. Bộ tím S đến chất chị Long Kim. Ok. Rồi. Ủa, S cả tay. Rồi lên cho mọi người nhá. Mã hồng kèm size nhá các chị ơi. Mã hồng kèm size 99k thôi. 99k một áo thôi mọi người nhá. Hồng kèm size, nhìn xanh hả? Ok, trời ơi, trời ơi, đẹp không này. Lồng đèn cho em là chim như này mọi người nha. Rồi cho comment mạng hồng với chị nhá. Hồng kèm size SML XL. 99k một áo thôi, nhanh tay giúp em. Nhanh tay cho em mọi người nhá. Lên mạng hồng, hồng kèm size. Hồng cho em mọi người nhá. Hồng kèm size kèm số điện thoại là có đơn. Rồi bộ tím M cho mô su. Hồng XL ạ, à, em cho chị Nguyễn Giang. Hồng XL Nguyễn Giang, chốt hồng kèm size kèm số điện thoại. Hiện tại còn đủ size thì mọi người chốt cho em nhá. Chị Cua Răng Mai Nguyễn ơi, lên lại số khác cho em đi chị. Không thì chị nhắn tin hoặc là kết bạn Zalo. Hồng mời cho chị Phạm Thị Mai Hương 99k thôi mọi người, quá đẹp luôn. 99k quá đẹp luôn cho em mọi người nhá. Chốt hồng kèm size. Mã hồng cho em kèm size nha mọi người nha. Hồng lờn cho chị Thanh Thanh này. Hồng lờn cho chị Thanh Thanh, các chị cứ comment mã kèm size kèm số điện thoại là có đơn ngay nhá. Hồng không có hết rồi ta. Không, không có hết rồi. Rồi SML hết thôi. Hồng L cho Yến Võ này. Linh Trần kèm size cho em chị Linh Trần ơi. Linh Trần cho em kèm size nhá. Đẹp xỉu luôn đó mọi người, chất hồng. Hồng L còn không chị? Hồng L cho chị Thị Đua. Hồng L cho chị Thị Đua. Đẹp xỉu luôn đó mọi người, lên mạng hồng. Hồng kèm size nhá. Mã hồng kèm size đi các chị ơi. Hồng. Hồng sẽ cho chị Bùi Thị Huyền. Hồng XL cho chị Mẫn Nhi. Rồi ạ, à, hồng mời cho chị Kỳ Mai. Hồng lời cho chị Cua Răng Me Nguyễn này. Cua Răng Me Nguyễn bây giờ mày có đơn, cố gắng nhá, để ý máy giúp em nhá. Rồi, hồng, chị nào chốt hồng nữa thì comment giúp em 99k thôi mọi người. 99k thôi, em còn mấy áo thôi mọi người, nhanh tay giúp em nhá. Mã hồng kèm size. Hồng cho em là kèm size mọi người, 99k, chốt hồng. Chị nào lấy hồng chốt lại hồng giúp em nhá.
Rồi em chào chị Huyền Nguyễn này, chào chị Huyền Nguyễn nhá. Lên hồng cho em đi mọi người, 99k. Kèm size S, M, L, XL đủ size luôn. S, M, L còn đủ size. Rồi, còn đủ size cho em nha mọi người, còn đủ size. Nhanh tay cho em đi mọi người, chút comment mã hồng. Mã hồng kèm size và kèm số điện thoại 99k. Màu hồng hay gì? Hồng gì chế? Rồi ạ, à, mã hồng nha mọi người nha. Hồng hả? 57kg cả 1m54 hả? XL cho chị Huệ Đoàn, L cho Linh Trần, ok. XL Huệ Đoàn, L cho Linh Trần. Rồi nha mọi người, chị nào chất hồng nữa thì comment luôn đi để em qua mẫu này nhá. Hồng. Hồng cho em kèm size kèm số điện thoại mọi người nhá, chốt comment mã hồng. Hồng. Hồng XL cho Nguyễn Hương, ok. Hồng XL Nguyễn Hương. MLXL cách tân. Chỗ. Xây cho mọi người, cách tân này. Cách tân này em cào size. MLXL nói chung cách tân này có mấy cào thôi mọi người, xả luôn với chị 79k. Kèm size cho em mọi người. Cách tân cho em mọi người nhá. Kèm size MLXL. MLXL 79k. Cách tân này cho em là cách tân ren mà uống tài như này nha mọi người. Cách tân 2 lớp á. Ren 2 lớp cho em nha mọi người nhá. Chốt comment bạn cách tân kèm size quá xinh. Cách tân cho em kèm size mọi người nhá. MLXL 79k một áo thôi. 79k một áo thôi các chị nhá. Chốt comment bạn cách tân kèm size. Cách tân kèm size mọi người, em bảo giá trên từng áo chị Nguyễn Hoa ơi nhá. Rồi cách tân kèm size cho em nha mọi người. Mẫu này mặc hơi bị xinh luôn này. Petner cho em theo hoa nổi nha mọi người. Rồi ạ, à, màu hồng 73kg không có đó. Rồi cách tân này, XL hả? Có XL hả ta? Có một con. Rồi XL cho hoa đặng, em hết XL luôn. Còn ML mọi người nhá. Cách tân kèm size M hoặc L. Cách tân kèm size M hoặc L cho em 79k thôi mọi người nhá. 79.000 thôi. Nhanh tay giúp em nào. Không có rồi chị mầm non mình mê nhá. Hồng hay không có đâu. Hồng để tới mẫu khác đi ạ. Còn để em lên mẫu khác cho nhá. Rồi cách tân cho em mọi người nha. Hết đến cho L rồi Phạm Huyền ơi. Còn ML thôi. Còn size M với size L thôi mọi người nhá. 79k. Chất ren là chất ren xịn. Rồi L cho Nga Trần này. Ren là ren xịn luôn cho em mọi người. Ôi trời ơi, sờ mê luôn á. Mềm. XL em hết rồi chị Hồng Nguyễn Thị ơi. Khoa Nguyễn Thị ơi, hết Hồng rồi. Hết XL rồi. Còn ML rồi size L cho Thanh Thanh. L cho Thanh Thanh, hết L còn M mọi người. Nhanh tay cho em. Em còn size M mọi người, chốt luôn cho em đi ạ. Còn M 79k thôi. Còn size M mọi người nha. 79k một áo này, 79k một áo. Nhanh tay cho em. Rồi 79k chị nào chốt comment cho em là mã cách tân. Cách tân size M 79 các chị ơi. Lên mạng cách tân cho em. Cách tân M 79. Cách tân M ML luôn hả chị Thùy Dung ơi, lên số. Thùy Dung ơi lên số giúp em. Thùy Dung lên số. Còn M cho chị Thùy Dung ơi, lên số điện thoại giúp em. Đây lên bộ này cho mọi người, bộ này em còn mấy bộ này. Bộ này em còn mấy bộ. Đẹp lắm. Bộ này comment cho em là bộ trắng đi. Bộ trắng. Còn M, M nha Thùy Dung nha. Lấy ok. Thùy Dung em cất size M nha chị. Size M cho Bích Trâm Nguyễn luôn. M Bích Trâm Nguyễn luôn. Ok. Rồi, Bích Trâm Nguyễn. Đây mọi người, còn S thôi hả chị? Còn S. Bộ trắng trên size S mặc vừa mọi người. 139k, ok chị Thùy Dung. Ok Thùy Dung lấy nhé. Rồi, bộ trắng giúp em đi mọi người. Size S mặc vừa 40-48kg nhá. Con này theo hoa đỏ. Chắc cho em là vải lụa chi phong theo vi tính nha mọi người nhá. Lên mã bộ trắng. Bộ trắng cho em mọi người nhá. S mặc vừa 40-48kg các chị chốt cho em. Nguyên một bộ. Gồm cho em một áo một quần nha mọi người nhá. 139k thôi. 139k chị nào chốt comment cho em là bộ trắng nha mọi người. Mã bộ trắng giúp em. Size S thì chốt đi mọi người. Size S chốt nha. Lên bộ trắng giúp em ha. 3 hả? 399 rồi. 399 rồi. Okay. Rồi ạ, à, bộ trắng này Phạm Thị Mai Hương rồi. Ok. Rồi in rồi hả? Rồi ok nha mọi người, chốt comment bộ trắng đi, bộ trắng S còn. Bộ trắng em còn nha mọi người nha. Lấy áo không hả không? Cái này là họ may đi nguyên bộ đúng không? Mọi người không thể tách rời được nha. Rồi 50kg không vừa rồi. Bộ này 50kg không vừa rồi. Rồi bộ trắng cho em mọi người nha. S thôi các chị nhá. Bộ trắng sẽ S thôi các chị. Bộ trắng này là sẽ S thôi mọi người nhá. Bộ trắng S. Trời chất đẹp lắm. Ôi ôi. ML 2XL luôn tới 2XL. Cách tân cho em, cách tân đỏ. ML 2XL, ML 1XL. Đủ size luôn cho em mọi người nhá. Đủ size. Chắc này đẹp lắm luôn. 79k lên cho em là cách tân đỏ các chị ơi. Cách tân đỏ. Cách tân đỏ cho em 79k mọi người nhá. Kèm size kèm số điện thoại. Trời ơi,
em chỉ có vài con thôi mọi người ơi, em chỉ có vài con thôi, nhanh tay giúp em nhá. Rồi comment cho em là mã cách tân đỏ kèm size ML1XXL. ML1XXL cho em mọi người nhá. Đây, mẫu này có XL này chị. Nhá, đẹp lắm luôn mọi người, 79k thôi, 79k. Rồi. Cô đang mê Nguyễn, ok. Rồi cách tân đảo xin lời cho chị Long này. Đẹp lắm luôn mọi người. Nhanh tay giúp em 2XL. 2XL cho chị Mai Nhật Thu. Rồi còn M 1XL. M 1XL em hết giờ. Rồi Nguyễn Giang ơi, size bao nhiêu? Cách tân XL chị 5L. 5L bây giờ mình có đơn 79k thôi các chị. 79k thôi mọi người nha. 2XL cho hoa đạn rồi. 2XL cho hoa đạn em hết luôn. Còn M với 1X. Còn M với 1X mọi người. Rồi, M cho chị Thùy Dung. M, Thùy Dung. Còn 1M, 1X. 1X hả? Còn 1X thôi. Một... Còn một con 1X thôi. Một con M em hả? À, M, M và 1X luôn. M cho chị Nguyễn Hồng. Còn hết M. Còn XL các chị. Còn XL. XL cho Hoa Nguyễn Thị ạ. À. Hết luôn. XL cho Hoa Nguyễn Thị rồi em hết luôn. Đấy, chị nào mà có. Chị nào mà được đọc tên là mời cá đơn nha mọi người nha. Được đọc tên mời cá đơn. Ngày mai chị mày em nha. Rồi. Đây. Đây, size L cho em nè mọi người. 79k hả em hết rồi. Hết cách tân rồi mọi người. Hết cách tân rồi. Đây, lên cho các chị một con này. Màu này màu tím, màu bã trầu đúng không? Đỏ bã trầu. Đỏ bã trầu giúp em mọi người. Hết cách tân rồi các chị, em hết cách tân để rồi để lát em lên mẫu khác. Lên mẫu khác nhá. Size L cho em mọi người nhá. Size L 55kg đỏ là eo 76. Các này các chị comment cho em là bã trầu đi. Màu này cho em là màu đỏ bã trầu giúp em nha mọi người nhá. Size L. Ủa hết rồi mà ta. Cho chị gì á? Nãy em chưa in hả? Nguyễn Hồng á? Em in chưa? Nguyễn Hồng cá chưa? Chưa, của Nguyễn Hồng á. Nãy em đọc Nguyễn Hồng rồi. Rồi nha mọi người, bã trầu cho em mọi người 119k. Con này theo các chị nhá. Theo hoa mai vàng giúp em luôn. Lên cho em là bã trầu 54kg mặc lời giúp em đi chị Tâm Đào ơi. Rồi lên cho em là bã trầu kèm size mọi người nhá. Bã trầu kèm size. À size L thôi sao đi mọi người. Size L giúp em là 55kg đỏ lại eo 76. Bã trầu ạ, size L Nguyễn Giang. Bã trầu cho Linh Trần. Mọi người Linh Trần kèm size chị ơi. L thôi. Có size L thôi, không có size nào khác thôi. Có size L thôi nha mọi người nhá. Mẫu này là size L thôi. Các chị nhá, size L là eo chị nào tập 76 đỏ lại chốt nha mọi người. Lên cho em là bã trầu. Bã trầu size L cho em 119k. Bã trầu ạ. Thúy Lê Thị hả? Thúy Lê Thị hả? Rồi chốt hàng mã kèm size và kèm số điện thoại giúp em đi mọi người. Có. Lên số cho em đi trời ơi, lên số điện thoại nhá, bã trầu kèm số điện thoại. Bã trầu là size L kèm số giúp em 119k. Chất này các chị về nhận hàng mà không mê là em nói thật luôn. Rồi. Rồi ạ, à, bã trầu ạ à, cho chị Tâm Dương. Vậy là cái đó không có quần à? Chưa đụng đến đâu. Bã trầu cho chị Tâm Dương. Rồi ok nha mọi người, em cần mấy áo thôi. Còn mấy áo thôi các chị ơi, nhanh tay giúp em nha. Bã trầu ạ, à, size L 119k thôi. 119k thôi mọi người nhá. Hàng này là hàng theo giúp em á. Theo nhá các chị nhá. Bã trầu. Bã trầu em còn mấy áo thôi. Bã trầu em còn mấy áo thôi. Nhanh tay nha. Bữa giờ bọn em chưa đụng đến luôn hả? À, chưa like các bạn luôn. Bộ da cho em mọi người. L1XXL. Lên cho em bộ này là bộ da. Bộ da cho em mọi người nhá. Mã bộ da. Bộ da cho em kèm size. Bộ da kèm size L1XXL. Trời ơi. 139.000 nguyên một bộ gồm một áo một quần. Nguyên bộ cho em như này mọi người nhá, gồm một áo một quần. Rồi ok này, bã trầu này cho chị Thúy Lê Thị một con này. Bã trầu cho Thúy Lê Thị này. Rồi ạ, à, nhanh tay giúp em mọi người nhá. Chốt comment cho em con này là mã bộ da các chị ha. Mã bộ da kèm size. Bộ da cho em kèm size L1X với 2XL cho em mọi người nhá. 139.000 nguyên một bộ cho em nha mọi người nhá, gồm một áo và một quần. Cái nào mà nguyên bộ thì mới có quần. Rồi bộ da M cho chị Mô Su có đơn đâu. Không có size M. À không có M đâu. L1X hai các chị ơi, không có mở. L1X với 2XL cho em mọi người nhá. 72kg để em lên mẫu khác cho. Nhá, rồi ạ, à, bộ da XL cho Phạm Huyền. Bộ da XL cho Phạm Huyền này. Ok. Rồi lên bộ da kèm size. Bộ da XL này có trong tay, XL cho Hoa Nguyễn Thị. Da XL Hoa Nguyễn Thị, chị nào, nàng thi là nàng thi gì đó này. Nàng thi mà trước cho sai số. Trước đơn một bậc to mà chị cho sai số bên em gọi đâu có được đâu. Rồi ạ, à, bộ da này còn ạ. À. Hoa Nguyễn Thị kìa, XL kìa. Đó. Rồi, còn 2XL, còn L với 2XL các chị. Bộ da 2XL Hà Nguyên. Bộ
da 2XL cho hàng nguyên này. Rồi bộ da còn L với 2X luôn. Bộ da còn L với 2XL còn 2 bộ thôi mọi người ơi, nhanh tay giúp em nào. Nhanh tay cho em mọi người nhá. Rồi bã trầu ạ, bã trầu size L, da huy trầm. Bã trầu L này. Đâu rồi ta? Bã trầu L đâu rồi ta? Đó, đúng rồi, đây chị tìm được rồi. Rồi. Rồi nhá, bộ da. Bộ da nha mọi người. Bã trầu L cho da huy trần. Ok ạ. Đây. Lên cho mọi người một con này. Con này chất voan. Con này cho em là chất voan lụa mọi người nhá. Đó, lụa voan giúp em đẹp lắm luôn. L1X. Rồi, em có size L với 1XL. LXL màu này màu gì ta? Màu hồng như tí ta. Màu hồng cẩm, hồng tím. Rồi lên mã hồng đi. Còn như giờ tầm này nữa chị. Màu hồng cho em mọi người nhá, hồng. Hồng kèm size cho em là L với XL mọi người nhá. 99k luôn. Con này chất von lụa này. Rất là nhiều chị hỏi chất von này, chốt đi ạ, chốt mẫu này giúp em. Nha mọi người, 99k một áo này. 99k một áo, chị nào chốt comment cho em là mã hồng kèm size L hoặc là XL. L hoặc XL. Bộ này hả, còn XM hay sao hả? Bộ này em còn sẽ S thôi chị ơi. Bộ này em còn S thôi. 139k nguyên bộ nhá. Bộ tím. Lên mã bộ tím giúp em, bộ tím nhá. Rồi ạ, lên hồng cho em đây mọi người, chốt comment cho em là mã hồng, hồng kèm size L hoặc XL 99k. Hồng L này, Phạm Thị Mai Hương này, ok. Hồng L của chị Thanh Thanh 99k thôi mọi người, quá đẹp luôn. 99k một áo thôi. Chị nào chốt comment cho em là mã hồng kèm size. Mã hồng nha mọi người nhá, hồng kèm size kèm số điện thoại 99k, L hoặc XL giúp em mọi người. Đẹp lắm. Đặt lại cho lại số nha. Rồi. Đặt, nếu mà đặt lại thì chị cho lại số. Rồi, size L, XL cho Linh Trần. XL Linh Trần, ok. Nàng Thi, Nàng Thi gì đấy, lên lại số cho em nhá. XL còn không ta? XL còn không ta? Cai thử chị Nhung. XL cho chị Bích Thuận này. Còn, có L với 1X thôi. L với X đó, XL đó. À, XL, rồi Bích Thuận này. Rồi nha mọi người ơi, lên hồng đi ạ, mã hồng, hồng kèm size. Hồng kèm size giúp em nhá, hồng kèm size. Chốt lại thì kèm số lại cho em nhá. Rồi ạ, bã trầu không có XL rồi. Huỳnh Kim Loan có đơn. Bộ tím cho Lê Thị Hoàng. Bộ tím cho Lê Thị Hoàng có đơn này. Bộ tím Lê Thị Hoàng này. Bộ tím 139 cho Lê Thị Hoàng có đơn. Chị Yên chưa in chưa? Bộ da XL. Hoa Nguyễn Thị, em chốt rồi chị. Em chốt rồi. Chị nào mà đọc tên rồi đừng có ấy nữa nhá. Chị nào mà em có đọc tên là có đơn rồi mọi người. Rồi hồng nhá, hồng kèm size. Hồng kèm size L hoặc XL. Lên mạng hồng, hồng kèm size. Rồi em lên bộ này cho mọi người. Bộ này là bộ hồng cam đi. Hồng cam. Hồng cam. Đây nha mọi người, chốt cho em M, cái này M. Size M cho em mọi người nhá. Size M, chốt comment cho em là mã bộ gì đây. Bộ cam đi. Bộ cam cho em mọi người nhá. Màu này là màu hồng cam nhá các chị nhá. Size M thôi. Em còn 3 bộ, chị nào nhanh tay chốt được chốt nhá. Rồi lên cho em là bộ cam mọi người nhá. Size M 59 độ lại eo 72, chốt comment cho em là mã bộ cam. Bộ cam 139 các chị ơi, lên mã bộ cam. Chốt cho em là vải lụa chi phong theo vi tính nhá các chị. Đẹp lắm luôn, lên mã bộ cam. Nguyên một bộ gồm một áo một quần như này cho mọi người nha. Bộ cam cho em là size M eo 72 độ lại các chị nhá. Còn 3 bộ thôi. Em còn 3 bộ thôi, chị nào nhanh tay chốt đi ạ. Rồi lên mã bộ cam nhá, 139k bộ cam. Bộ cam 139 kèm số điện thoại nhá, lên mã bộ cam. Bộ cam nha mọi người, hồng cam này, Nguyễn Oanh này, ok này. Nguyễn Oanh. Rồi. Bộ cam em còn này các chị, bộ cam em còn. Anh đơn sáng thì có. Đúng rồi, có đơn sáng. Rồi. Xanh ML. Rồi, cách tân xanh em còn size ML thôi mọi người. Rồi ạ, hồng. Không cả. À hồng L. 80 là size XL chị Trần Dung. Trần Dung chốt cái hồng này nè, cái hồng XL. Tím á. Rồi eo 78-80 mặc XL cho em nha Trần Dung ơi. Rồi ôi, cách tân xanh. Cách tân xanh cho em 79k kèm size M hoặc L. Cách tân xanh cho em mọi người nhá. ML đúng không chị? Dạ, ML cho em mọi người nhá. Rồi ạ, màu cam cho chị Mùi. Mùi Phạm này, bộ cam Mùi Phạm. Cách tân xanh này, Trần Thị Thắng hả? Size L, à, size không? Đúng rồi, L. Rồi, Mùi Phạm này. Ok. Rồi nha mọi người nha, bộ cam em còn 1. Rồi chị nào chốt cách tân xanh comment. 79k một áo thôi, cách tân xanh. Rồi size L chị Cua Răng Men. Rồi cách tân xanh ạ, size M chị Binh Sâu. Ok mọi người. Chốt hàng mã kèm size và kèm số điện thoại là có đơn. 79k thôi, đẹp lắm. Còn ML các chị, còn ML luôn. Rồi ạ, còn size ML luôn cho em mọi người nha. Rồi L còn không ta? Rồi Huỳnh Thanh L. Trời ơi, còn 1M 1L.
Còn 1M 1L chị nào chốt luôn cho em với các chị 79k thôi nhá. Bộ cam 48kg 1m6 vừa chị Vùng Thị Phúc ơi, lên số. Xem vừa. Vừa lên số giúp em. Hôm qua có đơn chưa? Đi chưa? Hết rồi, hết size L rồi chị ơi, hết size L rồi. Rồi còn M. Em còn size M thôi. Rồi còn M thôi mọi người, cách tân xanh còn M thôi các chị, cách tân xanh em còn size M thôi. Phùng Thị Cúc cho nàng kèm số cho em chị Phùng Thị Cúc coi nhá, lên số điện thoại nữa. Cách tân xanh đẹp lắm luôn này. Huỳnh Thanh em thấy số điện thoại rồi trẻ ơi nhá. Rồi cách tân xanh cho em mọi người 79k, lên mã cách tân xanh 79.000 cách tân xanh. Cách tân xanh 79k. Cách tân xanh. Không có. Còn M thôi. Còn M. 55kg cũng hết size rồi. Còn M thôi, cách tân xanh em còn size 50kg đổ lại thôi các chị. Ồ, một con vàng lá trúc cho em nè mọi người. SML XL cho em còn lên mã vàng đi mọi người. Mã vàng, trời ơi đẹp chưa. Con này đẹp xỉu luôn cho em mọi người. Cách tân xanh M chị Đồng Thị Lan Anh. Rồi cách tân xanh em còn một con đó mọi người. Chị nào chốt cho luôn cho em đi ạ. Rồi mã vàng này các trẻ ơi, kèm size SML XL luôn cho em 99k. 99k. Ok, Phùng Thị Cúc này, Phùng Thị Cúc này chốt cái bộ này. Ok, em hết bộ cam luôn. Rồi số lượng ít nha mọi người, số lượng ít chị nào mà nhanh tay thì được nhá. Rồi vàng cho em kèm size mọi người, SML XL. Rồi ạ. Vàng M Moscow, vàng Moscow. S Long Kim. Vàng S Long Kim. Rồi ạ. Vàng M Nguyễn Hồng. Trời ơi comment nhảy nhanh này. Vàng M cho Nguyễn Hồng. Vàng L cho Triệu Gia này. Rồi ạ. Vàng XL cho Linh Trần, chị nào đơn nhiều cọc nhá. Rồi vàng xa lờn cho Tâm Đào. Vàng XL cho chị Hoa Nguyễn Thị. Rồi ạ, vàng XL này, Phạm Thị Mai Hương. Chị nào mà chốt từ 4 áo cho em đổ lên là các chị phải chào nhá. Còn SML thôi mọi người, mã vàng kèm size. Cách tân xanh L em hết rồi, còn M thôi chị. Rồi ạ, mã vàng em còn size SML thôi mọi người, hết XL rồi. XL em hết rồi, lên mã vàng. Rồi chị Thục Đoan. Rồi ạ, sao L. Cái đó không phải. Rồi. SML thôi. Vàng cho em mọi người, còn size SML thôi mọi người, 99k một áo thôi, đẹp lắm luôn các chị. 99k một áo thôi mọi người ơi, nhanh tay giúp em nhé. 76 mặc size L. Rồi. Hết rồi, cách tân xanh L hết rồi. Cách tân xanh em hết rồi các chị ơi. L76 mặc L giúp em chị. L76 mặc L. Vàng L cho chị Lưu Thị Diệp. Vàng L Lưu Thị Diệp. Rồi nhá, nhanh tay giúp em nha mọi người. Thôi. Đẹp lắm luôn, còn size M. Em còn vàng S với vàng M mọi người nhá. Là trúc cho em là mọi người theo bà in hoa này. Trời ơi đẹp lắm luôn, lên mạ vàng. Vàng nha các chế ơi, vàng còn kèm size hoặc M. Vàng em còn S với M thôi. Vàng SM cho em mọi người nhá, lên mạ vàng. Vàng kèm size hoặc M. Rồi S và XL này. Vàng 60kg hết rồi. Ủa, bà xem M chị Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo. Ủa chị phải in mẹ. Đâu, ủa. Rồi vàng M cho Nguyễn Thảo nè, vàng M Nguyễn Thảo. 56kg mặc XL đi. Rồi Lưu Thị Diệp này, đó, còn hai đơn đấy chứ mẹ. Đúng. Rồi. Rồi ạ, à, xanh theo. Lưu Thị Diệp á. Lên số cho em đi chị Lưu Thị Diệp ơi, lên lại số có bên Zalo ấy. Lưu Thị Diệp có bên Zalo. Rồi ok. Rồi ạ, à, xanh theo cho em mọi người, mẫu này có size gì đây chị? SXL. Rồi S với XL mọi người nhá, lên mã xanh theo 119k cho em là hàng theo như này nha mọi người. Hàng này là hàng mới 100% nha mọi người nha. Rồi chốt comment cho em là xanh theo với chị nhá, kèm size S hoặc là XL 119k. Xanh theo kèm size kèm số điện thoại nha mọi người. Ok Lưu Thị Diệp. Ok Lưu Thị Diệp. Rồi vàng M còn Minh Phương, chất hàng kèm số cho em chị Minh Phương ơi. Chất hàng kèm số 60kg hoặc XL. Rồi. Rồi ạ, lên mã xanh theo đi mọi người. Đẹp chưa? Minh Phương lên số nha. Coi giãn nhẹ thôi các chị ơi, mấy cái này coi giãn mạnh không có đẹp đâu. Rồi S hoặc XL cho em mọi người. Chốt comment cho em là mã xanh theo kèm size S hoặc XL. S hoặc XL cho em là 119k. Cái màu này đẹp nè mọi người. Nói chung màu rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi size L Huỳnh Hương Ly. Rồi đẹp lắm luôn mọi người. À không có XL, không có L rồi. Có XL thôi. Hoa Nguyễn Thị XL. Kim Nguyên XL. Hoa Nguyễn Thị là đơn nhiều rồi này. Có gì chị nhắn tin. Chị có S và XL thôi các chị ơi, không có size L rồi. Chị nào đơn nhiều nhắn tin hoặc kết bạn Zalo số S và XL. S và XL các chị ơi, lên xanh theo đẹp lắm luôn. S với XL thôi mọi người. S là L68, XL là L chị nào ạ, 80 nhá. Huỳnh Phụng kèm size cho em chị Huỳnh Phụng ơi, kèm size và kèm số điện thoại luôn. Xanh theo S cho Nguyễn Hoa này. Xanh theo S Nguyễn Hoa, đây là căn này đi. Xanh theo S có đơn nhắn tin vào trang page giúp em nha.
chị nào có đơn nhắn tin nha mọi người, chị nào có đơn chị nhắn tin. Mặc size 3 x cho em nha. Và S và XL Huyền Lê Ngọc. Em hết rồi. Ta. S và XL hết rồi. À hết rồi, hết vàng. Hết vàng quên. Rồi, M cho em lên cho mọi người con tính. 52 kg mặc size L hả? Cái này em chỉ có XL thôi. Hoa đặc. Hoa đặc XL ok, hoa đặc có đơn. Rồi tím cho em mọi người size M 50 kg hoặc là eo 72, chị nào chốt comment mã tím nhé. Rồi size M 50 kg hoặc là eo 72, chị nào chốt comment mã tím chị ơi. Mã tím cho em mọi người nhé. Tím 99k, chốt comment mã tím 99 này. Tím cho em 99k kèm số điện thoại mọi người nhé. Chị nào size M chốt 50 kg hoặc lại nhá. Eo chị nào 72 độ lại thì chị chốt giúp em. Rồi lên mã tím mọi người. Tím em còn mấy áo thôi, số lượng ít, nhanh tay giúp em ha. Rồi mặc sẽ cho em chị Mỹ Nhi ơi. L6L hả hay là số ký? Rồi ạ, à, lên cho em mọi người nhá. Chốt comment mã tím đi ạ, à, mã tím ấy. Size S này, chốt size S này. Rồi. Rồi lên cho em là mã tím đi mọi người. 99k em còn bao giá trên từng áo luôn các chị nhá. Chốt comment tím đấy. Tím 99k, lên mã tím mọi người, tím size M. Tím M nha mọi người, tím M 99k nha. M1XX đây. M1XXL, hồi nãy chưa chốt được xanh kia thì chốt xanh này giúp em. Lên mã cách tân. Rồi tím cho chị Hương Trịnh này. Tím này, Kim Mẫn lên số cho em ạ. Hương Trịnh có đơn, Kim Mẫn lên số này. Rồi cách tân cho em mọi người. M 1XX hả? M1XXL cho em mọi người 79k thôi. Lên mã cách tân, 79.000 cách tân. À, mặc 3X. Mặc 3X cho em chị Mẫn Nhi ơi. Rồi nhá, lên mã cách tân cho em mọi người nhá. Cách tân 79k kèm size M1X với 2XL. M1X 2XL cho em mọi người nhá. Tìm cho chị Nguyễn Oanh. Tìm cho chị Nguyễn Oanh. Rồi lên cho em cách tân đi mọi người, 79k thôi. Cách tân cho em 79k một áo thôi mọi người, quá đẹp luôn. Lên mã cách tân. Con này theo hoa đảo này. Cách tân 79k mọi người nhá. Kèm size kèm số điện thoại. Chị nào chốt cho em từ 4 áo đổ lên mọi người cọc nhá. Chốt từ 4 áo đổ lên các chị cọc. Hoặc là nhắn tin nhá. Rồi cách tân ạ. Cách tân. Cách tân XL tuyển, Thanh Tuyển Ngô. Cách tân XL cho Thanh Tuyển Ngô. Rồi ạ, à, mã cách tân cho em là kèm size đi mọi người. M1XL thôi. Rồi M cho chị Tâm Đào này, em đang cầm đây nha. M của Tâm Đào. Rồi XL Lan Nguyên, 79k thôi mọi người. Đẹp lắm. Còn một con XL thôi, chị nào chốt luôn cho em nhá. Rồi em còn một con XL mọi người. Cả một can hết các chị. Rồi lên xanh theo cho mọi người. Có từ S tới 2XL. Con này cũng sai nha, tay chốt. Cách tân hãy cho chị. Rồi cho chị Hà. Tuyết Hà gì đó. Tuyết Hà. Tuyết Hà anh Tuyết. Hết nhá, em hết cách tân rồi. Đây M đây này chị. 119k quá đẹp. Ôi màu này màu xanh nha. Xanh lá. Xanh lá giúp em mọi người nhá. Xanh lá. Có sai chị SML 1XX. SM 1XX không các chị, SM 1X với 2XL, không có L rồi. Rồi ạ, à, 119k lên mã xanh lá cho em, con này theo mọi người chất chi phong. Con này cho em là chất chi phong theo vi tính nữa các chị nhá. Theo này theo vi tính giúp em hết cách tân rồi. Rồi ạ, à, cách tân còn 2X mọi người. À hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã xanh lá kèm size mọi người nhá, 119k. Xanh lá cho em kèm size 119k áo mọi người, đẹp lắm luôn này. Rồi chốt comment mã xanh lá giúp em ha, xanh lá kèm size. Rồi xanh lá mọi người ơi, đúng mã nhá, xanh lá 57 kg. Rồi, Bảy Nguyễn đúng không? Bảy Nguyễn mặc XL này. Bảy Nguyễn mặc XL. Rồi ạ, à, xanh lá M này, Nguyễn Hồng. Xanh lá size L cho chị ạ. Mời em đang mặc. Thanh Tuyển Ngô. Xanh lá L cho Thanh Tuyển Ngô, còn L không chị? L không có, không có L. À không có L mọi người, sorry các chị không có L rồi. M1XX. Rồi ạ, à, 1XL cho chị Nàng Thi. Rồi kèm size cho em đi mọi người, kèm size giúp em nhá. Còn M, M, còn SM, 1XX, còn đủ size, SM, 1XX luôn, SM, 1XXL luôn, nha mọi người, không có L rồi, sorry các chị. Mẫu này hết size L nha mọi người nha, không có L, không có L. Rồi 66kg hả, mặc 2X đi hả? 66kg mặc 2X cho em nha chị Lê Kim Chi ơi, xanh lá đấy, 2XL chị Lê Kim Chi. Rồi chỉ 119k thôi mọi người nhá. Màu này đẹp lắm luôn này. 119k. Xanh lá 50kg là không có mặc xe M được không? Mặc M, M được á. Còn cái gì? XL. XL còn trang nail hả? Trang nail XL. Trang nail XL. Còn size S thôi, S và M. Còn SM thôi các chị, hết size to rồi. Xanh lá kèm size S hoặc M đi các chị ơi. Lên mã xanh lá cho em kèm size S hoặc M mọi người nhá. Em hết size to. Xanh lá 46kg em đang mặc này, chất M đi ha chị Kim Mẫn này.
S đi hả? Rồi chốt S nha, Kim Mẫn chốt S này, ok. Kim Mẫn mặc S cho tên 1m6. S thôi. Rồi nha mọi người ơi, xanh là còn S với M luôn các chị. Xanh là còn 1S 1M, chị nào chốt comment. Xanh là em còn 1S 1M, 119.000 giúp em nha mọi người nha, còn 1S 1M. Nhanh tay cho em nha mọi người nha. Xanh lá 53kg hả? Hết rồi chị. 53kg em hết rồi. Hết 53kg rồi. Thôi, lên xanh ngọc này đi. Bộ này. Bộ xanh ngọc này. FL, đây có L. FML 1XX. Rồi xanh lá hả? Mỗi xanh... bộ chỉ có một size. Rồi, mỗi size còn đúng một bộ thôi các chị. Bộ này comment cho em là mã bộ xanh ngọc đi ạ. Xanh ngọc kèm size FML 1XX luôn. FML 1XX với 2XL luôn cho em mọi người nhá. Bộ xanh ngọc 139k nguyên một bộ, mỗi size còn đúng một bộ thôi mọi người, nhanh tay giúp em. Đó, chị nào nhanh tay được nha mọi người nhá. Nguyên một bộ như này, gồm một áo một quần, 139k, lên cho em là xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc cho em kèm size và kèm xanh lời. Nguyên hàm đi, có tên chưa? Rồi ạ, à, rồi, có cho chị, rồi. Size L cho chị thuộc đoan còn không? Rồi, L đây, mỗi em mỗi bộ một size. À, mỗi size một bộ. Vậy nguyên hàm có rồi, vậy thì thuộc đoan không có rồi. Rồi, thục đoan chị sau, bắt đầu chị ơi, thục đoan sau. Rồi, XL ạ, à, cho chị à, nàng thi này, cố gắng nhá, lên đúng số cho em. Rồi, hết XL luôn. Hết XL luôn, còn SM với 2X thôi các chị ơi, 2X Nguyễn Nga hả, lên số cho em chị Nguyễn Nga. Nguyễn Nga cho nàng kèm số, em hết L rồi. Còn nó sẽ đi cùng tông với áo thơ nha chị ơi. Đó, đẹp lắm, rồi hết L rồi. Xanh ngọc size gì phải ok, nào? Ok Nguyễn Nga là size S này. Rồi, xanh là S cho xong Nguyễn. Ủa, Nguyễn Nga là 2X nè. Ủa, S mà ta? 2X à? Ủa ờ, đúng rồi, 2X, đúng rồi. Rồi, xong Nguyễn là xanh lá. Xong Nguyễn là cho xanh lá này, xanh S này. Ok, xong Nguyễn xanh lá này. Rồi nha mọi người, xanh ngọc nha. Xanh ngọc hở 50kg hở 50kg hồi nãy là chị gì? Chị chốt cho size M đúng không ta? Võ Phượng này. Rồi xanh ngọc còn S thôi các chị ơi, xanh ngọc em còn bộ S thôi. Hết M rồi chị. Còn S thôi, hết M luôn. Có Phương có S xong nguyên. Rồi. Hết M rồi. Hết M rồi còn S thôi các chị ơi, nhanh tay giúp em. Còn S với 2XL, thêm S đi chị. Rồi thêm S là mẫu nào chị xong nguyên ơi, xong nguyên chất mẫu nào comment đúng mãi giúp em nhá. Rồi xanh ngọc cho em còn S cho chị 139k nguyên bộ. Rồi còn S với 2XL. Còn S với 2XL chị nào chốt comment xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc kèm size S hoặc là 2XL cho em nha mọi người nhé. Chốt comment xanh ngọc. Rồi mã xanh ngọc kèm size đi mọi người. No tail size L. ML này M. Đây ạ. Rồi no tail cho em mọi người nhé. No tail kèm size màu hoặc L. No, trời ơi, màu nâu này sang lắm luôn nè mọi người. Cao 1m64, 63kg. Đúng rồi, mặc 2XL giúp em nhá. Đây nha mọi người, chốt comment mã nâu. Nâu kèm size màu hoặc L giúp em. Màu này sang lắm luôn mọi người. 119k 119k cho em mọi người nhá. Kèm size màu hoặc L. Lên cho em con này là mã nâu. Mã nâu mọi người nhá. Nâu 119, con này theo các chị chất đẹp lắm. Vải đẹp lắm luôn cho em mọi người nhá. 58kg vừa không em hả? Xanh ngọc còn 2X thôi, chỉ còn S với 2X thôi. Rồi chị nào cho comment cho em là mặc nâu. 50-55 là mặc được nhá. 50-55 thì mặc 2XL nha chị Quý Hoài ơi. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã nâu đi mọi người. Kèm size M hoặc L. M là eo 72 độ lại. Rồi size L là chị nào eo 76 độ lại cho em mọi người nhá. Chốt comment mã nâu. Rồi mã nâu cho em mọi người. Xanh ngọc hở số S cho chị Vi Tường. Rồi ạ, à, nâu size L cho Trang Nail. Xanh ngọc S cho Vi Tường. Rồi nâu ạ, à, không có XL chị. Nâu em có ML thôi mọi người nhá. 119k, cái màu này sang lắm luôn các chị ạ. Màu này sang lắm luôn nha mọi người. Nâu hả? Nâu L cho chị Như Quyền. Nâu L cho Như Quyền. Rồi nâu cho em kèm size kèm số điện thoại mọi người nhá. M hoặc L cho em. M hoặc L. M hoặc L nha mọi người nhá. 119k. M Huỳnh Thanh. Ok, M Huỳnh Thanh. Huỳnh Thanh này như chắc là ML. Rồi cả vẫn còn đủ cho em là ML mọi người nhá. Đủ size M với L chắc nhanh tay giúp em. Mã nâu. Mã nâu nha mọi người nhá. Nâu kèm size M hoặc L. Nâu 119k kèm size M hoặc L giúp em đi mọi người, lên mã nâu. Đẹp lắm. Không chốt cái này là tiếc này.
Không chắc cái màu này là tuyết lắm luôn nha mọi người nhé. Mã nâu. Rồi nâu kèm tay các chị chấm lên tương tác giúp em đi. Mọi người chấm lên tương tác nha. Rồi ạ, nâu lờ cho chấm thoa. Rồi em còn xem màu thôi nha. Nâu lờ chấm thoa, còn mờ. Còn mờ thôi mọi người. Nâu còn mờ. Nâu em còn mờ thôi mọi người. Nâu còn mờ thôi, nhanh tay giúp em. 65kg hả? 65kg để em lên mọi người. Hai áo cùng một size luôn hả chị ơi? ML, nãy comment LM. ML là 2 áo hả? 2 áo. Rồi ok, cái đó size gì đó? Size L. Ai cho mờ đây? Hết rồi. Được. Rồi nha mọi người, đây em lên tiếp các chị học mẫu này. SML. SML. SML XL cho comment mã hoa tím giúp em. Trời ơi đẹp chưa? Hoa tím cho em mọi người nhá, 99k thôi. Hoa tím 99k. Em nghĩ mã XL chị Quý Hoài ơi. Mã XL đây ạ. Rồi lên cho em con này là hoa tím mọi người, kèm size cho em. SML XL đủ size nha mọi người nhá, từ 40 cho tới 60kg em có size. 40 tới 60kg là em có size nha mọi người. Chị nào không biết mình mặc size gì cứ comment cho em chiều cao cân nặng bên em tư vấn size luôn nha. Rồi ạ, à, lên mã hoa tím đi các chị ơi. Hoa tím kèm size SML XL luôn cho em. Nâu không có XL rồi chị. Nâu không có XL rồi. Rồi lên cho em là hoa tím mọi người nhá. Hoa tím kèm size 99k. Rất đẹp lắm luôn. Hoa này hoa mẫu đơn nha, đẹp lắm. Hoa mẫu đơn nha mọi người. Đây này họa tiết cho em là hoa mẫu đơn. Rồi lên hoa tím kèm size đi mọi người. Hoa tím giúp em kèm size SML 1X. SML XL cho em mọi người 99k thôi. 99k một áo nha mọi người ơi, 99k áo. Nhanh tay giúp em. Hoa tím mạ Quý Hoài chắc là kèm số cho em chị ơi. Mã kèm size kèm số điện thoại trên cùng một dòng luôn cho em nha mọi người ơi. Mã hoa tím đẹp ạ, hoa tím này đẹp mà không chị nào chốt này. Hoa tím cho mọi người nhá, đủ size, hiện tại còn đủ size thì các chị chốt đi. Có ít thôi. Có mấy áo thôi, nhanh tay giúp em mã hoa tím đi ạ. Hoa tím cho mọi người nhá, kèm size kèm số điện thoại lên mã hoa tím này. Hoa tím kèm size SML 1XL cho em 99k. 99k thôi mọi người nhá, nhanh tay giúp em. Màu đỏ hả? Màu đỏ rồi ok này. Quý Hoài lên số cho em đi chị. Quý Hoài cho nàng kèm số cho em trời ơi. Quý Hoài này. Rồi XL cho Phạm Thông dồn. Xanh Ngọc là 139.000 nha, lấy lên. Hoa tím XL cho Phạm Thông dồn. Hoa tím XL Phạm Thông 99k áo. 99k, 99k áo. Quý Hoài lên số. Quý Hoài cho nàng kèm số cho em nha trời ơi. Cho nàng mã kèm số nha. Đây em lên cho các chị màu xanh bơ này. Màu xanh bơ này. Rồi 3 cái hả? 1x 2 cái xoay mờ. 3 cái. Chốt 1 x. Thôi không đủ 3 cái 1 x đâu. 1 cái 1 x 2 cái 1 x. Phải không? Đúng rồi, 2 m 1 1 x. 2 m 1 1 x. Ok Quý Hoài. Đây em lên cho mọi người màu xanh bơ nha chị ơi. Màu xanh bơ này em còn size L và XL. Hàng này cho em là hàng kim sa. Đây nha mọi người. Đó, đẹp lắm luôn. Xanh bơ cho em mọi người. Xanh bơ kèm size. Xanh bơ kèm size L hoặc XL cho em mọi người nhé. 159.000. 159k okay, cho em là hàng kim sa theo trên này cho em nha mọi người. 159 lên cho em là xanh bơ. Rồi nha mọi người, lên cho em con này là mã xanh bơ. Xanh bơ cho em mọi người nhé. Rồi ạ, 159k. 159 giúp em nha mọi người. Lên mã xanh bơ kèm sa. Rồi, sẽ thảo đỗ. Ok, thảo đỗ này. Rồi bộ xanh ngọc còn không ta? Xanh ngọc lời hãy thật rồi. Rồi xanh bơ đi mọi người. Coi thử bộ đấy xanh. Rồi ạ, à, rồi hoa tím lời cho chị điểm nhớ đấy. Hoa tím xanh lời cho điểm nhớ. Rồi xanh bơ lời cho chị ạ, à, tròn thoa. Xanh bơ lời tròn thoa. Xanh bơ xanh lời cho tròn thoa. Nói chung là nó có khác tâm hại thích hơn một tí nha mọi người. Không sao hết nhá. Nó tương tự như nhau á. Rồi xanh bơ lời cho thanh thủy ngô. Chị nào chốt cho em từ một áo là cọc nha mọi người. Cọc bạc chị đoạn. Rồi. Chốt chắc chắn nha Quý Hoài ơi. Chốt khó khăn rồi. Còn đổ qua đổ lại. Rồi nâu size L ạ. Còn ông ta hết rồi. Nâu size L em chỉ bằng size M thôi. Nâu em còn M thôi các chị. Nâu em còn M thôi. Nâu em còn M thôi mọi người. Rồi nha. Rồi ạ, à, xanh bơ cho em các chị ơi. Xanh bơ kèm size L hoặc XL hả? Trần Thoa. Trần Thoa, Thanh Tuyền Ngô. Ủa em in được mà. Thanh Tuyền Ngô, quần 60.000 một quần là quần mới các chị nhá. Quần 60k cho em là quần mới rồi xanh bơ. Có vàng trơn không hả? Vàng trơn hả?
Rồi theo dõi like cho em đi. Theo dõi like cho em nha mọi người. Màu trắng luôn nha chị ơi. Màu trắng có luôn. Rồi đẹp lắm luôn này. Xanh bơ đi mọi người. Xanh bơ kèm size. Xanh bơ nha mọi người nhá. LXL. Rồi lên cho mọi người một con xanh size S này. Xanh. Xanh này em có 2 áo thôi. S mặc vừa. Màu xanh là đẹp lắm luôn này. Màu này cho em là màu xanh cổ vịt. Rồi xanh này cho em là màu xanh cổ vịt nha mọi người nha. Xanh cổ vịt. Rồi lấy quần thì báo nhân viên gọi đơn cho bên nhá. Mai bên em gọi điện cho đơn cho chị Bảo lấy thêm quần nhá. Rồi ạ, mã xanh cho em mọi người ơi. Xanh này màu xanh cổ vịt nhá. Size S mặc vừa 40-48 kiểu chót này. 40-48 kiểu chót cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã xanh 99k. 99k lên cho em là mã xanh các chị ha. Xanh 99 ạ. Xanh 99k kèm số điện thoại. Các bạn này sang này. Sang mà không có kém độ tuổi mặc đâu. Đẹp lắm. Size S thôi. Rồi S thôi mọi người nhá. Lên mã xanh. Rồi xanh cổ vịt S này, Quý Hoàng chị chốt nhiều size mềm cho thuê Quý Hoàng ơi, chị nhắn tin vào trong bài giúp em đi chị ơi. Nhắn tin luôn cho em nha chị Quý Hoàng nhá. Rồi xanh em còn một can. Xanh size S em còn một, chị nào chốt comment nha. Xanh, xanh S còn một nhá. Xanh size S em còn một này. Vàng mờ. À sorry cam. Màu này màu cam. Màu cam bữa hôm hả. Rồi ok này. Rồi à, con này size M cho em mọi người. Rồi xanh cho chị Phạm Ngà. Xanh trong cạnh này em hết xanh. Nghe kỹ size nha mọi người, nghe kỹ size. Rồi cam cho em mọi người các. Ồ con này thổ cẩm đẹp lắm luôn. Size M chả động chật nha. Size M cho em hết xanh rồi, em hết xanh rồi. Rồi con này chị đặt size M cho comment cho em là mã cam. Con này nó farm nó hơi lửng chút xíu. Farm hơi lửng chút xíu giúp em nha mọi người nhá. Họa tiết thổ cẩm này đẹp lắm luôn lên cam. 99k cho cam cho em mọi người nhá. Con này hơi lửng chút xíu thôi. Rồi lên cho em là cam size M mọi người, eo 72 chốt. Eo 72 chốt cho em mọi người nha. 68 kính hả, mặt tách cái lời cho em đi chị nhá. Rồi ạ, à, lên mã cam đi mọi người. Cam, ui, tròn 400 mắt luôn. Rồi ạ, à, mã cam cho em mọi người nhá. Cam giúp em, cam. Cam 99k mọi người, lên mã cam giúp em ha. Chốt comment cho em là mã cam. Rồi, nhiều video này em lên đủ size đi. Lên hàng SM thôi. SM. Ồ xa SM. SM. Rồi ạ, à, mã cam, mã cam sẽ mở cho chị Nô Phạm. Cam sẽ mở cho Nô Phạm. Ủa hết cam rồi, đây, đây đây, cam đây. Cam cho chị Nô Phạm, em hết cam. Rồi lên cho mọi người nguyên một bộ này. Bộ này có mệt bộ hoa vàng đi. Bộ hoa vàng, hello chị Trần Thúy Nga, lâu ngày quá chế. Rồi ạ, à, bộ hoa vàng cho em kèm size nhá. M, SM. SM cho em mọi người nhá. SM và 2XL, SM với 2XL. 2XL em chỉ có đúng một bộ thôi nha mọi người. Lên cho em là mã bộ vàng. À bộ hoa vàng. Bộ hoa vàng là 139k. Nguyên một bộ gồm một áo một quần cho em như này nha mọi người. 139k thôi. Chị nào chốt comment nhanh tay giúp em là mã hoa vàng. Hoa vàng giúp em mọi người nhá. Mã hoa vàng kèm size. Hoa vàng kèm size mọi người nhá. Rồi 2XL cho Lưu Thị Diệp này. 2XL cho chị Lưu Thị Diệp này. Hoa vàng ạ, size cho chị Vi Trần Hà. Rồi ạ, à, hoa vàng M cho chị Nguyễn Hồng. 2XL cho Lưu Thị Diệp này. Rồi hoa vàng ạ, M hả, M còn này. M là của chị Hồng Hạnh Nguyễn này. M cho Hồng Hạnh Nguyễn, không có L mọi người, không có L. Rồi còn S với M mọi người, em còn SM thôi, SXL rồi. Em còn SM thôi, không có L đâu chị Nguyễn nhớ. 139k thôi, rồi hoa vàng S hả, cho chị Nguyễn Phượng. Hết S luôn, còn M. Còn M nha mọi người, còn M thôi. Hoa vàng còn size M thôi các chị, hoa vàng còn M. Em hết cam rồi. Đây, lên cho các chị màu trắng. Trắng, hết cam. Cờ một con trắng cờ Mỹ giúp em này. Trắng cho em cờ Mỹ đây các chị ơi. Đẹp lắm luôn. Con này chị nào chốt comment mã trắng này. Kèm size SML. Rồi SML số lượng rất là ít luôn. Chị nào chốt nhanh tay giúp em. Rồi mỗi size có 1 tới 2 áo thôi mọi người nhá. Nhanh tay giúp em mặc trắng. Size L đi chị ơi. Rồi mã trắng che mọi người nhá. Hoa vàng hả, eo 75 hả, eo 75 không có rồi, không có XL, không có L rồi. Rồi à, lên mã trắng che kèm size mọi người 99k. Đẹp lắm luôn che mọi người nhá. Lên che là mã trắng kèm size SML. Hiện tại còn đủ size các chị chốt nhá. Còn mấy áo thôi mọi người. Mỗi size em còn 1 tới 2 áo thôi các chị nhá. Lên mã trắng giúp em. Mã trắng kèm size SML mọi người nhá. 99k một áo ạ. 99k một áo, chị nào chốt comment mã trắng kèm size ha. Rồi trắng cho em kèm size và kèm số điện thoại nhá. Còn M thôi chị. Còn M Lưu Thị Diệp lấy luôn đi chị ơi. Lấy luôn đi chị Lưu Thị Diệp ơi, còn size M thôi. Cả đúng một bộ M thôi.
Rồi. Nhanh tay giúp em đi, chốt comment cho em là mã trắng đi các chị ơi. Mã trắng kèm size. Mã trắng cho em kèm size và kèm số điện thoại đi mọi người. Lên mã trắng nhá. Hoa vàng mờ. Rồi Helen Nguyễn nhá. Ok, hết hoa vàng nhá. Bộ hoa vàng em hết rồi. Rồi mã trắng đi mọi người. Trắng cho em kèm size SML99K, không chốt cái mẫu này là tiếc nha mọi người. Chị nào hồi nãy này hỏi mẫu trắng chốt mẫu này giúp em. Rồi trắng nhá, trắng kèm size em hết rồi. Chị Lưu Thị Diệp ơi hết mất rồi. Mọi người phải nhanh tay nhá. Rồi trắng cho em mọi người nhá. Trắng kèm size hoa vàng mờ em hết rồi. Mà cái chị chậm quá. Trắng nha mọi người nhá, trắng mờ Nguyễn Hồng. Trắng mờ chất Nguyễn Hồng. Chị nào em có đập tên thì mới có đơn nha các chị nhá. Rồi ạ, à, trắng lời cho Tâm Tào. Ồ, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn nha mọi người nhá. Chị nào mà đợi từ 4 áo. Quần tính riêng nha mọi người. Chốt từ 4 áo với chị cọc nhá. Quần là tính riêng 60k một quần nha chị Nguyễn Thị Hiền nhá. Rồi trắng kèm size đi mọi người ơi, chốt comment mã trắng nhá. SML. SML có mấy áo không, nhanh tay giúp em. Rồi trắng cho em kèm size SML mọi người, lên mã trắng giúp em ha. Mã trắng kèm size. Rồi chúng ta xanh cổ vịt theo này. Xanh cổ vịt theo em còn một là size L. Size L cho em chắc comment xanh cổ vịt 119k, hàng này theo này. Rồi hoa vàng hả? Hết lâu rồi. Hoa vàng em hết rồi chị, em còn mã trắng. Em còn mã trắng các chị nhá. Rồi à, xanh cổ vịt cho em mọi người size L, eo 76 đổ lại chốt. 55kg đổ lại eo, chị nào 76 chốt cho em mọi người nhá. Chắc comment cho em là mã xanh cổ vịt 119k, xanh cổ vịt con này hàng theo. Hàng này hàng theo giúp em mọi người nhá. Lên mã xanh cổ vịt cho em ha. Rồi xanh cổ vịt cho em là size L 119k, chốt comment mã xanh cổ vịt 119 này. Xanh cổ vịt cho em nhá, 119k kèm số điện thoại, lên mã xanh cổ vịt. Long đài hả? Long đài. Xanh cổ vịt L cho long đài. Rồi lên cho mọi người hồng. Hồng cho em size M mọi người, chốt comment mã hồng. Hồng size M, eo 72 mặc vừa, lên mã hồng. Eo 72 mặc vừa, ca này chị nào chốt comment hồng. Hồng trên 99k mọi người, hết cổ vịt rồi, lên mạng hồng đi. Hồng size M mọi người, eo 72 chốt nha, lên mạng hồng 99k. 99k lên mạng hồng. Hồng M cho em mọi người nhá, chốt comment mạng hồng, hết cổ vịt rồi. Hồng M cho Lưu Thị Việt, em hết rồi. Hết gì ta, xanh cổ vịt em hết rồi. Xanh cổ vịt, hết rồi. SM, XL. SM, XL lên bộ vàng. Trời ơi, mạng vàng này vàng tươi. Vàng này cho em là vàng tươi luôn cho em mọi người nhá, đẹp lắm luôn. Lên lại bộ vàng kèm size. Bộ vàng cho em kèm size mọi người nhá, S, M, XL. Mỗi size còn một bộ thôi. Hồng mà hết hồng rồi hả ta? Hết hồng rồi. Rồi ạ, à, lên cho em mọi người nhá. Mã bộ vàng kèm size 139k. Nguyên một bộ gồm một áo một quần giúp em như này nha mọi người nhá. Rồi ạ, à, XL. Có, trang nail. Rồi trang nail XL, còn SM thôi. Còn SM. Còn SM. Còn SM mọi người. Hết XL rồi các chị ơi, không còn size L rồi. Rồi ạ, à, bộ vàng kèm size S hoặc M đi các chị ơi, bộ vàng. Rồi kèm size S hoặc M cho em nha mọi người nhá. 139k nguyên một bộ gồm một áo một quần giúp em. Còn SM thôi mọi người, còn SM thôi, chị nào size nhỏ hốt bộ này đi. Bán luôn nha chị Đoàn Minh Quý Thúy. Rồi ạ, à, lên cho em mọi người nhá, chốt comment bộ vàng. Bộ vàng, bộ vàng, bộ vàng, bộ vàng kèm size. Bộ vàng còn SM các chị ơi, còn SM thôi, nhanh tay. Bộ vàng hả, Hạnh Lê Thị này, vàng M lên số cho em chị ơi. Chốt hàng mã kèm số cho em nha mọi người nhá, mã kèm size và kèm số điện thoại. Rồi ạ, à, bộ vàng còn S với M, không có L rồi. Bộ vàng còn kèm size S hoặc M thôi. S hoặc M thôi cho em nha mọi người, S hoặc M thôi. Bộ vàng, bộ vàng, bộ vàng. Bộ vàng M Lê Thị Kiều Lan. Lê Thị Kiều Lan. Hạnh Lê Thị lên số nha. Hạnh Lê Thị lên số cho em, xanh cốm nè. Xanh cốm này em có size S thôi mọi người, hàng theo S M. Bỏ dâu hả? Rồi ok, đợi chút. Thôi vàng M. Kim Anh Phan. Ok, Kim Anh Phan có đơn. Em nhận được hàng rồi, cảm ơn chị Phạm Uyên này. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người nhá. Mã xanh cốm này, hàng theo. Xanh cốm cho em kèm size S hoặc M 119k. Sắp em ở đây quá. Rồi ạ, à, lên cho em là mã xanh cốm các chị ơi, xanh cốm kèm size S hoặc M. S hoặc M cho em mọi người. Cái màu này mặc lên cực kỳ sáng da luôn cho em nha mọi người nhá. Chốt comment xanh cốm đi. Xanh cốm nha mọi người nhá, xanh cốm kèm size S hoặc M. Chị nào lấy quần ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn màu quần cho các chị luôn nhá. Vàng ạ, size nhỏ Nguyễn Ngọc. Size bao nhiêu? S hay là size M chị ơi? S hay M chị Nguyễn Ngọc ơi. Xanh cốm M ạ. Rồi hàng Vũ Thị xanh cốm M. Xanh cốm còn S thôi sao này. Xanh cốm còn S thôi mọi người. Xanh cốm còn size S thôi các chị ơi. 100 nặng 119k. 119k.
Rồi 119k nha mọi người nhá. Lên cho em con này là mã xanh cốm. Xanh cốm P mọi người, mã xanh cốm kèm size F thôi, còn F thôi. 119 lên xanh cốm P. Xanh cốm Hạnh Lê hồi nãy chốt mã gì đây? Mọi người chốt mã. Đâu rồi, qua rồi, chốt từ người khác rồi. Mã kèm size kèm số trên cùng một dòng giúp em đi thì em mới chốt được mọi người. Chứ có chị chốt cái này không chốt được đâu. Bộ SM, SML. Xanh cốm S cho Huyền Lê Ngọc. Rồi ok. Size bao nhiêu chị? S SM, cái đó bộ gì á? Đen các bạn ơi. Rồi bộ đen em xả luôn nhá. Còn đúng duy nhất một bộ. Một bộ cho em màu đen mọi người nhá. Bộ đen, con này là theo cho em là theo theo ren đồng nha mọi người nhá. Đây này, kèm cho em quần màu vàng đồng luôn. Rồi ạ, lên cho em là bộ đen set mọi người nhá. Có đúng duy nhất một bộ thôi. Màu đen em có đúng duy nhất một bộ thôi mọi người nhá. Đổi vai, trời ơi các chị ơi, chất vậy em không chốt đâu. Đổi vai đổi lại mất công. Rồi ạ, lên cho em là mã bộ đen mọi người nhá. Bộ đen set mặc vừa 40 từ 4 tàn kính các chị chốt cho em mọi người nhá. Bộ đen, nguyên một bộ gồm một áo một quần. Nhanh tay cho em có đúng một bộ thôi, bộ màu đen nha, bộ đen đúng rồi. Bộ đen. Hạnh Lê có đơn nha Hạnh Lê ơi. Anh Kim Anh Phan hả, lấy xanh cốm xanh gì? Hết rồi. Có đơn chị ơi. Rồi nha mọi người nhá, bộ đen cho mọi người nhá, size S lên bộ đen, bộ đen S này. Bộ đen size S mọi người nha. Rồi. Bộ đen chị Đoàn Đoàn Minh Thúy nãy giờ chị hỏi gì đó. Size S đảm áo không đủ đâu chị Văn Út ơi. Đây em lên thay cho mở size L. Rồi. Đỏ cho em mã trầu mọi người, đỏ mã trầu. Có hết cho các chị, có hết cho em hỏi. Đỏ mã trầu cho em mọi người nhá. Mã trầu cho em kèm size đi các chị. Mã trầu nhá, kèm size M hoặc L cho em mọi người 119k lên mã trầu con này hàng theo. Mã trầu kèm size đi các chị ơi. 119. Cái đơn hàng của chị là bên em gọi chị 6 lần thì không nghe máy nha. Rồi mã trầu kèm size đi mọi người, M hoặc L 119k. 119k kèm size M hoặc L cho em nha mọi người nhá. 119.000 này lên cho em là mã trầu. Màu này là màu đỏ bã trầu giúp em nha mọi người nhá. Em còn mấy áo thôi, nhanh tay giúp em ha. Rồi, L này. Bã trầu ừ, size L Hạnh Lê. Rồi kèm size M hoặc L. Lưu Thị Diệp L. L, S, L còn mấy áo thôi. L cho chị Lưu Thị Diệp. Rồi L cho Lưu Thị Diệp. Hết rồi, còn size M thôi. Còn M thôi mọi người, còn size M thôi. Bã dạ, trầu size M. Chút xíu để em lên chị ơi. Bã trầu M. Đáp 8 ký bằng XL. Bã trầu M cho chị ơi, bã trầu size M đi. Bã trầu M nhá. Ờ, em đang lên hàng, từ từ đó em lên hàng dâu chị ơi. Từ từ lên hàng dâu nhá, rồi còn M thôi các chị. Bã trầu cho em là size M mọi người nhá, 119k, chốt nhanh cho em. Cái chất theo này về các chị nhận hàng, trời ơi mê luôn á nhá. Rồi ạ, à, bã trầu ạ, à, size bao nhiêu chị Lê 7 á, còn M thôi. Lê 7 chất size bao nhiêu comment. Còn M thôi nha chị Lê 7 ơi, nhá, bã trầu M cho hàng nguyên. Bã trầu M cho hàng nguyên, Lê 7 kèm size, đây M đây, hàng nguyên. Rồi nha mọi người ơi, bã trầu còn M thôi. Bã trầu M chị đơn bạn. Có S luôn, bã trầu có S luôn. Bã trầu có size S luôn nha mọi người nhá. Bã trầu em có size S luôn. Lô Phạm có bã trầu M. Rồi à, cái trắng hoa tím size gì vậy em? Cái nào chị? Trắng hoa tím á, cái này chết. Rồi cái vàng này còn không ta? Vàng này size M cho em mọi người nhá. Chốt comment mã vàng. Vàng M cho em 99k. Rồi bã trầu M cho. Bã trầu M Vân Lê. Bã trầu M cho chị Vân Võ Kiều Thu. Rồi bã trầu 52kg hả? Không vừa rồi. 52kg hết size rồi. Rồi nha, bã trầu em còn size 50kg bỏ lại thôi các chị. S với M nhá. Rồi vàng cho em này mọi người. Vàng size M cho em 119k. Lên mã vàng. Vàng size M 119 các chị ơi. Lên mã vàng. Mã vàng size M. Vàng size M 110. À, sorry mọi người 99k. Sorry các chị chốt lại đi. 99k lên cho em là mã vàng các chị ơi. Vàng 99k lên vàng. Vàng 99k kèm số điện thoại nhá. Lên mã vàng, vàng 99. Trời ơi, đơn đấy còn nữa đâu mà gọi lại chị ơi. Rồi mã vàng nhá, vàng. Gọi chị rất là khó khăn luôn trời. Vàng 99. Vàng. Vàng 99. Vàng 99 cho Lưu Thị Diệp. Vàng 99 cho chị Lưu Thị Diệp. Đây, em lên tính cho mọi người đây. Đây, size ta chốc mẫu này che mọi người nhá. Tìm theo. Tìm cho em mọi người nhá. Em có size 1X với 2XL. 1X 2XL cho em mọi người nhá. Lên mã tím này. Tím kèm size M. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã tím mọi người. Vàng M em hết rồi, vàng M em hết rồi. Rồi lên cho em con này là tím mọi người. 119k lên mã tím kèm size 1X hoặc 2XL. 1X hoặc 2XL, XL là L80, 2XL là cho em là L85 nha mọi người. Lên mã tím kèm size.
tìm cho em kèm size mọi người nhá. 1X hoặc 2XL cho em 119k thôi. Rồi rồi ạ, lên cho em mọi người nhá. Chốt cái mail cho em là mã tím. Mã tím cho em mọi người nhá, mã tím đâu? Sáng mai làm gì có gọi đơn. À, rồi. Em like cả ngày mà chị ơi, sáng mai. Sáng mai mới gọi nhá, sáng mai mới gọi điện nhá các chị nhá. Rồi ạ, lên cho em là tím đi các chị ơi. Tím này, tím cho em kèm size. Tím kèm size 1X hoặc 2XL cho em mọi người, em hết vàng rồi. Hết vàng rồi. Hết vàng rồi mọi người, lên tím đi ạ. Lên tím giúp em nha mọi người. 1X hoặc 2XL 119k. Tím 119, tím này tím theo á. Tím theo nha mọi người nha. Rồi lên hồng, tầm size ML. Tím 2X, đậu Thị Hương. Đậu Thị Hương cả đơn. Đậu Thị Hương cả đơn. Hồng ML. Hồng này còn size ML 99k. 99k chị nào chốt comment mã hồng. Mã hồng kèm size cho em M hoặc L mọi người, 99k một áo thôi. Rồi tìm XL áo cưới Thanh Mai. Tìm XL đấy. À, áo cưới Thanh Mai. Rồi ạ, à, lên cho em đây là mã hồng mọi người nha. Mã hồng, hồng kèm size M hoặc L 99k một áo. Các chị ơi nhanh tay giúp em lên mã hồng. Còn mấy áo thôi mọi người nhanh tay nhá. Chốt comment cho em là hồng 99k kèm size M hoặc L cho em. M là L72, L L76 giúp em các chị nhá. 99k lên mã hồng, hồng kèm size. Hồng kèm size cho em mọi người nhá. Hồng M cho Hà Nguyên rồi. Hồng M cho Minh Bảo Văn. Ok, L78 mắc cho em XL đi chị nhá. L78 mắc XL cho em chị Kim Anh Nguyễn thôi. Rồi hồng L cho chị Trang Mail. Hồng cho em mọi người nhá, kèm size M hoặc L. 99k size L và size M. Còn M cho mọi người, hồng M. Có phải Minh Văn có đơn chưa? Rồi. Rồi. À, rồi rồi. Hà Nguyên có phải không? Rồi ạ, hồng M đi các chị, hồng còn M. Hồng em còn size M mọi người nhá. Rồi áo hồng nha, quần bán riêng nha. Áo lẻ, quần hồng bán kèm riêng. Size các chị ơi. Còn hồng M thôi mọi người. Hồng M kèm size và kèm số điện thoại lên mạng hồng M. Hồng M kèm size kèm số cho em mọi người nhá. Hồng kèm size đây, em lên cho mọi người mẫu vàng đây. Không chốt được vàng kia thì chốt vàng này. Em thấy chị Hạnh Nguyễn này. Trời ơi, đẹp bao hoa vàng. Hồng M cho chị Kim Kim. Hồng vàng kia, hồng M Kim Kim. Võ Kiều Thu ơi, chất size bao nhiêu nãy là size M sao hả? Hồng kèm size đi các chị ơi, em còn hồng còn M thôi. Còn M thôi nha mọi người nhé, còn M, hồng còn M. Rồi ạ, à, cái này từ size S tới size 4XL luôn cho em, đủ size từ 40 cho tới khoảng 70, 75 kg luôn. 75 kg luôn đó các chị, phải mà chị em mặc size 3X chị ơi. Ở đây, 70 kg thì chất mẫu này, tới 75 kg luôn cho em. Từ 40 tới 75 kg em có size, lên hoa vàng cho em. Size. Hoa vàng kèm size 99k nha mọi người, lên hoa vàng cho em đẹp lắm luôn. Hoa vàng kèm size 99k mọi người nhá, 99k. Đủ size S, M, L, 1X, 2X tới 4XL luôn cho em mọi người nhá, 99k thôi. Rồi nhá, nhanh tay cho em mọi người. Rồi. Và size L. Rồi, vàng L, vàng L ạ. À. Nguyễn Kim Chi. Vàng L cho nàng Thi. Hết rồi. Mỗi size chỉ có một cái thôi á. Trời ơi, mỗi size em chỉ có một áo thôi, 2XL cho Nguyễn Hiếu. 2XL Nguyễn Hiếu. Mỗi size có đúng một áo thôi mọi người ơi, nhanh tay giúp em. Trời ơi, đẹp lắm. XL cho chị, cái chị gì mà Lê Thị Ẩm này. M2X3X4X 69kg Lê Thị Ẩm này. 2X3X thì chị Mầm Non Bình Minh dồn đơn. Mầm Non Bình Minh 2X3X nè. Ok. Rồi, 69kg cho Lê Thị Ẩm này. 69kg là bà size 4X đi. Rồi, 70kg cả năm chị. 70kg 4X còn. Minh Võ Văn này, ok, Minh Võ Văn có đơn 2X còn. Minh Thanh 3X nè. Minh Thanh 3X rồi, ok. Rồi, còn S, M. Còn S với M thôi, nhanh tay. Còn hai áo S với M thôi mọi người nhá. 99k. Ủa? Ủa, tưởng chị phải ít. Nãy giờ thấy chị ở đây. Còn X lớn thì... X lớn, còn S thôi. Rồi vàng nha mọi người nhá, vàng, mã vàng. Vàng này 99k nha mọi người nhá, vàng 99k. Còn SM thôi. Còn SM thôi các chị nhá, lên mã vàng. Vàng kèm size SM. Vàng XL em hết rồi. Bộ xanh dương. Bộ xanh dương M1XXL lên mã bộ xanh, bộ xanh. Bộ xanh cho em mọi người nhá, màu này màu xanh dương giúp em, lên mã bộ xanh. Bộ xanh cho mọi người nhá, nguyên nội bộ 139k lên bộ xanh. 139 nha mọi người ơi, lên mã bộ xanh. Bộ xanh 139 cho mọi người nhá, chốt comment mã bộ xanh cho em thôi. Còn chỉ còn 7 thôi chị. Hết rồi.
Bộ xanh đi mọi người, kèm size M1XXL. M1XXL cho em mọi người nhé. Rồi bộ xanh đi ạ, mã bộ xanh kèm size 139.000 lên bộ xanh. Có mấy bộ thôi, nhanh tay. Bộ xanh size 1X trang nail. Có mấy bộ thôi mọi người, nhanh tay. Còn M với 2X thôi. Còn M với 2XL mọi người nhé. Bộ xanh còn M với 2XL các chị ơi, 139k. 139k. Rồi ạ, 2XL 65kg chị nhá. 65kg mà 2XL. Rồi ạ, hết rồi, hết là hết XL rồi. Rồi bộ xanh cho em mọi người nhá, còn size M với 2XL. Còn M với 2XL mọi người nhá, rất comment bộ xanh. Xanh kèm size. Bộ xanh size M chị Hiền Võ. Rồi, bộ xanh M chị Hiền Võ. Còn 2XL, 2XL là 60, 65 các chị ơi. 60, 65 tí mặc vừa cho em nha. Đây. Tím ở trên cây là tím size gì em? Xem đi. MLXL. MLXL lên tìm theo 119k nha. Mã xanh 57kg em hết rồi. Xanh 60-65kg nha mọi người ơi. Bộ xanh còn 60-65kg thôi ạ. Rồi tìm cho em mọi người nhé. MLXL. MLXL lên tìm theo cho em 119k. Đẹp lắm luôn. Tìm theo 119 cho em kèm size MLXL các chị ha. Lên cho em là mã tìm theo. Rồi tìm theo cho em mọi người nhé. Tìm theo kèm size. Tìm theo cho em kèm size và kèm số điện thoại mọi người nhé. MLXL 119k. 119k. Vải này cho em chất chi phong là mọi người đẹp lắm. Vải này chất chi phong. Rồi xanh còn size 2X chị nhá. Xanh còn size 2X thôi chị ơi. Rồi tìm ạ, tìm theo kèm size MLXL các chị ơi. MLXL cho diễn phan, diễn phan. Rồi còn ML. Còn ML thôi, nhanh tay. Còn 1M 1L. Còn 1M 1L thôi mọi người ơi. Rồi 1M 1L giúp em lên hàng sau mất rồi chị. Lựa mã khác giúp em nhá. Rồi ạ, tìm theo các chị ơi, kèm size M hoặc L. Tìm theo kèm size M hoặc L cho em 119k nha mọi người. 119k chất chi phong. Vải lụa chi phong nhá. Vải lụa chi phong giúp em nha mọi người. Theo đấy vải lụa chi phong luôn. Lụa tam hả? Phong nha chị. Rồi lụa tàm nha chị à, ngoan lê ơi, cái đấy lụa tàm, cái này mà chất chi phong này. Tìm theo em hết rồi chị ơi, tìm theo chị còn size gì, size M, size L. ML, tìm theo còn ML các chị. Rồi bộ xanh này lên cho em là xanh đậm đi. Tìm L cho ngoan lê, ok này, còn M, tìm em còn M các chị, nhanh tay giúp em. Rồi ạ, bộ này comment cho em là xanh đậm đi mọi người, còn đúng duy nhất một bộ thôi là size L. Eo 80 đổ lại mặc ok cho em mọi người nhá. 60kg đổ lại eo 80. Rồi chị nào cho comment cho em là mã xanh đậm với chị ha. Xanh đậm 139k nguyên một bộ. Xanh đậm 139k đầu lên rồi. Rồi ạ, lên cho em là mã xanh đậm với chị ơi. Xanh đậm cho em XL eo 80 đổ lại. Chị nào 60kg đổ lại luôn cho em mọi người nhá. Lên mã xanh đậm. Xanh đậm 139 kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. Cho comment mã xanh đậm. Rồi xanh đậm cho Lê Hàng này. Xanh đậm cho Lê Hàng này. Rồi em hết nhá. Rồi bộ đỏ. Bộ hoa đỏ còn S với M, hết xanh đậm rồi. Hết xanh đậm rồi. Rồi bộ này comment cho em là bộ hoa đỏ kèm size S hoặc M, 139k lên hoa đỏ. S M 2XL, xanh đậm em hết. Hết xanh đậm rồi. Rồi comment cho em là hoa đỏ mọi người ơi. Kèm size S M hoặc là 2XL, mỗi size còn đúng một bộ thôi. 139k lên cho em là bộ hoa đỏ, mã hoa đỏ đi ạ. Hoa đỏ cho em là kèm size các chị ơi, hoa đỏ kèm size 139. Hoa đỏ kèm size 139 lên hàng lên lại số các. Hoa đỏ cho em đi mọi người, kèm size SM hoặc là size 2XL cho em mọi người nha. Còn đúng 3 bộ, 3 size 3 bộ thôi các chị, nhanh tay giúp em. 139k thôi các chị ơi. 139.000 lên mã hoa đỏ kèm size. Thấy chị Thìn Trương nha. Thấy chị Thìn Trương rồi, lên hoa đỏ đi các chị ơi. Hoa đỏ kèm size, hoa đỏ kèm size. Hoa đỏ kèm size, rồi bộ trắng này còn S thôi. Bộ trắng này còn size S thôi mọi người nhá. Trắng con này theo hoa đỏ luôn. Lên mã bộ trắng size S. Dạ người quay giúp em chị Nguyễn Kim Chi ơi. 40-48kg mắc ok nhá. Lên trên là bộ trắng đi ạ. 139k luôn. 139.000 chị nào cho comment bộ trắng giúp em nhá. Bộ trắng 139 kèm số điện thoại. Lên mã bộ trắng cho em mọi người nhá. Bộ trắng 139. Bộ trắng cho em là 139 hoa đảo hả? Hoa lên này chắc sao bao nhiêu ta? Xe L hả? Không có L rồi. Hoa đảo không có L. Hoa đảo XL thu lương. Làm gì có? Có SM với 2X mà. SM với 2X thôi, hoa đảo là SM với 2X thôi các chị. Rồi ạ, à, bộ trắng đi. Bộ trắng là size S nha mọi người ơi. Bộ trắng là size S nha. Thôi, đen 47kg à, không, size M đi chị ơi. Đẹp không các chị? 47kg đó chị cao, bên đen. Trở lên là được. Ok, ngoan lê, chúc size M nha. Rồi, ok, ngoan lê, size M chúc ngoan lê.
Rồi bộ trắng chị dâu tay tay. Rồi ạ, chờ dâu tay tay ok cả đơn. Rồi mẫu này cắm lên trên là mã gì đây? Đen từ size S tới size 3XL. Từ size S tới 3XL. Trời ơi đẹp lắm luôn, lên mã đen. Mỗi size em có một áo thôi, các chị nhanh tay giúp em nhá. SML mỗi size tay luôn cho em, mã đen. Mã đen cho em kèm size mọi người nhá, 99k. Đen kèm size kèm số điện thoại mọi người nhá, 99k một áo thôi. Trời ơi nhanh tay giúp em. Rồi, đen ạ, size nào cho chị nàng thi? Đó. Rồi Trinh Diễm Nguyễn 3XL. Chị nào được đọc tên mới có đơn nhá. Chị nào được đọc tên mới có đơn. Huỳnh Thị Thương chốt mã gì chị ơi? Nhanh tay giúp em nào, chốt comment cho em là mã đen. 3XL còn không em? Không có hết ạ. Không có rồi. Đen size L chị Trang đeo. Rồi. Đơn nhiều cặp kẹt nha mọi người nha. Đen 3X, 2X có không chị? 2X, 3X cho chị Mầm Non Bình Minh. Mầm Non Bình Minh là cái cộng cao cho chị ơi. Rồi nha mọi người, mã đen, đen kèm size, còn S. Đen XL rồi cho chị Lê Hằng. À, hết rồi. Hết XL. Hết XL luôn. 75kg chị mặc 4X cho em nha. Rồi còn SML mọi người. SML 2X. SML 2XL cho em mã đen. Mã đen kèm size SML 2X các chị ơi. Rồi chốt comment đen nha, em còn mấy áo thôi. Lên mã đen, đen 99k. 99.000 thôi các chị ơi, 99k thôi, lên mã đen kèm size. Đen 2X nè, Bùi Bích Thịnh cho hàng kèm số các chị rồi. Ơi. Có đơn rồi. Rồi ok, 2X cho chị Bùi Bích Thịnh. Đã có rồi. Còn SML. SML nhá, đen kèm size SML, còn đúng 3 áo 3 size các chị. Còn đúng 3 áo 3 size mọi người nhá. Đúng đen. Rồi, chưa gọi nhá. Đen size M chị Nguyễn Phượng. Rồi ok, Nguyễn Phượng có đơn. Nguyễn Phượng có đơn. Nguyễn Phượng lần này cố gắng nghe máy nha. Em còn size XL. Còn S với L mọi người, còn S với L. Xanh theo mọi người, đen em còn, SL. Đen mờ chốt rồi. Rồi mẫu này có size M. Rồi xanh theo cho em mọi người nhá. Màu xanh dương, đẹp lắm luôn. Xanh đứt mẹ. Màu kia kìa, nhạt hơn. Rồi à, lên cho em con này mọi người nhá. Chốt comment xanh theo, đẹp lắm luôn các chị. Xanh theo cho em size M mọi người nhá. 50kg thở lại L72. Lên đen lờ dùng cho chị Nguyễn Giang. Rồi đen L cho Nguyễn Giang. Đen em còn S thôi các chị. Đen còn S nha. Chị nào mặc S chắc luôn ạ. Rồi ạ, xanh theo mọi người nha. 119k. Lên mạng xanh theo cho em. Xanh theo xe M 119k. Xanh theo của chị Thu Hồng một cái. Rồi ạ, em còn một. Rồi xanh theo ạ, kèm số điện thoại. Hiền Võ chất hàng kèm số cho em. Rồi Hiền Võ chất hàng lên số. Rồi ok, xanh theo chị Hiền Võ hết okay. Đơn luôn. Hết luôn. Em hết xanh theo rồi. Hết xanh theo rồi. S với XL. Rồi S với XL em hết xanh theo rồi. Đây nha mọi người, S với XL lên tím theo. Tím theo cho em mọi người nha. Tím theo phải này, phải gì ta, đẹp lắm luôn này. Rồi lụa tằm giúp em nha mọi người. Lụa tằm. Rồi lên cho em là tím theo đi các chị ơi. Tím theo kèm size S hoặc là XL. Còn đúng 2 size thôi mọi người, còn mấy áo thôi. Nhanh tay giúp em lên mã tím theo. 119k nhá. 119k lên cho em là tím theo kèm size S hoặc là size XL cho em mọi người. 119k đẹp lắm luôn mọi người nhá. Màu này một tím khỏe. Rồi ạ, à, nhanh tay cho em đi mọi người ơi. Mã tím theo có von không hả? Phải von hả? Các chị ơi, phải von hả? Dạ, có tím theo XL. XL cho Bích Thuận này. Rồi tím theo kèm size đi mọi người. Tím theo nhá, 119k kèm size S hoặc là size XL cho em mọi người, vải đẹp lắm. Vải này cho em là vải lụa tằm nha mọi người nhá, vải lụa tằm cho em ha. 119k. Chốt comment cho em là mã tím đi, tím theo. Đây, tím theo kèm size. Để lên size theo khác, SM. Size theo này có SM thôi. Rồi size theo này có SM thôi nhá. Rồi à, comment lại cho em mã size theo kèm size hoặc M. Rồi Hoài Thanh Nguyễn tím XL, cái này S thôi. Rồi tím em còn S mọi người, có phải van luôn các chị ơi, để từ từ em lên nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã xanh theo mọi người, kèm size hoặc M, xanh theo kèm size hoặc M. Rồi ạ, à, 119k, lên mã xanh theo cho em mọi người nhá, xanh theo 119 kèm size. Xanh theo cho em 119k, kèm size cho em mọi người nha. Chốt chất cảm cho em đi chị, các chị chốt chất cảm nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này là xanh theo đi mọi người, mã xanh theo kèm size S hoặc M. Chốt từ hai áo xanh theo 119k kèm size S hoặc M giúp em mọi người nhá. 119.000 lên mã xanh theo. Rồi Hoa Nhí hả, L77 hả? Rồi xanh theo đi các chị. Xanh theo nha mọi người, xanh theo 55kg hả? 55kg không vừa rồi.
Không vừa là chị Tâm Dương ơi. Rồi xanh rồi, theo giúp em. Xanh theo M Trần Thị Thị. Xanh theo M Trần Thị Thị. 1x, 2x, 3x, 4x. 3x sai to. 1x, 2x, 3x và 4x. Con này lẫn. Con này lẫn này. Hồng lẫn. Mặt form trẻ. Ôi, đẹp lắm luôn mọi người. Form trẻ cho em nhá. Rồi con này chắc comment hồng lẫn đi. Hồng lẫn kèm size 1x, 2x, 3x, L. 4x luôn hả chị? 4x luôn. Từ 1x tới 4XL luôn. Cho em chắc comment hồng lẫn với chị ơi. 99k luôn. Rồi 99k chị nào chắc comment mã hồng lẫn cho em. Hồng lẫn 99k kèm size mọi người nhá. Từ 60 cho tới 70-80kg luôn nha mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng lẫn kèm size. Hồng lẫn cho em kèm size. Họa tiết cho em là hoa sen nha mọi người nhá. Đẹp lắm luôn này. Hồng lẫn kèm size và kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Lên mã hồng lẫn. Hồng lẫn kèm size đi ạ. Lên mã hồng lẫn. Đúng rồi, chập tới chị Tâm Dương. Chị 55kg mặc L hoặc là XL giúp em nhá. Rồi ạ, lên cho em cái này là hồng lẫn mọi người ơi. Mã hồng lẫn kèm size. Hồng lẫn kèm size 1X, 2X hoặc là 3X, 4XL luôn cho em nha mọi người nhá. Chốt comment hồng lẫn. Hồng lẫn kèm size đi các chị ơi. Chốt comment hồng lẫn nhá. 99k. Hồng lẫn 99k kèm size kèm số điện thoại này. Lên mã hồng lẫn. Hồng lẫn kèm size. Hồng lẫn giúp em nha mọi người. Đem lên hàng lẻ size cho các chị này. Lên cho mọi người hàng lại size. Con này size L. Một con đảo size L. Rồi đảo này size L cho em mọi người. Eo 76 đảo lại chốt. 99k lên mã đảo. Mã đảo size L 99k. Đảo size L 99k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã đảo không phải đâu. Phải không? Không phải đâu. Rồi ạ, đảo cho em mọi người nhá. Size L 99k. Chốt comment cho em là mã đảo. Đảo size L 99 nha mọi người. Lên mã đảo. Đảo L 99k. Lên mã đảo L. Đảo size L 99k mọi người ơi, chốt comment mã đỏ. Đảo size L 99k, chốt đỏ cho em ha. Đảo size L 99k. ML, con này comment hoa hồng đi. Em còn đỏ. Em còn đỏ size L. Đảo L hả? Linh Trần. Chị Linh Trần là đơn nhiều lắm đây này. Đây nha mọi người. Con này comment cho em là mã hoa hồng đi. Nền đỏ cho em hoa hồng mọi người nha. Nền đỏ hoa hồng. Rồi ạ, lên mã hoa hồng kèm size màu hoặc L 99k. Hoa hồng kèm size màu hoặc L 99k mọi người nha. 99.000 lên mã hoa hồng kèm size đi. Hoa hồng cho em kèm size mọi người nha. Chốt comment mã hoa hồng. Kèm size màu hoặc L cho em mọi người nha. 99k mặc áo ạ. Rồi 99k mặc áo lên hoa hồng. Hoa hồng kèm size màu hoặc L mọi người ơi. 99k. Hoa hồng cho em kèm size màu hoặc L. Rồi ạ, M cho chị ký ức, em còn L. Hoa hồng em còn size L nha mọi người. Hoa hồng. Hoa hồng còn L. Hoa hồng em còn size L nha mọi người. Rồi lên cho các chị một con hồng dâu. Hồng dâu này cho em mọi người nhá. Chị nào sẽ S chốt này. HM, còn hồng L. Hoa hồng L cho Linh Trần. Hoa hồng L này. Hết luôn. Hết hoa hồng L. Hoa hồng L cho Linh Trần. Rồi chị Chi Kim được dự bị nhá. Chị Chi Kim được dự bị em hết hoa hồng cho các chị. Rồi à, con này cho em mọi người hồng dâu các chị ơi. Hồng dâu size S mặc vừa. 40-48kg các chị chốt cho em mọi người nha. 40-48kg chốt này. Comment cho em con này là mã dâu hồng 99k. Dâu hồng 99k kèm số điện thoại lên dâu hồng. Năm rồi, hoa hồng mời cho Quỳnh Như đi. Hoa hồng size M cho chị Quỳnh Như, chị ký ức không vừa nha. Ký ức phải mặc size L. Chị Quỳnh Như có hoa hồng. Quỳnh Như có hoa hồng nhá. Rồi dâu hồng cho em đi mọi người 99k. Chốt comment dâu hồng. Dâu hồng 99k mọi người nhá. Size S chốt 40-48kg. Lên mạng dâu hồng. Dâu hồng nha mọi người ơi. Chốt comment mạng dâu hồng. Rồi cái bộ hồng này còn này. Bộ hồng này em còn một bộ thôi. Bộ hồng đậm cho em mọi người nhá. Hồng đậm. Rồi ạ, bộ hồng đậm còn size S cho mọi người 40-48kg này. Lên mạng hồng đậm. Hồng đậm cho em nguyên một bộ gồm một áo một quần 139k. Lên mạng hồng đậm giúp em. Hồng đậm 139 kèm số điện thoại mọi người nhé. Chốt comment mạng hồng đậm size S thôi. Size S mặc vừa lên mạng hồng đậm. S mặc vừa lên cho em là mạng hồng đậm nhé. Hồng đậm giúp em mọi người ơi. Lên hồng đậm 139. Chạy thẳng đâu đi chế. Hồng đậm nha mọi người ơi. 139k. Rồi Trần Thị Thịnh này dâu hồng. Đây là size S nha chị ơi. Cái này là size S nha. Trần Thị Thịnh. Cũng vừa nói để em xả ra bán nha. Rồi em lên cho mọi người tính. L 1x 50 cân. Vừa đó chị ơi. L 1x 4x cho L. Học đậm cho chị Thúy hả.
bộ này, nguyên bộ này, bộ hàng lợn cho thúy hàng. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người nhá. Trời ơi, tính này đẹp lắm luôn. Tính là lợn luôn này. 1X L 1X và 4X. L 1X, 4X cho L. L 1X với 4X cho L cho em mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã tím đấy. Mã tím. Mặc đi chùa đi chơi đều đẹp. Trời ơi, mặc đi chùa đi chơi đều được luôn cho em mọi người, đẹp lắm. Cái màu này đẹp lắm luôn này, các chị lên mã tím nhá. Rồi tím cho em kèm size L 1X và 4X cho L mọi người. L 1X với 4X cho L cho em mọi người nhá. Chốt comment mã tím kèm size. Tím cho em kèm size 99k một áo thôi các chị ha. Rồi 99k một áo mọi người nhá. Lên mạng tím kèm size đi ạ. Rồi tím cho em kèm size và kèm số điện thoại mọi người nhá. 99k. 99k chắc comment tím này. Mẫu này size to thôi. L 1X hả? 4X cho L. Rồi tím ạ. 1X, 4X hả? Mầm non Bình Minh. Chị mầm non Bình Minh nha, nhắn tin giúp em đi chị. Rồi tím lời cho Trần Thoa. Mầm non Bình Minh nha, nhắn tin giúp em nhá. 4X hả? Mở 80 hả? Tin vào trong file cho em. 4X rồi. Hết rồi. Hết 4X rồi chị. Hết 4X. Sai L cho chị Trần Thoa. Sai L cho chị Thình Trương. Rồi Trần Thoa, Thình Trương. 3X em không có đâu ạ. L 1X. Còn L với 1X thôi. Đúng rồi. Còn L với 1X cho mọi người nhá. Còn L với cái L 99k mọi người. 99k thôi các chị nhá. 99k. Rồi 67kg hả? Em hết size rồi chị. Hết size 67kg đó. Rồi à, lên cho em là tính kèm size L hoặc là size XL. L hoặc 1X cho em mọi người nhá. 99k mã tính kèm size. Rồi tím hả? 2X có không hả? Không có đó chị. Không có đó. Rồi tím nhá. L 1X các chị ơi, lên mã tính kèm size L hoặc XL. Tím kèm size L hoặc 1X cho em mọi người nhá. Chốt comment mã tím đi. Tím kèm size. Rồi em lên màu nâu cho mọi người. Nâu này như họa tiết tờ gì đây. Đây. Rồi nâu cho em mọi người nhá. Nâu dành cho chị nào size L chốt comment nâu. Nâu size L 99k mọi người ơi, lên mã nâu. Mã nâu size L 99.000 mọi người ơi. Trời ơi sang không? Rất là sang luôn. Mã nâu kèm size cho em đi các chị ơi. Nâu size L, sorry mọi người. Con này L thôi. Còn đúng duy nhất một con thôi các chị nhá. 99k lên mã nâu. Mã nâu size L 99k kèm số điện thoại. Nâu size L 99 đấy. Nâu size L 99k mọi người nhá. Nâu L 99.000 mã nâu. Mã nâu size L 99k kèm số điện thoại nhá. Chắc comment mã nâu. Nâu size L. Nâu size L rồi hoa đen. Hoa đen này em vào size to 1XXL. Rồi ạ. Nâu hả? Nâu kèm số đi chị Kim Triều Nguyễn ơi. Kim Triều Nguyễn không biết cả số chưa này. Rồi đây nha mọi người. Phải chưa? Chưa. Kim Triều Nguyễn chốc nâu. Rồi ạ. Kim Triều Nguyễn chốc nâu lên số cho em chị ơi. Lê Thị Ứng hả? Nâu làm gì giờ vừa? Không vừa. Nâu là size 55kg đổ lại thôi. Rồi ạ, hoa đen cho em mọi người nhá. Đen. Mã đen cho em kèm size 1X hoặc 2XL cho em 99k. Đen kèm size 1X hoặc 2XL cho em mọi người 99k một áo này. 99k lên cho em con này là mã đen. Đen kèm size. Đen kèm size XL hoặc 2X nha mọi người nhá. Chốt comment mã đen. Mã đen kèm size nha mọi người. 99k lên đen. Nâu lờ trên nàng thi. Rồi. Nâu lờ nàng thi. Nâu lờ nàng thi. Rồi đen đi mọi người ơi, chốt comment đen. Đen kèm size, chốt comment mã đen. Mã đen nha mọi người ơi, đen kèm size 1XXL, chốt đen. Chị nào chốt đen lên đen giúp em đi. Mã đen, đen kèm size. Hello chị Ly Đỗ này, em chào chị Ly Đỗ nha. Rồi, Kim Triều Nguyễn hả? Cái đấy dự bị Kim Triều Nguyễn đi. Đó, cái nào đây dự bị cho Kim Triều Nguyễn. Nãy chốt cháy rồi. Ba người luôn má. Nãy chị Huệ đọc cho nàng thi rồi. Đấy là xong bánh bấm vàng chưa có số. Ừ, Kim Triều Nguyễn là chưa có số. Đen 2X kìa. Có 2X. Rồi, có. Đen 2XL. Kim Triều Nguyễn là dự bị. Rồi nha, 2XL chị Thu Lương. Đen 2X cho Thu Lương. Đen 2X cho chị Thu Lương. Rồi, lên cho mọi người trắng này nhá. Trắng này ạ. Trắng này size M thôi. Trắng này cho em size M thôi mọi người. Trắng size M, ồ, con này lửng luôn này. Con này lửng luôn cho em mọi người mặc con. Bây giờ hôm nay người ta mặc form lửng có nhiều lắm, nó trẻ. Lửng đẹp lắm mọi người, trẻ nhá. Rồi, size M mọi người eo 72. Chốt comment mã trắng đi. Size M eo 72 mặc vừa lên trắng cho em mọi người nhá. 99k. Trắng cho em 99k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã trắng giúp em. Đen em hết rồi chị, em hết đen còn 1X thôi. Đen còn XL. Rồi trắng ạ, à, trắng mờ cho Kim Triều Nguyễn này. Kim Triều Nguyễn là bây giờ một cá đơn nhá. Có số ở dưới á. Đẹp bài không có đâu đây. Rồi. Họa tiết S rồi mấy
Em nào, em chưa? Em chưa? Rồi, để em luôn. Rồi, khoảng tiết kê mọi người. Khoảng tiết từ S tới 4 tiết cho chị. Và bộ sửa sai. Đây nha mọi người, đủ sai. Đủ sai cho em mọi người nhá, đủ sai. Rồi, đẹp lắm luôn, lên mã họa tiết. Họa tiết cho em mọi người, cái hoa này rất là sang luôn cho em mọi người nhá, họa tiết kèm sai. Từ size S tới size 4XL, mỗi size em có đúng một áo thôi mọi người, không có nhiều hơn nữa nhá. Rồi ạ, chẳng có lời không em hết rồi chị. Rồi lên cho em có thể là mã họa tiết kèm size mọi người. Họa tiết kèm size SML 1XXX4XL luôn, lỗ đẹp lắm luôn. Cái màu này sang này, họa tiết hoa này sang cho em nè mọi người. Họa tiết kèm size. Anh trang một thô để chị. Rồi, anh trang một thô M. Hết M rồi. Hết M, còn SL 1XXX4X đủ này. Lê Thị Ẩn. Lê Thị Ẩn, 3XL Lê Thị Ẩn. Rồi, hết 3X luôn. Còn 3X luôn. Rồi ạ, họa tiết cho em mọi người nha. Họa tiết kèm size. Size L cho chị à. Size L, XL hả? Nhàn Thi có nhắn tin chưa? Hả? Không thấy nhắn. Nhắn tin cho em chị Nhàn Thi ơi. Trần Thoa size L. Rồi, họa tiết size L trần thoa, đẹp lắm luôn. Còn 1X, 2X, 3X, 4X. À, 1X cho chị Thu Nguyệt. Này S, này không S luôn. Còn S nữa, 70kg, 4X cho chị Lý Đỗ. Thì Thu Nguyệt có đơn, Lý Đỗ có đơn. Rồi nha, được đọc tên mới có đơn nha mọi người. Hết L rồi đúng không? Size M em hết ạ. À? Hết M. 3X cho chị Hoàng Phượng Hoa. Rồi, Hoàng Phượng Hoa có đơn, 3X cho L. Rồi nha mọi người. Trắng size S cho chị Nguyễn Mai. Nguyễn Mai này ok này, 99k hết S luôn. Đây là 1X2X mọi người ơi. Em còn 1X2X nha. Còn 1X2X cho là các chị nhanh tay giúp em mọi người 99k. Anh Trang thôi, em hết rồi. Các chị chốt số lượng nhiều phải chốt ngay từ đầu á. Chốt nhanh. Còn 1X2X thôi các chị ơi. S này của Nguyễn Mai. Rồi hết S luôn. Còn 1X và 2X. Còn 1X2X mọi người, họa tiết kèm size 1X hoặc 2X nha. Họa tiết kèm size 1X hoặc 2X cho L cho em mọi người nha. Em hết rồi, hết size nhỏ rồi. Hết size nhỏ rồi, cầm size to thôi các chị ơi. 1X hả? 1X thu luôn còn đây có chưa? Có đơn, có chưa có. Đơn chưa có. Ai cho mùa thu hả? Thì chưa có đơn mà. 4X của ai thì chị? Đây, 1X của chị à, thu lương. 1X thu lương. 1X có biết của ai hả? 70kg thì chị gọi như là bà Lý Đỗ. Lý Đỗ. Rồi chị được còn 2X thôi mọi người ơi. Còn 2X chị nào 60, 67 chị thì chốt nha. 60, 67 chị thì chốt. Vàng này vẫn còn, mẹ ôn mặt trời. Vàng này em còn sót một con thôi mọi người. Chị nào chưa chốt được. Nãy chị nào chưa chốt được chốt lại cái con vàng này cho em đây mọi người. 99k size M. Rồi 99k chị nào chốt vàng đi ạ. Lên mã vàng. Vàng size M 99k mọi người ơi, lên mã vàng. Em không thấy comment chị ơi. Đọc tên là được chốt đơn nha. Cá đọc tên thì mời có đơn nha các chị ơi. Rồi ok, thu lương là được hai áo rồi này. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã vàng. Rồi vàng một size M mọi người nhá. Vàng size M 99k. Dạ, đơn 500k chuyển khoản miễn ship. 99k shop khác họ bán 150 họ miễn ship cho các chị cũng được. Rồi nha mọi người, vàng M kèm số điện thoại đi ạ. Vàng M. Vàng M kèm số. Vàng M kèm số điện thoại. Vàng mờ của chị Lương Thị Bích Nhi được quan trọng là chị miễn ship hay không các chị ơi. Tại vì Lương người ta đơn giá lên người ta miễn ship cũng vậy. Lương Thị Bích Nhi có đơn, ok. Rồi nha mọi người, em lên tiếp các chị này. Xanh theo màu này mình áo riêng, quần riêng chị nha. Áo lẻ. Đây. Rồi ạ, à, xanh theo cho em mọi người kèm size L hoặc XL. L hoặc XL cho em mọi người nha. 119k. 119k lên cho em cái này là mã xanh theo mọi người ơi. Xanh theo kèm size L hoặc XL. Xanh theo cho em kèm size L hoặc 1X mọi người nhá. 119k một áo này. 119k một áo các chị ơi. Lên cho em là mã xanh theo. Xanh theo các chị ơi, xanh theo. Trời ơi đẹp lắm luôn, lên mã xanh theo. Xanh theo nha mọi người. Xanh theo L Kim Triều Nguyễn. Ờ. Xanh theo đó có size không có size đâu, cái đó lẻ á chị. Đây này có kiểu nó khác theo hoa nó khác màu. Khác nhau một tí được không? Khác nhau một chút được, xíu okay thôi em ha. Đây này. Nó khác hoa, theo khác hoa một tí thôi đó. Con này theo đỏ này, con này theo tím, nó hay trang nhau rồi. Rồi kia chiều nguyện lấy thì ok hết rồi. Rồi. Còn một con size L hả? Không, XL thôi, còn XL thôi. L hết này, hết L rồi còn một X. Hoa Lê ơi, Tâm hết Dương, rồi. Có đơn chưa? Ai ta? XL chị Tâm Dương. XL Tâm Dương, ok này, Tâm Dương.
Rồi còn một con 1X này. Còn một con XL. Còn một con XL. XL L80 chị ơi. Rồi, lên cho các chị là một con hồng gấm. Hàng thanh lý nha. Hàng này là hàng thanh lý này, hàng đã qua sử dụng nha mọi người. Con này hồng này 4 tà luôn. Hồng này 4 tà sẽ mặc vừa mọi người. Đẹp lắm luôn mọi người. Hết rồi, có hồng gấm hết rồi. Rồi ạ, hồng gấm che 120 các chị ơi, đẹp lắm luôn này, 4 tà. Hồng gấm che 120. Rồi ạ, XL là L80 chị Minh Thanh ơi. Rồi chốt comment cho em, con này là hồng gấm 120 size S chốt nha, 40-48 kg ấy. Hàng này là hàng thanh lý, hàng đã qua sử dụng này nha mọi người, hồng gấm che 120. Hồng gấm 120 kèm số điện thoại lên hồng gấm. Hồng gấm size S 120, chốt comment mã hồng gấm giúp em nhá. Hồng gấm S che 120 các chị ơi, lên mã hồng gấm S ha. Hồng gấm size S chốt hàng mã kèm số này. Rồi, hồng gấm S ạ. Hồng gấm S này, tinh diễm nguyễn này, ok. 120 không phải XL, hàng thanh lý là lẻ size các chị. Hàng thanh lý trên là lẻ size nha mọi người nhá. Rồi cổ tròn S đặc vừa lên mã cổ tròn, dâu đỏ nhá. Dâu trên con này cổ tròn, chắc comment mã cổ tròn bao nhiêu đây chị? Cổ tròn trên mọi người 99k, chắc comment cổ tròn. S đặc vừa lên cổ tròn 99. S đặc vừa lên trên là mã cổ tròn 99k cổ tròn. Cổ tròn 99k kèm số điện thoại lên mã cổ tròn giúp em. Cổ tròn 99k. Giá này giá xỉ luôn nha mọi người ơi. Đừng có chốt sau bắt đầu là nói là để chốt giá xỉ là không khó đâu. Dơ đảo cổ tròn Tiến Tâm 99k cho chị Tiến Tâm này. Cái gì, cái này có size ML 2XL. ML 2XL. Tiến Tâm có số khó đúng không? Ok Tiến Tâm. ML XL hả chị? Hàng mới, cái nào size thì cái nào hàng thanh lý sẽ báo. Cái nào hàng em báo á. Đây nha mọi người, lên cho em là cổ tròn cho chị Tiến Tâm. Đúng rồi, cổ tròn cho Tiến Tâm rồi. Rồi nha mọi người, chốt comment lên cho em là mã mã bộ gì đây? Bộ hoa vàng. Hoa vàng. Hoa vàng cho em mọi người nha, kèm size ML XL. Hoa vàng kèm size ML XL giúp em nha mọi người ơi, lên mã hoa vàng. Hoa vàng giúp em nha mọi người ơi, em hết cổ tròn rồi, hết cổ tròn rồi. Màu này hả? Màu này màu xanh đen cho em theo màu vàng đồng đó mọi người nhá. Rồi chốt comment hoa vàng mọi người nhá, kèm size ML XL. ML 2. À ML 2 ML 2XL cho em hoa vàng kèm size. ML 2XL. Số nha. 139k nguyên một bộ. Bộ như này cho em là 139 nha mọi người, 139k nguyên một bộ giúp em nha mọi người. Rồi hoa vàng kèm size. Rồi hoa vàng L cho Thúy Hằng. Hoàng Yến lên size, lên số điện thoại cho em Hoàng Yến ơi. Rồi ạ, Hoàng Yến lên số, Hoàng Yến lên số, đẹp lắm luôn, 139k thôi các chị. M đây, M cho chị Oriti. Oriti có đơn. 2X cho chị Lê Tuyết. 2X Lê Tuyết này, chị nào mà không có số em bỏ qua nha mọi người. Size L. Rồi, size L đây, size L đây. Còn size 2X thôi. Còn 2XL thôi mọi người ơi, hoa vàng còn 2X thôi. Hoa vàng hay còn 2X thôi mọi người ơi, nhanh tay cho em. Hoa vàng còn size 2X các rồi, chị ơi. Rồi, ok, Hoàng Yến lên chốt 2X này. Lê Tuyết cũng nhiều rồi, nhắn tin vào trong Facebook em nha chị ơi. Nhắn tin đi mọi người, chị nào chất nhiều có đơn mọi người nhắn tin đi. Ok Hoàng Yến có đơn. Bộ đỏ không hả? Bộ đỏ em cần một bộ để lại em xả luôn. Có nhiều lắm các chị, cam. Nhưng mà chưa lên hết một loạt được đâu. Cam kèm size S, M, L, X, M, L, X, L lên trên con này là mã cam mọi người. Cam kèm size. Hoa vàng còn 2X thôi, các chị có chốt không các chị ơi? Hoa vàng Bùi Bích Thịnh. Bùi Bích Thịnh, ok. Rồi à, cam trên mà mọi người cam Bùi Bích Thịnh có hoa vàng nhá. Cam kèm size S, M, L, XL cho em 99k mọi người, 99k mặc áo ha. Rồi 99k mặc áo, chị nào chốt comment mã hoa vàng kèm mã cam. Sorry mọi người, mã cam đi. Cam kèm size các chị nhá, hết hoa vàng rồi. Em hết mã hoa vàng rồi, rồi lên mã cam đi. Cam trên mọi người nhá, kèm size kèm số điện thoại 99k mặc áo các chị ha. 99k mặc áo, lên mã cam kèm size. Hoa vàng em hết thì chị thu luôn ơi. Cam kèm size. Cam kèm size kèm số điện thoại cho em 99k mọi người nhá, 99.000 thôi. SML 1XL nha mọi người nha. Đủ size từ size S tới size XL, từ 40 tới 60 kg em có size. Rồi cam M cho Minh Võ Văn. Cam M cho Minh Võ Văn 99k thôi các chị ơi, nhanh tay giúp em. 99k thôi mọi người, chốt nhanh tay nha mọi người nhá. SML 1XL. Thì bạn size 1X được đẹp rồi nha. Màu này đẹp lắm luôn này các chị. Ok à, em nhận được rồi chị ơi. Nhận rồi nha chị Mầm Non Bình Minh nha. Rồi mã cam đi mọi người. Mã đó, cam mẫu khác nha các chị. Rồi cam các chị ơi, cam kèm size đi mọi người. Mẫu này đủ size mà các chị không chốt này.
gấp nhanh giúp em nhé. Cam, cam kèm size SML 1XL99K lên một cam, mã cam. Mã cam mọi người nha, cam kèm size kèm số điện thoại em chốt đơn nhé. Mấy chị nào bán đơn nhiều các chị dùng lại cam size M. Chờ chị Thịnh có đơn chưa? Đã rồi ạ. Cam S kìa. Cam S cho chị Hà Hana Thúy. Cam S cho chị Hà Ha Su Thúy. Ha Su Thúy cơ, ok cả đơn. Rồi nha mọi người, dâu không có hãy cho nào đâu các chị ơi. Dâu là sẽ không ạ. Hàng dâu là sẽ thôi các chị ơi. Dâu S thôi. Cam M. Đó. Chị nào mà đơn nhiều cố gắng vào trong quay nhắn tin cho em một tin nha. Có đơn nhắn tin nha các chị ơi, mọi người có đơn nhắn tin giúp em. Nhắn tin Zalo hoặc là nhắn tin thẳng vào trang bay giúp em nha. Có đơn nhắn tin nha mọi người. Đó. Màu này màu gì ta? Màu này đẹp lắm này. Xanh, nói chung là xanh, gần giống màu xanh xi măng lắm mọi xanh người. Xám. Xanh xám. Đây nha các chị ơi, chốt comment xanh, size L, xanh là kim sa, 159. 159k, chốt comment cho em là bạn xanh, xanh là kim sa cho mọi người theo hoa này. Đẹp lắm luôn, dâu trắng hở rồi, ok để lên dâu trắng. Rồi à, chốt comment là xanh đi mọi người, xanh 159 này. Xanh size L 159k mọi người ơi, chốt xanh, comment xanh giúp em nhá, xanh 159. Đẹp lắm luôn mọi người. Xanh size L 159, cái màu này em có đúng duy nhất một áo thôi các chị. Rồi, size L, cái này L thôi chị ơi, cái này size L thôi. Size L chị Thúy Hằng. Thúy Hằng, ok, Thúy Hằng. Ok chị Thúy Hằng, đây này chế. Ôi, trắng ngọc, con này trắng tinh luôn á. Size S thôi mọi người, 40-48kg. Toàn bộ cho em kết ngọc hết như này nhá. Toàn bộ cho em kết ngọc hết nha. Rồi ạ, à, Thúy Hằng có đơn rồi. Thúy Hằng em chốt xanh rồi nhá. Ờ, còn 140 mấy. Trắng ngọc và chị. Rồi ạ, à, trắng ngọc cho em 99k mọi người ơi. Trắng ngọc 99k. S mặc vừa nhá, lên mã trắng ngọc giúp em. Size S là mang vừa mọi người nhá. Chốt comment mã trắng ngọc 99k trắng ngọc giúp em này. Trắng ngọc 99k. Em chốt chị à, thanh tăng đậm. Thanh tăng đậm. Đây cái dâu này nó bị dơ này, về dặn. Nó bị dính màu, à, dính ấy này mọi người, chắc là đổ cái gì á. Xả luôn cái chị 89k về giặt cho em nha mọi người. Trắng này, trắng dơ nha mọi người nhá. Trắng dơ, con này comment cho em là trắng dơ. Trắng dơ xả luôn cái chị 89k về mọi người giặt cho em nhá. Trắng dơ size S mặc vừa mọi người 89.000. Lên mặt trắng dơ, các chị ngâm giặt cho em là ok như mới tinh luôn á nhá. Trắng dơ này, trắng dơ của chị Thanh Tâm Đạo luôn này. Trắng dơ 89 cái chị Thanh Tâm Đạo luôn này. Có 89k thôi, về giặt cho em là ok nha. Rồi lên đỏ, đỏ này theo hoa nổi. Đỏ cho em hoa nổi mọi người ép luôn. 40-48kg lên cho em là mã đỏ dâu. Đỏ dâu cho em mọi người nhá, 99k, chốt comment mã đỏ dâu. Đỏ dâu 99k kèm số điện thoại, con này là theo hoa nổi này các chị này, kép đá này, đẹp không ạ? Rồi nha, lên cho em con này là mã đỏ dâu 99k kèm số điện thoại lên đỏ dâu, 99k đỏ dâu. Đảo dâu sẽ 99 nha mọi người. Hàng dâu này là hàng đã qua sử dụng nha các chị nhá. Hàng dâu là hàng đã qua sử dụng giúp em, các chị nghe kỹ lưu ý nha. Rồi ạ, lên cho em là mã đảo dâu 99k đảo dâu. Hoa cà em đến thế này. Một tính hoa cà. Từ size M hả chị? S, S tới 2. Trời ơi, hoa cà. Hoa cà cho em kèm size. Vân Lê có đơn chưa ta? Có rồi. Giờ đảo dâu cho Vân Lê này. Đỏ dâu 99 cho Vân Lê. Có chị lệ rơi lệ lệ đời. Rơi lệ nhìn đời có luôn chị. Rồi đây hoa cà mọi người, ố cái này đẹp này. Hoa cà cho em mọi người kèm từ size. Từ size S tới size 2XL. Đủ size từ size S tới 2XL luôn cho em mọi người nha. Chốt comment cho em là mã hoa cà. Em hết đỏ dâu rồi. Hoa cà kèm size mọi người nha. Rồi tí nữa chị rồi ok chị Thanh Tâm Đặng. Hoa cà cho em kèm size đi mọi người. S bỏ đổ đã. Rồi SML 1XL cho em mọi người nhá, đủ size giúp em. Rồi lên cho em là mã hả? Ừ đúng rồi, dâu màu. Rồi ạ, à, lên cho em là mã hoa cà đi mọi người. Họa tiết cho em là hoa này. Em một tí. Đẹp lắm. Rồi hoa cà M cho chị Quỳnh Như. Hoa cà M Quỳnh Như. Rồi nha mọi người, chốt comment cho em là hoa cà. Hoa cà là L cho chị Thìn Trương. Ok. 99k. L Thìn Trương. 99 chị. Một áo mọi người ơi. 99.000 nha, hàng mới giúp em. 99k. Hàng nguyên ri đủ size là hàng mới nha các chị ơi, 99k thôi. 99k, rồi dâu cỡ M ok để em lên. Hoa cà XL chị Phiêu Hồng. Rồi Phiêu Hồng có đơn, ố đẹp lắm mọi người, hoa cà kèm size đi.
qua cả kèm size và kèm số điện thoại. Có từ size S tới size 2XL. Rồi. 2XL chị thu lương. Rồi, thu lương XL này. Đẹp lá. XL cảm ơn chị. 2K size XL. Em hết. Em hết size XL rồi các chị ơi. Rồi. 2K size L cho chị Nga Lê. Đẹp lắm luôn mọi người, 99K thôi các chị nhá. 2K chỉ có từ S tới 2X thôi chị ơi. S tới 2XL. Nhanh tay giúp em, S tới XL. 99K lên hoa cà kèm size. Hoa cà kèm size, tay em lên lớp. Hoa cà size M cho chị Thắm Hiền. Thắm Hiền tỏ đơn, cái này M này, cái này M này. Thắm Hiền này, ok. Rồi đây, dâu trắng trên nè mọi người. Dâu trắng, trời ơi, đẹp lắm luôn. Con này hoa nổi này. Dâu trắng, màu trắng nguyên, còn đúng một con này nữa thôi. Là hết màu trắng luôn. Hết dâu trắng rồi. Rồi ok, Thắm Hiền nhá. Ok, Thắm Hiền này. Rồi ạ, à, lên trên con này là dâu trắng mọi người. Size S mặc vừa, 99 đây chị. 99K mọi người ơi, xả cho hết các chị. Trời ơi, hàng dâu là hàng đã qua sử dụng nha mọi người, lưu ý giúp em nhá. L76 là size L chị Nga Lê. L76 mặc L á. Mặc L chuẩn cho chị ơi. Rồi nha mọi người ơi, dâu trắng giúp em 99K, dâu trắng 99K. Có quần nhá, quần cho em là dâu trắng 60. Thanh tâm đạm. Rồi thanh tâm đạm, quần là 60 một quần nha mọi người. Dâu quần thanh lý 20.000, quần bớ là 62. Dâu mờ đây, 99 bạn. Đây, này dâu mờ mà chị. Ôi, đẹp lá. Dâu cho em size M mọi người nhá. Trời ơi, các chị nhìn phần đính kết đá này, sang chưa? Dâu size M nhá, hoa cà hả? Kèm size chị Linh Nguyễn ơi. Kèm size chị Linh Nguyễn ơi. Rồi ok chị Nga Lê. Rồi lên cho em con này là dâu size M. Đúng mã cho em là dâu M 120. Dâu M cho em là 120 mọi người, không biết. Dâu M cho em là 120. Hoa cà size gì á? Linh Nguyễn kèm size. Linh Nguyễn kèm size. Chị ơi. Đẹp quá này. Rồi ạ, à, dâu M nha mọi người, size M ít. Xem mở ít quá. Nhanh tay nha mọi người. Dâu M, dâu M. Dâu M cho em là 120. Dâu M 120 này. Dâu M 120 cho em. Cho hoa cà kèm size kèm số nha. Mình nhận hàng không hài lòng. Chờ. Ai vậy? Sáng cho một lần. Rồi dâu M của ai đây ạ? À? Nguyễn Thị Kim Yến. Nguyễn Thị Kim Yến, ok. Dâu M Nguyễn Thị Kim Yến. Dự bị cho cái chị Đoàn Minh Thúy nha. Đoàn Minh Thúy, ok, chị Đoàn Minh Thúy chị rất sâu rồi. Ờ, 120, 120. Dâu này S thôi. Dâu size S cho em con này mọi người, cho comment đá vàng đi. Trời ơi, đẹp lắm. Đá vàng cho em 99K. Dâu này sẽ S mọi người nha, S cặp vừa. 99K lên đá vàng mọi người nha. Đá vàng, đây là phần phía sau cho em mọi người. Rồi 99K lên đá vàng các chị ơi. Đá vàng 99. Đá vàng 99K mọi người. Lên lại đá vàng. Rồi đá vàng 99, đá vàng size S nha mọi người nha, cái size mặc vừa với chị hạn chốt nha. Mọi người mặc vừa hạn chốt cho bên 99K, lên đá vàng mọi người. Đá vàng bên 99K. Đá vàng của chị Nam Lê đầu tiên. Rồi, Nam Lê này, dồn đơn này. Nam Lê dồn đơn, đơn lâu lắm các bạn. Rồi. Rồi. Đây, con này S thôi, ren đồng đi. Ren đồng cho em mọi người S thôi, con này S thôi. Chị nào mà eo 70 này, size M nhỏ luôn á, size M nhỏ luôn cho em là L70 các chị. L70 đổ lại các chị chốt comment ren đồng. S thôi. Rồi 99K lên mã ren đồng giúp em mọi người, ren đồng 99. Đúng mã cho em con này là ren đồng mọi người nhá, tay nó lửng lửng tới đây thôi các chị nhá. Rồi ren đồng cho em 99K mọi người ơi, chốt comment ren đồng, 99K ren đồng size S nhá. SM nhỏ mặc đồ các L70. L70 đổ lại. Hạ tiết SML. Ôi em lên trong cùng con hạ tiết đủ size. Một con họa tiết đổ size, size từ 40 cho tới 60kg, S, M, L, XL, đẹp không ạ? Họa tiết cho em kèm size đi mọi người, mấy cái họa tiết này sang lắm luôn này các chị. Rồi, em còn ren đồng, em còn dâu ren đồng nha. Chắc cảm ơn họa tiết đi. Họa tiết kèm size, S, M, L, XL, 99.000 thôi. 99K một áo mọi người nhá, lên mạng họa tiết kèm size. Rồi, họa tiết kèm size mọi người, không, cái này cũng hết pin yếu rồi nè. Rồi nhá, họa tiết cho em kèm size đi mọi người ơi, lên mạng họa tiết ha. Họa tiết kèm size, được mẹ. Rồi họa tiết nha mọi người, họa tiết kèm size, đá vàng hả? Hương Lan chất hàng kèm số, à, hết rồi, hết đá vàng. Còn tới XL thôi. XML, XL thôi chị ơi. Tới XL thôi, XML, XL lên họa tiết cho em đi mọi người. Họa tiết cho em kèm size, kèm số điện thoại đi các chị ơi. XML 1X nha mọi người, XML 1X 99K. 99K một áo nhá, lên mạng họa tiết kèm size. Họa tiết trên kèm size kèm số điện thoại mọi người ơi. Chị cho hàng là em đang bán XL có không? Đẹp lắm. Họa tiết bán XL không? Không có.
Đây là Hải Châu chắc là kèm số chị ơi. Hải Châu chắc là kèm số chị. Rồi bây giờ em lên giao cho các chị đây. Rồi ok rồi, Minh Thúy em trước từ vị trí rồi nha. Ok, đoàn Minh Thúy được rồi. Hải Châu có sao có số điện thoại không em? Không có. Không có rồi. Họa tiết nha, họa tiết mọi người, họa tiết cho em. Họa tiết. Đây em lên dâu cho mọi người. Ôi này, đuôi lết nè mọi người. Con này đuôi lết nhẹ nhá. Đẹp chưa? Size S mặc vừa lên mạ đẹp. Dâu này comment mạ đẹp, dâu đẹp. Dâu đẹp trên size S mặc vừa mọi người nhá. 130, 130.000 rồi, ok, giờ em lên đây. Ôi, sang chưa ạ? Rồi lên cho em con này là mã dâu đẹp 130 các chị ơi. Chốt comment dâu đẹp. Dâu đẹp 130 các chị ha. Lên mã dâu đẹp 130. Xuất sắc chưa các chị? Đẹp mê luôn ấy. Toàn bộ cho em là đá vàng hết nhá. Chị nào mà sẽ không chốt cái con này là tiếp này. Rồi họa tiết L Hải Châu ok chị này. Ok chị Hải Châu. Rồi ạ, lên cho em mọi người ơi. Mã dâu đẹp 130 và kèm số điện thoại chốt comment dâu đẹp. Dâu đẹp 130. Dâu đẹp cho em 130 nhá. Lên mã dâu đẹp 130. Rồi dâu đẹp nha mọi người. Bữa trước mình có mua rồi. Ok chế này. Em còn dâu đẹp với cái chị dâu đẹp. Em còn nhiều size lắm. Dâu đẹp cho Đặng Huyền. Đặng Huyền. Mọi người chốt hàng dâu này các chị chốt chắc cho em nha mọi người. Chốt hàng dâu các chị chốt chắc nha. Nghe cái size mặc vừa hẳn chốt cho em. Thất công xuống lại hỏi 65kg vừa không. Phải xả ra mệt. Tay mọi người hồng. Dâu hồng trên con này đuôi lết luôn cho em mọi người nhá. Lết nhẹ thôi. Rồi ép mặc vừa lên dâu hồng. Ôi con này bao nhiêu đây chị, đẹp lắm luôn này. Rồi 120k chắc có men dâu hồng 120. Dâu hồng cho em là 120.000 mọi người nhá. Lên mặc dâu hồng. Ép mặc vừa nhá. Chắc có men dâu hồng 120. Dâu hồng size S 120 kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mặc dâu hồng S 120 này. Size S nha mọi người nhá. Lên dâu hồng 120. Dâu hồng size S 120 mọi người nhá. Lên mặc dâu hồng S này. Dâu hồng size S 120 các chị ơi. Lên mặc dâu hồng. Con gấm vàng vẽ tay. Một con gấm vàng, con này là họa tiết vẽ cho em mọi người nhé. Vẽ tay, size S thôi. Đồ đẹp chưa? Rồi 99k cho comment gấm vàng, size S mặc vừa. 40 tại 4 tàn kính chốt cho em mọi người nha. 40 tại 4 tàn kính chốt này. Comment cho em con này là mã gấm vàng mọi người nha. Gấm vàng. Gấm vàng 99k kèm số điện thoại lên mã gấm vàng giúp em. 99.000 Thúy Hằng. Rồi gấm vàng viện Sami lên số giúp em. Rồi ảnh viện Sami chắc hàng kèm số đi chị ơi. Mã kèm số điện thoại nhá. Ôi đẹp lắm này. Họa tiết này là vẽ tay nha mọi ảnh người. Ảnh viện Sami lên số. Đẹp lắm. Rồi lên số điện thoại luôn cho em nha. Màu da. Ôi con này sang chưa. Da mà kim sa cho em mọi người nhá. Con này kết kim sa luôn. Ép mặc người. Ok ảnh viện Sami chốt từ hai áo di đơn. Size S là mang vừa. Chị nào 40 tại 48 từ chốt này. 40 tại 48 kỳ chốt hả? À, 99. Rồi ok chị ảnh viện Sami này. Ảnh viện Sami 99k này. Rồi xa cho em mọi người. Xa này bao nhiêu đây chị? Ồ đẹp lắm đấy. Rồi 120k chốt có bên mạng da. Da sẽ S120. Da sẽ S120 cho em mọi người nhá. Tài cho em là kim tuyến ẩn như này mọi người nhá. Đây kim xa kim tuyến ẩn cho em này. Rồi ạ, lên cho em mọi người. Ok Thúy Hằng anh chốt dấu hồng rồi. Rồi lên cho em là mã da mọi người nhá. Da 120. Da hả? Da 120 hả? Dạ, đây nhiều cọc kẹt em đi. Dạ em lấy hả? Là cái nào? Đó, da là cái hồng đấy bà, lấy cái hồng á. Hay là da em lấy? Em lấy da rồi đơn da cho chị Thúy hả? Thôi nhá, mọi người phải comment rõ ràng cho em. Em lấy da rồi đơn, ok Thúy Hằng, ok chị, ok này nhá. Rồi hồng, màu này màu hồng cam. Hồng cam này comment hoa nổ đẹp chưa? Hồng cam cho em mọi người nhá. Hồng cam size S mặc vừa luôn. S mặc vừa 40 tại 48 kg lên mã hồng cam. Đó 120 luôn mọi người. 120k. Lên mã hồng cam 120. Hồng cam 120 kèm số điện thoại nhá. Lên hồng cam cho thanh tâm nặng. Hồng cam cho thanh tâm nặng 120. Con này đẹp lắm. Rồi lụa cho em mọi người nhá, một con dâu lụa. Dâu lụa cho em, con này ép không mọi người, 40 tại 48 kg. Phía sau cho em là gài nút như này nha mọi người. Dây kéo gài nút. Rồi đây nha mọi người nhá, gài nút cho em nhá. Ép mặc vừa lên dâu lụa. Cái này mờ luôn. Mờ. Này mờ cho em mọi người size mờ, eo 72 độ lại, lên dâu lụa. 99k lên mã dâu lụa giúp em. Dâu lụa 99k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã dâu lụa 99 này.
Dâu lụa cho em 99k, theo hết luôn nha mọi người nhá. Chốt cùng đi dâu lụa. Dâu lụa size M99k. Dâu lụa cho em size M99k mọi người nhá. Chốt comment dâu lụa này. Dâu lụa M99k, chốt comment dâu lụa nhá. Rồi một cam tay lửng. Một cam tay lửng size M luôn. Tay lửng cho em size M mọi người, eo 72 độ lại lên tay lửng. Rồi tay lửng cho em mọi người 99k luôn nhá. Lên cho em là mã tay lửng. Tay lửng 99k mọi người nhá. Cái này size M. Eo 72 độ lại các chị chốt cho em mọi người nhá. Eo 72 độ lại chốt comment tay lửng. Tay lửng giúp em mọi người ơi, chốt comment mã tay lửng nhá. 99k. Tay lửng 99k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã tay lửng ha. M L L em cầm tay lửng này. Rồi. Hồng. Hoa hồng. Hoa hồng. Dâu mờ trinh ngô. Ok, tay lửng đúng không chị? Cái lụa. À lụa mờ, lụa mờ. Lụa mờ cho trinh ngô, em cầm tay lửng. Gài xinh. Rồi đây là mọi người, hoa hồng. Hoa hồng. Chị với ai? Rồi nha mọi người nhá, MLXL lên cho em là mã hoa hồng kèm size. Hoa hồng cho em kèm size MLXL mọi người 99k thôi. 99k mặc áo thôi mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã hoa hồng kèm size này. Hoa hồng kèm size nha mọi người nhá. MLXL 99k. Có đúng 3 áo thôi mọi người nhá. Mỗi size 1 áo này. Mỗi size em có 1 áo thôi mọi người nhá. Tay lửng trinh ngô dồn đơn. Rồi tay lửng trinh ngô này. Em hết tay lửng rồi. Em chị hết tay lửng lấy 2 cái đúng không? Lấy thì ok cho em nha. Cả dâu kia đúng không chị trinh ngô ơi? Là 2 áo đúng không bảo? Rồi eo 80 hả Hoàng Huệ? Hoa hồng sẽ XL cho chị Hoàng Phương Hoa dồn đơn. Rồi XL Hoàng Phương Hoa này. Em còn size ML nha. Còn ML mọi người, còn ML chốt nhanh cho em. Ờ chín chín luôn. Lấy 2 cái. Lấy 2 cái ok này. Rồi ạ, à, rồi hồng nhá, hoa hồng kèm size ML. Hoa hồng em toàn M với L các chị ơi, lên hoa hồng. Hoa hồng còn size ML. SML, XL, 3XL, L là chung đầy đủ. Hoa hồng size M chị Trang Lê. Rồi M còn L. Hoa hồng còn L các chị ơi, hoa hồng hoa còn L. Hoa tím từ S tới 3XL. S tới 3XL lên hoa tím giúp em 99k luôn. 99k luôn cho em mọi người nhá. Chốt comment mã hoa tím đấy. Mã hoa tím cho em kèm size mọi người nhá. SML, MXX, 3XL luôn cho em đủ size. Đủ size nha mọi người nhá. Từ 40 cho tới 70kg luôn cho em. Rồi lên cho em là mã hoa họ, mã hoa tím đi. Hoa tím kèm size SML, MXX, 3XL luôn cho em mọi người 99k thôi mọi người nhá. 99.000 một áo thôi, nhanh tay giúp em. Lên mã hoa tím kèm size. Hoa tím cho em mọi người 53 ký size L chịu da. Rồi chịu da chứ hàng kèm số. Có đơn rồi hả? Rồi ok. Rồi hoa tím kèm size. Minh Thanh. 3X cho chị Minh Thanh. Rồi kèm size và kèm số. Từ S tới 2X. SML 1X 2X các chị. 2X Thu Nguyệt lên số. Thu Nguyệt có đơn rồi. Hoa tím size L chị Chi Kim. 2X cho chị Thu Nguyệt. Rồi chị nào được đọc tên là có đơn nhá. Được đọc tên là có đơn nha mọi người, 99k thôi. Lên mã hoa tím đi. Size M Lê Thị Kiều Lan. Lê Thị Kiều Lan M. XL cho chị Rô Hồng. Rồi Rô Hồng XL. Đẹp lắm mọi người. Rồi hoa tím kèm size 62kg cho hàng mã kèm số các chị ơi. Eo 86 chị Cúc Lưu. Cúc Lưu có đơn. Rồi nha mọi người ơi, chốt hàng mã kèm số đi các chị ơi. Mã à, kèm S, số M, L, XL. SML XL cho em nha mọi người ơi, lên mã hoa tím đi. XL Rô Hồng em chốt rồi. Rồi hoa tím kèm size, còn SML XL luôn cho em mọi người nhá. Còn đủ size SML XL. Đủ size còn từ 40 tới 60 XL các chị ơi. Rồi nhanh tay cho em hoa tím ạ. Hoa tím kèm size SML XL. SML XL. 2 con XL cũng được. Hương Hà coi cả số đi đã. Hương Hà lên số đi chị ơi. Mã kèm size và kèm số điện thoại. Chưa hả? Kim Kim 60kg mặc size XL. Rồi nha mọi người, hoa tím kèm size cho em đi ạ. À. Hoa tím kèm size SML XL thôi, mỗi size còn đúng một cái duy nhất. Rồi SML. Mỗi size còn một đúng một cái duy nhất thôi, các chị tranh thủ chốt đi ạ. Rồi em lên cái bộ này đi. Bộ này còn mấy bộ thôi. Còn ML. Bộ hoa hồng. Bộ này cầm lên mã bộ 55 cân thì mấy chị cao bằng size L. Còn thấp bằng XL. ML hả? Mang quần áo size gì chốt size đó. Đấy hộ hoa đạo mà. Đây hoa hồng. Quần áo size gì chốt size đó giúp em L. Nha. M ML. Ok này ML. Họ bộ nha. Lên cho em là mã bộ các chị ơi. Bộ.
bộ kèm size M hoặc L em cần mấy bộ thôi các chị ơi? 139k nguyên một bộ, gồm một áo một quần cho em như này mọi người nhá. Chốt comment mã bộ. Bộ 139 các chị ơi, chốt comment mã bộ nhá. Mã bộ kèm size M hoặc size L cho em mọi người nhá. 139k, chất chi phong cho em là theo vi tính đấy. Lụa chi phong cho em mọi người nhá. Rồi lên cho em là mã bộ kèm size, bộ đúng rồi, mã bộ kèm size. Bộ kèm size đúng rồi, bộ hoa hồng á. Hoa hồng hả? Bộ hoa hồng. Đúng rồi, bộ này hoa hồng á, rồi size L của hoa lê đúng không? Ồ, 2X hả? 2X hay là L chị ơi? L, M với L thôi mọi người, bộ này em chỉ có size M với size L thôi. Em là lụa Thái nha. Rồi, bộ là em có size M với size L thôi các chị ơi, chốt comment mã bộ. Mã bộ mọi người nhé, bộ kèm size. Bộ đỏ em hết rồi, phải. Bộ kèm size. Bộ kèm size cho em mọi người, ôi, tại bộ đỏ em coi màu đỏ đô thôi. Size L, chốt comment đỏ đô. Size L chốt comment đỏ đô, 139k nguyên một bộ luôn. Rồi ạ, lên cho em là đỏ đô size L mọi người nhá, 139. Đỏ đô size L 139k mọi người nhá, lên mã đỏ đô. Mã đỏ đô cho em mọi người nha, mã đỏ đô kèm size, đỏ đô size L các chị ơi. Đỏ đô size L 139 nha mọi người ơi, lên mã đỏ đô, đỏ đô L, đỏ đô L. Đỏ đô size L nha các chị ơi. Đồng Thị Lan Anh. Rồi, Đồng Thị Lan Anh này, ok này. Đỏ đô sẽ lời cho Đồng Thị Lan Anh. Hết rồi, bộ đỏ đô em hết rồi, còn sắp. Đúng, xin Bình Trương chưa có đơn thôi nha. Bình Trương hả, chưa có đơn đâu. Chưa có đơn đâu. Rồi em còn bộ bộ hoa hồng này á mọi người. Em còn bộ hoa hồng này á các chị. Đỏ đô em hết rồi mọi người ơi. Đỏ đô em hết rồi. 60 ký bận vừa không, 60 ký chị lệ. Cái nào em đọc XL đi. Lê đi vàng hoa mẫu đơn này cho các chị. Vàng hoa mẫu đơn. Vàng hoa mẫu đơn cho em mọi người SML, SML, XL để size. Rồi lên mã vàng cho em mọi người SML, XL 99k thôi. Rồi 99k một áo mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã vàng kèm size. Mã vàng cho em kèm size SML, XL 99k các chị ơi. Đẹp lắm luôn mọi người. Rồi XL kèm size nha mọi người. Vàng kèm size kèm số điện thoại là có đơn 99k áo từ size S tới XL, SML với XL cho em mọi người 99k đẹp lắm luôn. Rồi Bình bộ hả? Lên số đi chị ơi. Bộ càng cho hàng mã kèm số mọi người. Mã kèm size và kèm số điện thoại đi các chị ơi. 99k. Và XL thu lương. Thu lương nhiều rồi này. Nhắn tin cho em đi chị thu lương. Còn nhiều cặp đẹp của bạn Peter. Nhắn tin vào trang pay đi chị ơi. Nhắn tin trang pay cho em đi chị thu lương ơi. Rồi mã vàng ạ, kèm size Bình Trương ơi, kèm số điện thoại cho em chị Thu Lương ơi. Có chị ơi. Một từ size S tới size 1X thôi, SML XL thôi các chị 99k. SML XL 99k mọi người nhá, lên mã vàng. Mã vàng kèm size SML XL chắc comment vàng. Vàng kèm size nha mọi người ơi, SML. Vàng size L chị Tâm Đào. Rồi Tâm Đào cũng nhiều rồi này. Chị nào đơn nhiều cặp cặp chị khả bên em đi hàng. Vàng này không có đâu chị. Rồi, vàng SML XL. Vàng SML XL cho em mọi người nhá, 99k lên mã vàng. Vàng kèm size mọi người ơi, chốt comment vàng cho em đi. Mã vàng kèm size. Vàng XL chị Bình Trương. Rồi Bình Trương hai áo đi đơn nha mọi người nha. Cố gắng chốt từ hai áo nhá mọi người, chốt từ hai áo nhá. Rồi, hoa hồng 55 ký vừa không em. Vừa chị Vinh Nguyễn ơi. Bộ hoa hồng này 55 ký vừa này. 139 lấy thích lên số điện thoại cho em. Rồi. Ồ, lại lại chốt nhiều lắm. Chốt cả mấy cái luôn mà kêu có 3 cái. Thu lương chốt nhiều lắm luôn á, trên 3 cái rồi, 4 6 cái thì đấy rồi á. Để ngày mai là bên em coi thử là em sẽ em. Rồi vàng kèm size, vàng kèm size cho em nha mọi người, cho thấy mẫu nào cũng chốt này. Rồi nha, hoa hồng này có 55 ký vừa này lấy thì ok lên số điện thoại luôn cho em nha chị ơi. Lấy lên số điện thoại luôn cho em, tay em lên cho các chị xem cô ba này nhá. Rồi. Màu đất 60 ký cứ xài cái lò là chốt nha. Màu đất cái cánh tay cái nào chị? Rồi con này cho em mọi người XL chốt xanh coban. Xanh coban XL cho em mọi người 99k. 99k chị nào chốt comment xanh coban tiếp em là mọi người. Xanh coban 99k kèm số điện thoại nhá. Lên mã xanh coban cho em mọi người nhá. Xanh coban 99k. Kèm cho em số điện thoại luôn mọi người nhá. XL chốt. XL chốt eo 80. Eo 80 đổi lại mặc vừa nhá, lên mạng xanh cô ban. XL eo 80 đổi lại mặc vừa, lên mạng xanh cô ban cho em mọi người. Xanh cô ban 99k. Xanh cô ban 99k kèm số điện thoại mọi người nhá, lên mạng xanh cô ban. Xanh cô ban 99 nhá. Xanh cô ban 99k nhá các chị ơi. Rồi màu.
màu này màu đỏ cam này, đỏ cam, con này hình quạt. Đây con này hình quạt, lên mã đỏ quạt đi. Đỏ quạt che mọi người nhá, size M chốt comment mã quạt. Size M chốt comment mã quạt che mọi người nhá, quạt size M. Quạt size M là L72, M là L72 các chị ơi, chốt comment mã quạt 99k. Quạt 99k kèm số điện thoại các chị ơi, chốt comment mã quạt nhá. Mã quạt 99. Mã quạt trên 99k kèm số điện thoại nhá, lên mã quạt. Chị nào size M không chốt cái mẫu này là tiếp này, đẹp lắm. Rồi quạt M cho Kim Triều Nguyễn. Quạt M cho Kim Triều Nguyễn này 99k nhá. Quạt M cho Kim Triều Nguyễn 99k. Bộ hoa hồng hai M cho Bình Yên. Bộ hoa hồng M hả? Đây. Bộ hoa hồng M cho Bình Yên. Đây, M đây. Rồi cái con hồng theo này như em chưa có lên luôn này mọi người. Hồng theo. Hồng theo cho em mọi người ơi, em có size SML. Hồng theo kèm size SML. Hàng bây giờ nó nằm lộn xộn quá. Nằm lộn xộn quá. Rồi ạ, hồng theo nha các chị ơi, hồng theo. Hồng theo cho em kèm size SML đi mọi người. 119k, con này chất kia không này. 119k cho em mọi người nhá, hồng theo kèm size SML. Hồng theo cho em mọi người ơi, kèm size SML 119k. Áo đỏ dài sau em. Đỏ này size S chị ơi, size size M á. Size S thôi chị. S thôi. Rồi à, chị nào chốt comment cho em con này là mã hồng theo mọi người nhá, hồng theo 119k, lên mã hồng theo giúp em. Hồng theo 119 kèm size. Xanh cơ ban đấy là XL chị ơi. Xanh cơ ban là size XL nhá, eo 80 độ lại. Rồi chị nào chốt comment cho em con này là hồng theo mọi người. Hồng theo không phải XL rồi. SML. SML thôi, size M sẽ là theo hoa trắng này các chị. Size M cho em là theo hoa trắng như này nha mọi người nhá. Size M là theo hoa trắng các chị ha. Rồi lên hồng theo kèm size. Hồng theo kèm size SML cho em mọi người nhá, SML. Lên mã hồng theo cho em. Hồng theo kèm size SML các chị ơi, chốt comment mã hồng theo. Mã hồng theo mọi người nhá, mã hồng theo kèm size SML. Hồng theo nha. L hoa hồng hả? Hoa hồng hả? Hoa hồng. Julie Huỳnh ơi, chốt mã gì kèm size kèm số điện thoại luôn cho em đi chị Julie Huỳnh ơi. Bộ hoa hồng thì kèm size cho em đi chị, kèm size kèm số điện thoại luôn nhá. Rồi hồng theo nè mọi người, các chị chốt đúng mã nhá các chị ơi, chốt đúng mã nhá. Chốt đúng mã giúp em, hồng theo. Hồng theo kèm size SML, lên mã hồng theo giúp em. Hồng theo nha. Nào lấy cái này. Rồi, vàng nè mọi người. Lên màu xanh đi shop, màu xanh hả? Xanh ok. Kèm tới XL. Hồng L cho chị ngoan ngoan lên này, hồng theo L này. Hồng theo size L cho ngoan lên này. Rồi, vàng có size ạ? SML XL. SML XL cho em mọi người nhá. Lên mã vàng. Ôi, đẹp chưa? Vàng này sang lắm luôn nè mọi người, chốt comment mã vàng. Mã vàng kèm size SML XL cho em mọi người 99k, lên mã vàng kèm size đây này. Rồi ạ, lên cho em con này là mã vàng mọi người nhá. Vàng kèm size kèm số điện thoại SML XL 99k thôi. 99k một áo thôi mọi người ơi, lên mã vàng. Chị Liên Kim ơi, chị chốt mã gì chị ơi, chốt mã gì? Rồi ạ, chốt comment vàng đi mọi người. Mã vàng kèm size và kèm số điện thoại là cả đơn nhá. Lên mã vàng cho em này, vàng kèm size. Vàng kèm size mọi người nhá, SML XL 99k. Vàng S em chất chị Loan Trần. Vàng S em chất chị Loan Trần, mấy con em đang mặc đi. Rồi ạ, vàng kèm size đi mọi người 99k thôi. 99k áo. À, cái này cái em đang mặc là XL. XL chị râu hồng. Rồi râu hồng XL, ok, cái này L rồi. Cái này đang mặc là XL. Đúng rồi, XL là S hả? XL chị râu hồng. Rồi à, mã vàng đi mọi người, vàng kèm size và kèm số điện thoại đi ạ. Rồi Loan Trần em chốt rồi chị ơi, Loan Trần em chốt rồi. Rồi nha mọi người, chốt comment cho em là mã vàng kèm size SML với XL cho em nha mọi người, 99k. 99k mặc áo nha các chị ơi, 99k áo lên mã vàng. Mã vàng kèm size, mã vàng kèm size và kèm số cho em mọi người nhá, lên mã vàng các chị ơi, chốt comment vàng. Vàng kèm size SML, SML XL, vàng. Vàng kèm size SML XL. Cái này hồi nãy đỏ lấy người ta. Đỏ. Đỏ XL chốt. Đỏ cho em con này XL mọi người. Eo 80 độ lại lên đỏ.
eo 80 độ lại mặc vừa. Con này chị nào chốt comment mã đỏ giúp em, 99k đỏ. Đỏ 99k kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên cho em là mã đỏ 99 này, XL chốt. Eo 80 đổ lại chốt cho em mọi người nhá. Lên mã đỏ 99k. Đỏ 99k kèm số điện thoại mọi người ơi. Chốt comment mã đỏ nhá, 99k đỏ. XL chốt eo 80. XL chốt cho em mọi người nhá. Eo 80 lên mã đỏ. Rồi ạ, đơn 500.000 các chị chuyển khoản hết được miễn ship nha. Rồi ạ, đỏ ạ, đỏ 99k, đỏ XL 99.000. Đỏ sẽ XL 99k, chốt comment mã đỏ mọi người ơi, mã đỏ nhá. Đỏ, đỏ XL 99k. À, chị Thúy Hằng kêu lên xanh S này. Đấy, xanh S thì em có cái xanh này này chị ơi. Đẹp lắm. Rồi, đỏ 99 họ 42kg cho chị ạ. Đâu? Sẽ XL, đấy XL được chị. Không vừa rồi chị kêu, tha tạ ơi, không vừa rồi. Mặc rộng á. Rồi ca này cho em mọi người xanh theo S mặc vừa lên mạng xanh theo. Size S mặc vừa lên cho em là xanh theo 119k. Mạng xanh theo cho em mọi người một xanh lá các chị ha. Xanh lá đậm luôn á nhá. Rồi lên cho em là xanh theo 119k. Xanh theo 119 cho em mọi người nhá. S thôi 40-48kg các chị ha. 40-48kg không có tay bồng được các chị. Rồi ạ, lên mạng xanh theo mọi người. Xanh theo cho em ạ, kèm size. À sorry mọi người, size S thôi. Xanh theo size S, các chị S thôi mọi người, S thôi. Ờ, size 49kg hả? 49kg cao 1m bao nhiêu chị Hồng Nguyễn ơi? Chị Hồng Nguyễn chị cao bao nhiêu đây? 49kg sợ sợ mà mặc chật á. Rồi nha mọi người, lên xanh theo, size S mặc vừa, có S thôi các chị. S chị nào 48kg đổ lại thôi. 48kg các chị phải cao cho em từ 1m58 độ lên thì mới mặc được size S nha. Rồi ạ, lên cho em là xanh theo mọi người ơi, xanh theo sẽ S119k. Xanh theo sẽ S119, 1m7 hả? Hồng Nguyễn 49kg mà 1m7. Mặc được sẽ S nhưng mà nó hơi lửng. Nó hơi lửng chút xíu như chị Hồng Nguyễn thôi. Mặc được sẽ S nhưng mà nó hơi lửng chút xíu nhá. Rồi chốt chị Hồng Nguyễn đi. Hơi lửng chút xíu thôi nha chị nhá. Rồi 45kg vừa, em báo xa từ 40-48kg nè. 45kg thì mình mặc S thôi nhá. Rồi ok Hùng Nguyễn, ok chị Hùng Nguyễn. Thúy Hằng lấy ok nhá, 45kg vừa, 45kg vừa nhá, lấy ok. Hùng Nguyễn đó. Ừ. Máy đâu mà ít. Tắt nguồn hết rồi. Rồi nha mọi người. À, không, gửi bên giao hàng tiết kiệm, chị bảo Trang Candy ơi. Gửi bên giao hàng tiết kiệm á, chắc mai là chị nhận được đơn á. À, Thúy Hằng lấy không chị ơi, Thúy Hằng lấy xanh theo không? Thúy Hằng lấy xanh theo thì lên ok giúp em nhé. Lấy xanh theo thì ok giúp em. Ok Thúy Hằng. Ok chị Thúy Hằng. Rồi xanh cô ban cho em XL hàng này kim sa cho em 1.9. Xanh cô ban xa XL eo 80 đổ lại 159k lên mạng xanh cô ban. Xanh cô ban 159 các chị ơi. XL chốt eo 80 đổ lại. XL chốt cho em mọi người nhá, eo 80 độ lại chốt này, lên xanh cô ban. Xanh cô ban mọi người nhá, không vừa, cái đấy 50kg không vừa đâu nhá. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người, 42kg cả 1m45 vừa không em? Dạ vừa chị Tha Tạ ơi. Không vừa á, mặc S cũng được. Rồi nha, lên cho em là mã gì đây các chị ơi, xanh cô ban. XL chốt eo 80 mặc vừa, lên mặc xanh cô ban. Xanh cô ban cho em mọi người nhá, xanh cô ban. M hả, M để em coi biết còn không. Xanh cô ban còn mới nhất rồi. Để em coi. Rồi mờ cho Kim Triều Nguyễn. XL cho Đặng Huyền. Mờ Kim Triều Nguyễn. Mất công kêu để cho. Rồi XL cho Đặng Huyền. XL cho Đặng Huyền. Rồi còn hôm ta. Rồi xanh cô ban em còn mờ mọi người. Hình như em hết XL rồi. Em hết XL rồi còn mờ. Xanh cô ban em còn xanh mờ 159 chị nào chưa chốt được này chốt đi. Xanh cô ban 159 em còn mờ các chị ơi, còn xanh mờ nhá. Còn xanh mờ nha các chị. Còn mờ thôi. Coi nào, còn mờ thôi. Còn xanh mờ thôi, xanh cô ban em còn mờ. Đúng rồi, Kim Triều Nguyễn là xanh mờ mà. Kim Triều Nguyễn em chắc xanh mờ. Đúng rồi. Rồi XL đầy nhé, ok Đặng Huyền, của Đặng Huyền là XL, ok. Của Đặng Huyền là XL. Ừ. Mình là nhân viên mới. Ôi. Mẫu dâu nữa đi bạn, ok bạn.
cho em mọi người. Đảo Ngọc nhá. Đảo Ngọc này chị nào sẽ ép mặc vừa mọi người ơi. Ép mang vừa, chốt comment Đảo Ngọc. Ép mặc vừa lên Đảo Ngọc cho em mọi người. 99k Đảo Ngọc. Đảo Ngọc 99k kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên mã Đảo Ngọc. Mã Đảo Ngọc 99k. Đảo Ngọc 99k kèm số điện thoại các chị ơi. Lên mã Đảo Ngọc sẽ ép đó. Đảo Ngọc sẽ 99k các chị ơi. Lên Đảo Ngọc. Đẹp lắm. Hết rồi, xanh có 3XL em hết rồi chị. Hết xanh có 3XL rồi. Họa tiết mờ còn không? Họa tiết là cái nào chờ? Em chả nhớ. Em chả nhớ. Nhớ. Họa tiết mấy mã luôn á. Rồi nha mọi người, gấm này, gấm vàng con này vẽ tay luôn, 99k sẽ ép mặc vừa lên gấm vàng. Gấm vàng cho em 99k mọi người nhá. Chốt comment gấm vàng, màu này màu vàng đồng. Nha mọi người. Chốt comment cho em là gấm vàng các chị ơi, 99k ép mặc vừa. Ép mặc vừa nhá, lên gấm vàng, họa tiết cho em là vẽ nè mọi người. Trời ơi, 60kg không vừa đâu. Sọng dâu 63kg không tá đâu chị ơi. Rồi ạ, lên cho em là gấm vàng đi mọi người, 99k, chốt comment gấm vàng. Gấm vàng sẽ ép 99 nhá. Rồi, Đảo Ngọc là sẽ ép cho chị rơi lệ nhìn đời ơi, cái đấy sẽ ép nhá, 48kg thổ lại thôi, eo 68 thôi. Mọi người nghe kỹ size nhá, nghe kỹ size cho em, cái này của Nguyễn Mai này. Gấm trong Nguyễn Mai. In. Rồi, gấm vàng Nguyễn Mai. Rồi ạ, à, rơi lệ nhìn đời. Cái này ép nha, mặc được và chị ok. Còn không thì giờ là em xả ra để em chốt cho người khác này nhá. Rồi xanh có ban mờ còn không sót. Dạ còn đấy chị Trần Thị Thịnh ơi, còn lấy thì ok. Còn mờ nhá, xanh có ban mờ em còn lấy ok giúp em. Em hết gấm vàng rồi. Rồi Đảo Ngọc này của chị à, rơi lệ nhìn đời này. Nhìn đời rơi lệ gì đó này. Áo nam không có rồi. Áo nam không có rồi. Ok Trần Thị Thịnh này. Ok Trần Thị Thịnh này. Không có mờ, biết ngay mà. Không mờ đâu. Không có xem mờ nha. Dâu này không có mờ. Hoa nhí hả? Nga Lê ơi, hãy cái lời được không chị? Đây em có cái tan hoa nhí này là hãy. Hai cái lời cho em con này nhí xanh mọi người, 99k hàng mới này. 99k chắc có mình nhí xanh. Nhí xanh hãy cái lời 99k mọi người nhá. Lên cho em là nhí xanh. Nhí xanh hãy cái lời 99.000 mọi người ơi. Lên mạng nhí xanh giúp em. Nhí xanh hãy cái lời 99k các chị ơi. Chắc có mình nhí xanh giúp em. Nhí xanh màu này màu xanh cồn nhá. Màu này. Hả? Ờ à, đó. Cái xanh cô ban đó đó. Xanh cô ban này này. À, Trần Thị Thịnh để hỏi Trần Thị Thịnh lấy cái gì, cái xin có bài đồng của ai xin lỗi mình với tầm thảo rồi ạ. 39 rồi nha mọi người ơi, nhí xanh, nhí xanh, nhí xanh, nhí xanh cho bê mọi người, nhí xanh hãy cho lời 99k mãi nhí xanh, hãy cho lời chất comment nhí xanh. Không có nhung rồi các chị, không có áo nhung, không có vest nam luôn. Ôi con này đẹp nè, ép mặc vừa lên mã hồng theo. Ép mặc vừa lên cho em có thể là mã hồng theo. Trần Thị Thịnh đơn cũng nhiều rồi này. Các chị đơn mà từ 400-500 nghìn đổ lên, các chị cọc cạc chuyển khoản bên em mới đi hàng nhá. Rồi nhắn tin cho em bên nhà chị Trần Thị Thịnh nhá. Nhắn tin vào fanpage giúp em nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này là mã hồng theo mọi người ơi. Hồng theo 120. Hồng theo cho em là 120. Kèm số điện thoại chốt mình cái đó đi. Cái đấy là sẽ ép cho em báo trước nha chị nhá. Cái này là S nha chị, em báo trước nha. Rồi nhí xanh cho chị Bích Thuận. Nhí xanh Bích Thuận này. Nhiều nha. Bích Thuận cũng nhiều rồi. Rơi lại nhìn đời này, vẫn đòi chất cái này. Đó, em nói trước cái đấy là S. Này bao nhiêu? Ờ, 99. Phải S nha, nếu mà cảm thấy không mặc vừa nói là để em xả em bán nha. Nói rồi, xong cơ. Xuống like xả là mất. Sao mà nhiều khổ sở vậy? Rồi, Bích Thuận. Hồng theo trên đi mọi người, đây nè. Hồng theo hàng thanh lý đây cho chị Bảo Trang Kim đi. Bảo Trang Candy, con này 120 cân xỉu. Đồ mé hoài lắm. Thích điệu bà, chị Bảo Trang Candy là chị thích điệu bà. Chắc con này rất đúng xài luôn, xinh. Mặc lên bao xinh luôn cho em. Rồi nha mọi người, em bên giúp chị mình một con màu trắng nhá. Trắng này vẽ tay. Trắng này cho em vẽ tay. Nói chung hàng này là hàng đã qua sử dụng rồi, cho nên nó hơi dơ xíu, thì về các chị giặt giúp em không sao hết nha. Rồi ạ, à, xả luôn cho mọi người con này là hàng 4 tàn. Trắng sẽ ép 4 tà mọi người ơi, trắng sẽ ép nhá, 4 tà, hồi 120. Rồi ạ, à, ép mọi người, 40-48, trời ơi, đẹp lắm luôn, cái này nó không bị dơ đâu. Cái này nó không bị dơ đâu. Nếu mà em không phát hiện á, cái chị về mà nhận hàng mà thấy mà các chị giặt nhá. Ồ, cái này nó bị ấy rồi.
cái này nó bị lủng mất rồi, nó bị cháy rồi. Về mọi người gấp like đây, gấp like lên như này cho em là được nha mọi người. Rồi ạ, hồng theo hết rồi. Rồi lên cho em con này là trắng lỗi đi, 100k. Cái này nó bị lỗi dưới tà rồi. Về mọi người gấp like lên, xả 100.000. Con này đáng lẽ ra phải bán 130 này, 130 giữ cho em nhé. Không chị, ngày mai gặp điện là cho đi hàng luôn, chứ bên em không có để giữ đơn. Cho nói chung là bây giờ khó rất là chật chội luôn, đơn nhiều mọi người nhá. Chốt đủ đơn trong cùng một like luôn. Trắng lỗi này 100k cho Nga Lê. Nga Lê cả đơn rồi hả? Nga Lê này, trắng lỗi 100, 100.000 Nga Lê. Lỗi 100 cho Nga Lê. Bên em không giữ đơn nha, có đôi là đi nha. Đây các chị không khoảng chốt 2 áo nha. Chốt từ 2 áo cho em đi. Lâu lại đẹp này. Con này đơn giản, em xả cho các chị 99k. Dâu đỏ, dâu đỏ sẽ ép 99.000 mọi người ơi. Lên mạng dâu đỏ ép mặc vừa 40 tới 48 kg là ok nhá. Lên mạng dâu đỏ 99k. Dâu đỏ cho em 99k mọi người nhá, ép mặc vừa. Trắng lỗi 100 em chốt Nga Lê rồi chị ơi. Em chốt chị rồi. Rồi ạ, à, lên cho em là mãi dâu đỏ đi các chị ơi. Dâu đỏ 100k áp đỡ đó. Đúng rồi, dâu đỏ cho em 99.000 mọi người nhá. Dâu đỏ 99 ta ép mặc vừa, ép mặc vừa nhá. Lên cho em là mãi dâu đỏ 99k. Chị nào có đơn mọi người nhắn tin cho em trên trang page giúp em nha các chị nhá. Nhắn tin hộ em với nhá. Rồi ạ, à, lên trên là dâu đỏ. Dâu đỏ để ngày mai, sáng mai, từ sáng mai thì bên sẽ chất tin nhắn cho các chị nhá. Rồi lên dâu đỏ đi mọi người. Dâu đỏ 99k. Dâu đỏ không có 52kg, 52kg không vừa đó. Sao ép không? Dâu đỏ 99. Dâu đỏ sẽ ép 99k. Chị Nhung cố gắng từ rồi. Mày không được cái gì. Dâu đỏ 99. Dâu đỏ 99. Có chị nào chốt nữa không? Lấy quần cái chị bảo như mê gạo đơn. Tại vì quần là hiện tại là quần mà bên em là không còn đủ màu á. Quần bên em không còn đủ màu các chị. Dâu đỏ cho Mai Lâm. Dâu đỏ cho Mai Lâm. Chị Mai Lâm mai để ý máy nhá. Mai để ý máy giúp em. Bên em không biết là mai có gọi hết không á. Mai có gọi không hết thì sáng mốt nha mọi người. Sáng mốt gọi tiếp nha. Rồi cái này của chị Mai Lâm này. Mai Lâm xa ép nha Mai Lâm ơi, 99 xanh ngọc XL. Ok Mai Lâm xanh ngọc che mọi người ơi, XL eo 80 đổ lại, là hàng này pin xa. Eo 80 đổ lại lên che con này là mã xanh ngọc mọi người nhá. Xanh ngọc theo á, theo pin xa. Rồi 159.000 mọi người, hàng mới đấy. Nói chung là giá từ 99 đổ lên là sẽ là hàng mới. Còn hàng riêng hàng dâu là sẽ là hàng đã qua sử dụng cho em nha mọi người. Rồi xanh ngọc đi các chị ơi, mạng xanh ngọc 159 này. Xanh ngọc che 159k các chị ơi, lên mạng xanh ngọc 159 á. Xanh ngọc 159.000. Xanh ngọc 159 che mọi người nhá. Sẽ cái lời chốt eo 80. Eo 80 đổ lại mà ok nhá. Lên xanh ngọc, trời ơi đằng sau này áo đỏ nhiều lắm. Em mới lên hàng dâu á các chị. Áo đỏ sau nhiều lắm, chả biết lên cái nào luôn. Rồi ạ, à, lên mạng xanh ngọc che mọi người ơi. Xanh ngọc kèm size. Xanh ngọc là XL mọi người. Xanh ngọc là XL nhá. Chị đã chốt comment xanh ngọc. Không biết nữa, hai hay ba áo gì đấy chị Mai Long. Em chả nhớ. Cái chị chốt được nha. Chốt được mã gì mọi người nhớ giúp em nhá. Em sẽ có đọc tên mà các chị chốt được. Chốt được mọi người nhớ giúp em. Shop em ở Đắk Lắk. Shop em ở dưới huyện Đắk Lắk nha mọi người. Dưới huyện ở Đắk Lắk. Nhưng mà ở dưới huyện chứ không phải ở thành phố nha mọi người nha. Xanh ngọc các chị ơi, xanh ngọc. Ok đúng rồi em, ok trời yêu này. Xanh ngọc mọi người, áo đỏ, cột dọc ý. Đây hả, đây. Đây, đo eo cho các chị đi. Đo eo tại vì em thấy cái con này size nó cũng to. Thấy nó to to tí. Mất được em được size không được. Size M cho em mọi người ơi, SM. Đoàn Minh Thủy cạp đấy thì chốt con này đi. SM mặc được này. Eo 72 độ lại. SM mặc được eo 72 độ lại nhá. Lên cho em con này là mã dâu đỏ đi. Rồi dâu đỏ cho em 120 các chị ơi. Dâu đỏ size M. Size M cho em 120. Rồi huyện Krongbuk với chị Linh Trần ơi. Em ở huyện Krongbuk nha. Chị cũng ở Đắk Lắk hả? Em ở huyện Krongbuk nha. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người nhá. Chốt comment lên cho em là mã dâu đỏ. Dâu đỏ 120. Rồi chị chốt áo đấy. La Lê hả? Lên số giúp em.
La Lê chốt hàng kèm số. Rồi ok chị La Lê. Bảo Trang Canh đi hả? Ở đâu hề? Bảo Trang Canh đi là ở đâu hề? Chị ở đâu hề chị ơi? Trời ơi, mới hôm qua gửi đơn một cửa hồng hồng hồng, chắc mai chị nhận được cái. Nên giao hàng tiết kiệm là đi hàng nhanh lắm. Ở Sài Gòn hôm nay mà gửi đơn là mai nhận. Nói chung là các chị ở trong miền Nam á, tầm 2 hôm đổ lại. Nha mọi người, 2 tới 3 hôm đổ lại thôi. Trời ơi. Nha. Rồi cái này của La Lê 120 này, La Lê 120. Đúng rồi, 120. Rồi nha mọi người. Lên tiếp dâu đi. Dâu này đá vàng. Đá vàng cho em mọi người, chị Bảo Trang Candy chị ở đâu á chị? Chị ở tỉnh nào, tỉnh nào? Áo dài cho cô trung niên không em hả? Có. Tuyên Quang hả? Tuyên Quang 3 ngày nhá. 3 ngày. 3 ngày đi chị ơi, ở Tuyên Quang là phải 3 ngày. Rồi nha, con này size bọc vừa mọi người ơi, chắc comment cho em là mã đỏ. Trời ơi, đá vàng đi. Đá vàng cho em mọi người nhá, 99k. S bọc vừa lên đá vàng. Size S bọc vừa, con này chị nào chốt comment đá vàng cho em nhá. Đá vàng 99k kèm số điện thoại mọi người ơi, lên đá vàng cho em 99k. Đá vàng 99. Đá vàng mọi người ơi, 99k, lên đá vàng mọi người. Rồi à, lên đá vàng, rồi lên đá vàng. Bên em không bán, không cho khách vô lượng trong shop. Bên em chỉ bán online thôi nha mọi người nhá. Bán online thôi chứ trước giờ là không có cho khách vô lượng đâu mọi người. Với lại bữa nay tình hình nó dịch bệnh nhá, cho nên là bên em nói chung là dịch bệnh nó phức tạp. Với lại chị Huệ chị đang bầu quá, cho nên là không có nhận khách vô sắp lượng nha mọi người. Bên em chỉ chốt bán hàng online thôi các chị nhá. Bên em bán hàng online thôi. Rồi ạ, à, lên cho em mọi người nhá. Chốt comment lên cho em là mã gì ta? Mã đỏ. Đá vàng, đá vàng cho em. Đá vàng sẽ S chị ơi, đá vàng là sẽ S nha. Đá vàng là sẽ S nha mọi người. Đá vàng S thôi. 99k nhá, đá vàng sẽ S 99.000. Đá vàng S 99k. Kêu ba áo. Trời ơi, chốt một đồng. Ngày mai mà kêu một ô chị cũng chốt không được à. Đâu nghe đọc tên đâu. Ừ, xỉu luôn á. Trung niên đằng sau ok này, để từ từ đi chị em lên. Từ từ em lên. Rồi con này nó bị lỗi rồi này. Nói chung là bên em thì bữa nay là không có đủ nhân viên á, cho nên là cái này là không có kịp xử lý cho mọi người, về các chị tự may nhá. Khâu lại may lại cho em cái chỗ này nha mọi người. Rồi lỗi đi ạ, à, em tạ luôn các chị nhá. Tạ luôn cho các chị 89k lên cho em là dâu lỗi này. Trời ơi, con này đáng lẽ ra phải 830. 89.000 mọi người lên dâu lỗi. Dâu lỗi 130, áo dâu lỗi 89. Dâu lỗi cho em 89k. Đây này, về cái chị may lại cho em nha mọi người. Nó bị bung chỉnh á nhá. Rồi dâu lỗi cho em 89k, ép bằng vừa. Rất là sang luôn. Dâu lỗi cho em 89k các chị ơi, cho comment dâu lỗi nhá. Dâu lỗi cho em 89.000 mọi người, 89k lên mã dâu lỗi cho em. Dâu lỗi 89. Đây này, cái này nó cũng bị rớt luôn. Nha, về mọi người may cho em nha các chị ơi. May khâu lại giúp em. Lỗi nha, cái này nó bị lỗi rồi. 89k nha mọi người. Size S nha. Size S cho chị Lưu Ly ơi. Lưu Ly ơi, cái này là size S nha, lấy ok. Lưu Ly ơi, cái này S này, chị lấy cho ok cho em đi nha. Size S ha. Rồi, đá vàng chị Giang Vi. Đá vàng cho Giang Vi 99. Cái này là size S nhưng hồi không vừa tâm tự. Nghe kỹ size giúp em đi các chị. Em mệt rồi. Pha S nha. Pha S chỗ mọi người thường thường các chị mua đồ mọi người. Mọi người mặc đồ size bao nhiêu các chị cứ chốt áo dài size đấy cho em đi nha. Size S là size nhỏ nhất rồi. Size từ 40 tới 48 thì thôi. Eo 68 độ lại cho em nha. Rồi. Hoa nổi. S mặc vừa 40 tới 48 kg. 99k lên hoa nổi. 40 tới 48 ký mặc vừa, lên mã hoa nổi cho em. Hoa nổi cho em mọi người nhá, hoa nổi 99k. Dâu trắng em hết rồi chị. Em chốt rồi Giang Vi ơi, chốt rồi nha. Em nói nhỏ thì các chị không nghe hả hay sao ta? Đọc mà khan hết cả cổ họng luôn á. Giang Vi em chốt đá vào rồi nha chị ơi. Rồi hoa nổi 99k, hoa nổi sẽ 99k mọi người ơi, lên mã hoa nổi S. Hoa nổi sẽ 99k mọi người ơi, lên mã hoa nổi S ha. Hoa nổi S 99. Phải uống nó có lạnh không? Ừ.
hoa nổi S99K. Hoa nổi sẽ S99 nha mọi người. Chị Linh Trần ấy, chị nhắn tin giúp em với. Chị đơn nhiều lắm rồi, em không chốt được đâu. Các chị cọc luôn cho em trên like thì em mới chốt tiếp nha. Các chị ưng mẫu như nào nữa đây? Các chị ưng mẫu gì nữa đây? Thôi xuống đi chị Nhung này. Thôi em xuống like đi mọi người nha. Hẹn các chị mốt. Ngày mai là bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị giải quyết xong hết đơn rồi mốt mới like lại nha mọi người. Các chị ngày mai cố gắng để ý máy giúp em nhá. Rồi em nghỉ like đây chứ em mệt rồi. Nha mọi người. Rồi cảm ơn các chị đã theo dõi like nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi like. Các chị ngày mai để ý máy nhá. Bên em gọi điện chốt đơn nhá. Rồi bye bye mọi người. Mốt mới like lại nha.